Nhất thế chi tôn quyển 8, chương không một tương kiến hoang, ngoài ngọc hư cung, đất trời yên tĩnh, sự hủy diệt do dư ba giao thủ của bỉ ngạn đã nhờ hồi tưởng thời gian thay đổi lịch sử mà hồi phục lại như cũ, non xanh nước biếc, hồng trần thiên mạch, trong số 36 cái giếng cổ, có 24 cái không ngừng bốc lên diễn quan thải hà, cảm giác rất mộng ảo siêu phàm, trong ngọc hư điện, mạnh kỳ đứng đó nhận những lời chúc mừng của Quản thành tử, xích tinh tử, những người cao lãm, giang chỉ vi, Chính thức tiếp quản nơi này, trở thành chủ nhân mới của Ngọc Hư Cung, Tân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lễ nghĩa làm xong, quản thành tử nhìn mạnh kỳ, khẽ thở dài, trưởng giáo sư đệ, cần gì phải, sao lại không chịu nhường một chút, để gió êm sóng lặng, cắt đứt con đường của mình như vậy không chỉ mất đi hy vọng siêu thoát trong bản kỷ nguyên này, mà còn bị phản vệ cuốn thân, đạo quả sơ hình vốn không còn xa lại trở nên vô cùng gian nan. Tới cảnh giới truyền thuyết, lịch sử nếu bị thay đổi quá lớn, giống như ngày xưa khi nguyên thủy thiên tôn mở ra thời gian căn nguyên, rút ra một đoạn lịch sử sau phong thần, các đại năng sẽ chỉ việc bỏ lại những phần ký ức chẳng liên quan gì tới mình, nhưng nếu đoạn lịch sử đó có ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân họ, vậy sẽ khiến họ bị lẫn lộn về trí nhớ, chỉ tới sau khi đăng lâm tạo hóa, cảm nhận được dòng sông thời gian cọ rửa, mới hiểu ra được chuyện mình đã từng bị thay đổi, sẽ có được thêm những ký ức xa lạ, mới mẻ, không tới bỉ ngạn, không rời khổ hải thì sẽ không bao giờ nhìn thấy cái gì là chân thật. Cỡ như Giang chỉ vi với Nguyễn Ngọc Thư là không thể nào hiểu được tâm tình của Mạnh Kỳ khi chém ra một đao kia, không phải là không hiểu nổi, mà là chưa đủ khả năng để hiểu. Khác biệt về cảnh giới không chỉ là khác biệt về thực lực. Trong các cảnh giới, khoảng cách giữa bỉ ngạn với tạo hóa là cấp ngay dưới nó, dùng chữ một trời một vực cũng còn chưa đủ. Mạnh Kỳ ánh mắt dịu dàng, không hề có chút dáng vẻ uy nghiêm của một bỉ ngạn, hắn nhìn quanh một vòng, từ từ nói, đối với Kim Mẫu, đây hẳn là hướng phát triển tốt nhất, nếu ta vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, trả cái ơn thành đạo trước, thì với tình hình hiện tại, sẽ phải giúp bà ta hai việc. Một là ngăn cản Di Lặc tránh thoát khổ hải, làm A Di Đà Phật không thể tăng tiến, hai là giúp tiểu tăng trùng kích bỉ ngạn, giúp Kim Mẫu càng gần đạo quả, kết thúc của việc trả ơn đó, hẳn ta cũng đạt được đạo quả sơ hình. Có tư cách tham dự vào cuộc tranh đoạt của bọn họ, song vì trong lòng còn oán khí và thù hận, cộng thêm quan hệ với tiểu tang nên ta với bà ta chỉ có thể là địch không thể có khả năng hợp tác cho nên bà ta mới cố ý kích thích ta chém ra một đau đó như vậy không chỉ làm cắt đứt con đường tiến lên của ta trong bản kỷ nguyên không còn hy vọng tranh giành đạo quả với bà ta mà còn làm chậm đi khả năng nguyên thủy lão sư siêu thoát khiến bà ta có hy vọng về chuyện di lặc tránh thoát khổ hải thì sau khi kim mẫu lộ ra mặt thật a di đà phật cũng lộ ra việc khống chế được phục hoàng dù ta có giúp đỡ phe nào thì cũng không làm ảnh hưởng tới đại cục, nhưng khi tiểu tan trùng kích bỉ ngạn, dù có cái ơn thành đạo đó hay không thì ta cũng sẽ toàn lực giúp cô ấy, một mũi tên bắn trúng tới mấy con chim như vậy, kim mẫu chọn cách nào không nói ra mọi người cũng biết, văn thù quản pháp thiên không nhịn được cảm khái nói, từ thời thượng cổ, bà ta đã giỏi bày mưu đặt kế. Sau khi trở thành bỉ ngạn, thì càng nắm rõ nhân tâm và thế cục tới mức làm người ta không rét mà run. Điểm mấu chốt của chuyện này ở chỗ, dù có cái ơn thành đạo hay không, trưởng giáo sư đệ đều sẽ giúp sản phẩm làm giảm cầu không của kim hoàng trùng kích bỉ ngạn. Nếu đã như vậy, cần gì phải lãng phí cái ơn thành đạo để làm chuyện này, như thế kim hoàng rõ ràng sẽ không thu được lợi ích lớn nhất có thể, không bằng bức bách trưởng giáo sư đệ tự cắt đứt con đường của mình, thuận tiện còn làm con đường thành đạo của lão sư chậm lại. Ngay từ ban đầu, Kim Hoàng đã đặt điều này làm mục tiêu trong bố cục của mình. Từ lúc cố tiểu tan xuất thế, từ lúc trưởng giáo sư đệ bị ma phật để vào ván cờ, Kim Hoàng đã bắt đầu chờ một đao này. Những chuyện này, càng nghĩ tới càng thấy lòng lạnh toát, băng giá và tuyệt vọng. Nhưng chính trưởng giáo sư đệ cũng nguyện ý chém ra một đao này. A, à, quản thành tử lại thở dài, mạnh kỳ cười, sau đó nghiêm mặt nói: Nếu ta không chém ra một đao này, thì từ từ sẽ bị cái cảnh giới bỉ ngạn kia đồng hóa, trở thành một thiên ý cao cao tại thượng, không còn nhân tính của con người mà đạo của người khác không phải là đạo của ta, một đao này, chính là cắt đứt con đường đó, cứu ta lại được trở về là ta, nếu ngay cả chính ta mà cũng không giữ được, dù có được đạo quả, dù có thể siêu thoát thì cũng để làm gì, hắn không định giải thích gì nhiều về chuyện này. Đây là quan điểm mà qua những gì hắn trải qua, kết hợp với những quan niệm sống về cuộc đời, về con người, về thế gian của hắn cùng đúc kết mà thành, người khác nếu không hiểu được cũng chuyện bình thường dù con đường phía trước có gian nguy thậm chí bị cắt đứt thì hắn cũng sẽ chọn như vậy sau này sau bao nhiêu kiếp sau tới bao nhiêu kỷ nguyên sau hắn sẽ vẫn là nguyên thủy thiên tôn tô mạnh hay hắn là nguyên thủy thiên tôn đây chính là chỗ khác nhau lời ngừng ở đây hắn quay qua nhìn cao lãm nhân hoàng kiếm từ trong viên quan sau đầu bay ra bay về phía đối phương hoàng huynh đại chu hiện giờ chưa thể khôi phục được nhưng các đảo ở đông hải các nước ở phong thần tứ đại bộ châu của Tây Du thì đều có thể, muốn lập lại nhân đạo cũng không phải là việc khó, hy vọng một ngày kia, Huynh sẽ đứng sóng vai với ta, cao lãm nhận nhân hoàng kiếm, cười ha hả sảng khoái, không cần kích động ta, một đời này của trẫm, chỉ cần không mất mạng, sớm muộn gì nhân hoàng cũng sẽ ngang hàng với thiên tôn, nói xong, y sách kiếm, xoay người rời khỏi ngọc thanh điện. Văn thù thấy vậy nhắc, đã thần tiên vẫn còn do chúng ta khống chế, ngươi đừng quên đi đâu suốt cung lấy. Khi La Giáo và Phật môn hoành tảo thiên hạ, họ không hề bỏ qua cho phong thần thế giới, tề hoàng công tiểu bạch trốn vào trong đâu xuất cung, cao lãm miếng môi, khẽ gật đầu, ngẩng đầu rời đi. Mạnh kỳ lại nhìn sang Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư, cười khẽ, sau này đừng gọi danh hiệu của ta sai nữa nhá, ban đầu bởi vì Mạnh kỳ đăng lâm bỉ ngạn, sau đầu có viên quan trong vắt không tì vết, trên đỉnh đầu lại có khánh vân sâu thẳm hỗn độn, quanh thân kim đăng chuỗi ngọc lượng lờ. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đều có một cảm giác rất là xa cách, hai bên trở nên vô cùng cách biệt với nhau, Tô Mạnh đã trở thành một đại nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng sau khi Mạnh Kỳ nói xong, Giang Chỉ Vi xì một cái, Nguyễn Ngọc Thư miếng môi cười, khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn lại đáng kể. Cái tên này có lẽ là bị ngạn giả không có hương vị đại nhân vật nhất, hiểu rồi, tiểu hòa thượng. Giang chỉ vi nhịn cười trả lời, Nguyễn Ngọc Thư lại gật đầu, mạnh kỳ giọng đầy ý cười, hai người nếu thể ngộ được bản tính linh quan, phân biệt được chân và giả do lịch sử thay đổi tạo thành, sau này sẽ được lợi không ít. Sau đó, tiếp tục chỉ điểm mấy người xích tinh tử một phen xong, mạnh kỳ mới để họ rời đi. Hắn còn phải củng cố cảnh giới mới của mình, tới khi trong ngọc thanh điện trở về sự yên tĩnh, viên quan sau đầu hắn lóe lên, đại đạo chi thụ như ẩn như hiện, đầu cành là hai đạo quả hư ảo và bá vương tuyệt đao, tam bảo như ý cố tiểu tang cũng hiện ra trước mặt hắn cô đã không còn nét mặt trắng bệch đầy nước mắt mà đã trở về dáng vẻ bình thản như cũ nhưng đã có thêm mấy phần trầm tĩnh yên tâm thiếp thân thường xuyên bị đã kích đã quen sẽ không vì vậy mà suy sụp chỉ là có chút mờ mịt nhìn lại quá khứ thấy mình cũng có mấy phần không phải do kim hoàng đắp nặng ra mà có cố tiểu tang cười yếu ớt mạnh kỳ nhìn cô kim hoàng chỉ có thể dẫn đường mấu chốt còn tại là do chính bản thân của mình nàng có thể vượt qua cửa ải truyền thuyết, vi phu tin rằng nàng cũng sẽ từ từ thoát ra được. Cố tiểu tan cười nhẹ, kiểu nói chuyện này của tướng công làm thiếp nổi cả da gà, cô hơi dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng nếu trong lòng mãi không cam tâm, dù có đi ra được thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải đi theo sự sắp xếp sẵn của bà ta hay sao? Dùng sự hận thù vô bờ để khích lệ bản thân đi tới, lấy quyết tuyệt để trùng kích bỉ ngạn. Còn không bằng chém đi bản thân, để làm bà ta không còn hy vọng lấy được đạo quả nàng sẽ không làm như thế vì làm như thế chính là thừa nhận mình chỉ phụ thuộc vào kim mẫu không có được ý nghĩa tồn tại của mình mạnh kỳ mỉm cười nhìn cố tiểu tang hơn nữa nàng trùng kích bỉ ngạn cũng không phải chỉ là vì kim mẫu cố tiểu tang ngẩn người nhướng mày sóng mắt dập dần tướng công lại muốn nói lời buồn nôn gì đây mạnh kỳ khẽ ho sau khi thành tựu bỉ ngạn thời gian đã khó mà ảnh hưởng tới mình được nữa những người ở bên cạnh ta không thể nào đều có thể là bỉ ngạn, dù ta có dùng hết mọi thủ đoạn, thì ức vạn năm sau, những kỷ nguyên sau, bọn họ cũng sẽ từng người một mất đi, khiến mối ràng buộc ta với hồng trần thế tục ngày càng ít đi, cuối cùng sẽ hoàn toàn ngăn cách, trở thành đại nhân vật cao cao tại thượng, giọng hắn đầy cô đơn, cho nên ta cần nàng giúp ta, thành tựu bỉ ngạn, cùng tồn tại với ta, cố tiểu tan mắt công công, bật cười, tướng công càng ngày càng biết ăn nói cô chuyển mắt nhìn ra ngoài ngọc hư cung, có đồ tốt đưa tới, trong Phật quốc tịnh thổ, trên đỉnh tu di sơn cao ngất, tứ thiện thiên thanh tịnh, một đại Phật màu vàng cổ xưa, trí tuệ ngồi đó, sau đầu là 24 vần Phật quan chồng chất lên nhau, màu vàng nhạt không tì vết, thần thánh trang nghiêm, bàn tay nâng một cái lưu ly cổ đăng ẩn chứa rất nhiều nhân quả ý vị, như đã tồn tại từ vĩnh cửu, trong đôi mắt của kim Phật không còn sự yên tĩnh thâm thúy lâu nay mà đầy tuyệt vọng, quể oải, thất vọng không cam lòng. Chúng đã gần tới ngưỡng biến thành tâm ma, có khả năng phá hủy thành quả thanh tu hàng vạn năm nay. Ai, nhiên đang thở dài, phun trọc khí trong lòng ra ngoài, để cho đèn lưu ly thiêu đốt chúng, tiêu trừ chúng. Tô Mạnh đã đăng lâm bỉ ngạn, trở thành một trong những đại nhân vật, làm chúa tể chư thiên vạn giới. Mong ước, chư quả chi nhân của lão cũng trở thành bọc nước, chỉ có cách gửi hy vọng vào trận đánh cờ tranh phong giữa các bỉ ngạn đại nhân vật mà thôi, không còn nắm giữ được vận mệnh của mình trong tay nữa tên đó chỉ tu luyện có mấy trăm năm mà đã không ngừng vượt qua cửa ải tránh thoát khổ hải dù một phần nhờ vì mạc kiếp đang tiến tới khiến trời đất buông lỏng đạo vận lưu chuyển có nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn kim hoàng sắp xếp giúp đỡ thì cũng không thể chối bỏ được thiên phú chói mắt của chính hắn tâm tính cứng cỏi của chính hắn nhuệ khí và sự quyết tuyệt của chính hắn giúp hắn vượt qua bao người chiếu sáng chư thiên so với hắn mình đã sống từ thời thái cổ tới hôm nay từng được phật tổ điểm hóa lại trở nên do dự và nhát gan cơ hội tới mà không biết bắt lấy khiến tu vi tu luyện bao nhiêu vạn năm hóa thành hư không nghĩ lại trước đây không phải là lão chưa từng có cơ hội trừ khử tô mạnh nhưng bởi vì cân nhắc quá nhiều bởi vì quá cẩn thận bởi vì không muốn lấy mạng mình ra để đặt cược nên bây giờ chỉ có thể vừa hối vừa hận nhìn tô mạnh từng bước trưởng thành lên sau khi bị ma phật nói nên làm không làm phải chịu hậu quả thì mới sáng mắt ra dần đổi suy nghĩ cũ, cho tới hôm nay, mới hoàn toàn hiểu ra, thế gian rất nhiều chuyện, làm gì có chuyện chuyện gì cũng mười thành nắm chắc, chuyện liên quan tới tránh thoát khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn, chỉ cần có hai thành khả năng là đã có thể đặt cược một phen, nhiên đăng đang miên mang suy nghĩ, trên bầu trời tịnh thổ đột nhiên phát ra vô lượng quan mang, chiếu sáng khắp từng cây bồ đề, từng đóa bà la, từng ngôi chùa, từng tăng chúng, nam mô A-di-đà-phật. Nhiên đăng chắp tay, Kính cẩn chào tiếp dẫn Phật tổ, người tới chính là chủ nhân của A Di Đà Phật Tây Phương Cực Lạc thế giới, người đứng đầu trong Phật môn Nhị Thánh, vô lượng quang, vô lượng thọ, lưu ly tịnh quang bao phủ biển mây, nâng một Phật đà mơ hồ đầy hào quang, sau lưng là một phần Phật quang viên mãn vô ngần. Tô thí chủ đã chứng bỉ ngạn, tránh thoát khổ hải, chấp niệm trong lòng ngươi vẫn còn chưa bỏ xuống được sao? Giọng nói trang nghiêm của A Di Đà Phật như tiếng trống chiều chung sớm, vọng không gian chấn tới mức kim thân của nhiên đang rung lên, những thứ trước đây theo đó tan vỡ, vô số những thứ khác bắt đầu nảy sinh, bỏ xuống được sao, chư quả chi nhân đã đau khổ chờ đợi cả một kỷ nguyên có thể bỏ xuống được sao, tới lúc này rồi, vẫn còn phải truy tìm cái hy vọng hư vô mờ mịt kia sao, còn phải tiếp tục khổ sở chờ đợi tới kỷ nguyên chung kết sao, nhiên đang như có sở ngộ, kim thân đứng lên, trang trọng bái nói, Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ tiếp dẫn Phật tổ cảnh cáo giọng nói a di đà phật vọng tịnh thổ không bỏ chấp niệm làm sao nhìn thấy như lai trong lòng người cố chấp với chư quả chi nhân cầu mà không được khiến hai mắt bị phủ lên mê chướng hôm nay chỉ cần quay đầu nhìn một cái nếu thừa dịp phong thần chuyển kiếp gia nhập phật môn mà bỏ đi việc này toàn tâm toàn ý tu trì đại mộng chân kinh hoặc như lai thần trưởng thì còn có thể thấp hơn di lặc không sớm có cơ hội tránh thoát khổ hải hay không lập địa thành phật thời gian chưa muộn còn cách kỷ nguyên chung kết tới mấy trăm năm. Tô thí chủ làm được, tại sao ngươi không được? Nhiên đang cười khổ bất đắc dĩ, thì ra ngoài muốn điểm hóa mình, xóa đi chấp niệm trong lòng mình, tiếp dẫn Phật tổ còn muốn tự mình hóa giải mối thù cản đạo với Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh, vốn lão vẫn luôn lo sau này sẽ bị Tân Nguyên Thủy Thiên Tôn làm khó dễ, chỉ còn cách trốn chui trốn nhủi trong tình thổ. Ai ngờ người ta chưa làm gì, A Di Đà Phật đã mở miệng bảo mình bỏ qua nhân quả chi đạo luôn người ta là bỉ ngạn giả là đại nhân vật cao cao tại thượng cũng đúng nguyên thủy thiên tôn tô mạnh tự tuyệt con đường của mình trong bản kỷ nguyên này không còn hy vọng siêu thoát không còn có khả năng tranh giành đại đạo với a di đà phật đạo đức thiên tôn và kim hoàng nên nhiều chuyện có thể bỏ qua thậm chí còn có thể liên thủ với nhau một đao kia của nguyên thủy thiên tôn tô mạnh tuy rằng chém đức hy vọng thành đạo nhưng cũng chém ra rất nhiều biến số tự sáng tạo ra một tình thế tốt nhất cho chính hắn nhiên đăng yên lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, Nam Mô A Di Đà Phật, ta nên làm như thế nào, giọng nói từ bi của A Di Đà Phật lại lên, không phá thì không xây được, mượn niết bàn kim thân lần này, bỏ đi quá khứ, chém bỏ nhân quả chi đạo đi, chuyển thế vào cực lạc thế giới, toàn tâm toàn ý tu trì Phật Pháp, thành Phật tổ tương lai, không sạch không bẩn, không tăng không giảm, nhiên đăng cười khổ sở. Để lại tất cả những vương vấn không cam lòng lại hết cho kiếp này. Lão khép mắt lại, tay kết niết bàn ấn, ý cười trên môi dần hiện lên, nét mặt đầy thanh tịnh từ bi chi ý. Lão trầm trầm niệm: "Nếu ta được chứng Bồ đề, sẽ chiếu sáng chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai, kỷ nguyên ở giữa." Một ngọn lửa vàng từ trong cơ thể lão bay ra, lặng lẽ đốt, đoán luyện kim thân, nuốt sống ngọn cổ đăng, chung quanh không ngừng vang lên tiếng tụng kinh niệm Phật, những đóa thiên hoa thi nhau rơi xuống, tới khi tất cả trở lại bình lặng, một đống sáng lưu ly bay vào trong tay Phật đà cổ xưa thanh tịnh ở trên chỗ cao kia, tiến vào cực lạc thế giới, sau khi tắm rửa trong nước của bác bảo công đức trì, hóa thành một tăng chúng rất bình thường, khí tức vô cùng yếu ớt, ở giữa tịnh thổ Phật quốc, chỗ nhiên đang ngồi xếp bằng chỉ còn lại một viên xá lợi tròn trịa đang không ngừng xoay tròn, hai màu đen trắng trong vắt, hào mang lưu chuyển, vừa rực trở lại thanh bình, Phật quan trên trời cao biến mất, viên xá lợi này nhảy lên, xuyên qua những tầng thời không rơi vào Phật quốc dưới đất, rơi vào bàn tay Di Lặc to béo. Nhìn viên xá lợi, Di Lặc đang cười chuyển thành thở dài, sau đó thả người nhảy lên, độn về hướng Ngọc Hư cung, xuyên qua nhiều tầng hư không, trước mắt Di Lặc xuất hiện một tòa cung điện huyền hoàng cổ xưa, mái hiên buông xuống những đạo công đức chi khí như chân long, quý cao thượng, đại môn màu đỏ thắm đóng chặt, nạm 365 cái đinh màu vàng, xung quanh cung điện, có thể nhìn thấy ba mặt, mỗi mặt đều có chín cái giếng cổ, sâu thẳm không thấy đấy, có hàng rào ngọc thạch bao quanh, trong đó có 20 cái đang không ngừng tỏa ra dị quan mộng ảo mê ly. Di Lặc không phải lần đầu tới Ngọc Hư Cung, nhưng nhìn thấy đàn tràng này của Bỉ Ngạn lại lần nữa tỏa sáng, không nhịn được thầm cảm thán, trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác kính sợ. Nơi này vẫn là Bỉ Ngạn đàn tràng, người ở bên trong vẫn là đại nhân vật cao cao tại thượng. Lão đi tới trước cửa, nhìn thấy một cái cây hình thù kỳ quái, toàn thân một màu xanh đậm, cành lá đung đưa thỉnh hồi báo thiên tôn, Di Lạc tới xin cầu kiến. Di Lạc chấp tay, hành lễ, đại thanh căn chưa từng được nhận đại lễ của cấp bậc giáo chủ một phương, Phật tổ tương lai thế này bao giờ, cả gốc tới ngọn đều lân lân như muốn thăng tiên, nó ho khang, cố gắng to giọng nói, Bồ Tát xin chờ, bất kể là cảnh giới nào, quả vị của Di Lạc hiện giờ vẫn mới chỉ là đại Bồ Tát mà thôi, nó xoay người bước vào ngọc hư cung, một hồi lâu sau mới thông thả khoan thai đi ra nói chưởng giáo lão gia để người đi vào, di lạc khẽ gật đầu, nhìn cánh cửa lớn mở rộng, cất bước vào trong, đại thanh căng cười thầm đi bên dẫn đường, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thật ra nó đã nhận được lời phân phó từ trước khi di lạc tới kia, những lớp cửa không ngừng mở ra. Di lạc đi xuyên qua nhiều tầng điện cát, cuối cùng cũng tới ngọc thanh điện, ở đó mây khói mênh mang, một phần viên quang trong vắt như vắt ngang ở chân trời. Mơ hồ nhìn thấy ở bên trong đó có bích thụ và quả thực phủ thanh quang, trường đao lấp lóe tử điện và như ý thanh kim tử bạch, và một bóng người uy nghiêm, đã có hơi thở của cổ xưa, thực thành thiên tôn, thực thành bỉ ngạn. Di lạc thầm rùng mình, thu liễn cảm xúc, chắp tay hành lễ, tiểu tăng gặp qua thiên tôn, hôm qua hai bên còn ngang hàng, sáng nay đã khác nhau một trời một vực, không cần đa lễ. Trong ngọc thanh điện vọng ra một giọng nói uy nghiêm, di lạc lấy ra viên xá lợi đen trắng quan hoa lưu chuyển kia, trịnh trọng nói, Tiếp dẫn Phật Tổ nghe biết Thiên Tôn Chư Quả chi nhân có tiếc, phân phó tiểu tăng đưa tới vật này, hy vọng có thể hóa giải ân oán lần trước. Nói xong, lão nín thở ngưng thần, chờ lời đáp lại, trong lòng hơi thấp thỏm. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh không chịu nhận, kết thúc tiền căn, vậy thì mình gần như sẽ không có hy vọng đăng Lâm Bỉ ngạn. Chờ một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói trong Ngọc Thanh Điện vọng ra đáp lại, chuyện quá khứ, tiếp dẫn đạo hữu chỉ là bị ép buộc, không cần phải để ý như vậy. Dứt lời, Di Lặc thấy xá lợi trong tay bay ra, bay vào trong vần viên quang trong vắt kia, rơi xuống cây bích thụ mông mông lung lung kia, quanh, ánh sáng bỗng rực lên chói mắt, thế gian trở nên hư ảo, đầy những đường tinh tuyến nhân quả, mọi sắc màu chỉ còn lại hai màu đen trắng, ở ngoài ngọc hư cung, 12 cái giếng cổ còn lại cũng bốc lên dị quang, tinh tuyến co lại, đen trắng đoàn tụ, thế giới cuộn thành viên cầu, Di Lặc chớp mắt, trong mắt đột nhiên chiếu ra hình ảnh một ngọn lưu ly đăng màu sắc không có từ nào miêu tả nổi, đầy cảm giác cổ xưa nhất tan thương nhất, là sinh lão bệnh tử, yêu ghét hận, oán biệt ly, cầu không được vân vân, tất cả những ngọn nguồn đau khổ của thế gian, là tồn tại ban đầu của vạn sự vạn vật, chư quả chi nhân, trong lòng di lạc hiện lên bốn chữ này. Ngọn cổ đăng kia viên mãn vô ngần, chiếu khắp đại thiên thế giới, rơi vào sau đầu nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ, hạ xuống cành cao nhất của thanh quan bích thụ khiến viên quan có nhiều thêm mấy phần thâm thúy mấy phần thần bí, khiến người ta không tự chủ được muốn quỳ xuống cúng bái. Lão si mê nhìn một lúc lâu mới hồi thần, tay chấp lại, nói, chúc mừng thiên tôn tam ấn trọn vẹn, trong vắt viên quan không nổi một gợn sóng nào, nhưng di lạc cảm giác được ánh mắt của mạnh kỳ đang nhìn mình chăm chú, bên tai nghe được giọng nói lạnh nhạt, làm phiền đạo hữu, di lạc nhẹ nhàng thở ra, đang định cáo từ, lại nghe thấy nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ tiếp tục nói, nghe ngươi từng lập xuống đại nguyện, nói không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai, di lạc chớp mắt khó hiểu. Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này? Theo lời dặn của A-di-đà Phật, chuyến này đưa nhân quả xá lợi do nhiên đăng chém ra tới đây, giúp nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ chư quả chi nhân viên mãn, kết thúc cái thù cản đạo, là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể cáo từ, còn về phần muốn nhờ mạnh kỳ giúp mình đăng lâm bỉ ngạn, bây giờ nói ra vẫn còn hơi sớm phải chờ thế cục phát triển, chờ thời cơ tới, lúc ấy sẽ hay. Ai ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ lại chủ động nhắc tới chuyện này, Di Lạc vẫn giữ nguyên nụ cười, cung kính trả lời, vâng, đúng như Thiên Tôn nói, đạo nhất lưu ly đang thành hình, tức vạn kim đang lơ lửng quanh thân Mạnh Kỳ trở nên trong vắt, hắn bình thản nói, chúng sinh chưa độ, gia hương còn tồn, đại nguyện còn tại, đạo hữu không cần phải sốt ruột vội vàng, cần biết con đường lên bỉ ngạn là trong không ở ngoài, Di Lạc sợ hãi cả kinh, có cảm giác như vừa bị đánh đòn cảnh cáo hơn trăm năm qua lão luôn sốt ruột với việc đăng lâm bỉ ngạn tới mức quên luôn mục đích ban đầu khi thành lập phật quốc dưới đất chính là vì độ chúng sinh ra khỏi khổ hải mới cầu bỉ ngạn chứ không phải vì cầu bỉ ngạn mới độ chúng sinh ra khỏi khổ hải đại nguyện của mình là không cầu tương lai chứ không phải là không chứng bỉ ngạn nếu ngay cả tâm cảnh cũng lặng lẽ thay đổi ta không còn là ta vậy thì lúc đột phá sợ là sẽ thập tử vô sinh phải trầm ổn căn cơ, không quên sơ tâm, chờ đợi thời cơ, đa tạ thiên tôn chỉ điểm. Di Lạc trịnh trọng hành lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ chủ động mở miệng chỉ điểm, là có ý giúp đỡ mình đăng lâm bỉ ngạn, hắn muốn đem việc này và việc cố tiểu tan thành đạo cuộc vào nhau, trong Ngọc Thanh Điện không nói gì nữa, Di Lạc hiểu lời hôm nay đã ngừng ở đây, liền cáo từ rời đi, nhìn bóng dáng Di Lạc đi xa, Mạnh Kỳ khẽ mở tay trái. Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ rơi vào hạ giới, lọc vào cửu u xuyên qua nhiều tầng cách trở mang theo ức vạn kim liên bay tới trong tay thanh nguyên diệu đạo chân quân dương tiễn dương tiễn nhìn món ngọc hư chí bảo này mỉm cười vẫn duy trì hình dáng của huyết ma tiếp tục ở trong cửu u tay phải mạnh kỳ lại chụp một cái dòng sông thời gian đột ngột hiện ra vạn giới thông thức cầu trong ngọc hư cung côn luân sơn ngày xưa kéo thành lưu quang từ trong lịch sử bay ra rơi xuống lòng bàn tay hắn nhờ điều này tránh được một kích năm đó của kim hoàng gợn sóng lấp lánh, viên cầu tỏa ra những làng huy quan gần gợn, không ngừng dâng lên, lại nối kết với từng cái vạn giới thông thức phù, mang tới cảm giác rút ngắn lại thời gian trôi qua. Trong một động phủ nào đó, một lão giả tóc trắng xóa ngồi xếp bằng trên giường mây, đang giảng cho đám đồ tử đồ tôn tinh túy của tinh hỏa đại pháp. Bỗng trong lòng lão giả có một cảm giác kỳ lạ lóe qua, như có một vật gì đó lại có được sự sống. Lão giả sửng sốt, thò tay vào trong lòng, lấy ra một vật, với cảnh giới và thực lực đại tông sư của lão, không ngờ bàn tay lại không khống chế được mà run nhẹ nhẹ, cho thấy sự kích động trong lòng lão. Đám đồ tử đồ tôn quay qua nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy trong tay trưởng môn có một miếng kim loại màu trắng bạc, khắc hoa văn huyền ảo khó tả, vạn giới thông thức phù lại dùng được rồi. Vạn giới thông thức phù lại dùng được rồi, lão giả thở ra một hơi dài, mở miếng kim loại, đắm chìm thần thức của mình vào trong đó, những hình ảnh sống động phong phú lại không ngừng hiện ra trước mắt lão, giang hồ trà lâu, võ lâm trạm dịch, vạn giới thương thành, truyền hình trực tiếp, dạy học võ đạo, các nhóm thảo luận lại hiện ra, cách 168 năm mà vẫn vô cùng quen thuộc như thuở nào, lão giả mở group, thấy những dòng tin không ngừng bắn ra, avatar của đối phương là một thiếu nữ tiếu mỹ khả ái, không kết nối được vạn giới thông thức cầu nữa thật hả, vậy chúng ta đã hẹn gặp nhau năm sau thì phải làm thế nào? có muốn ta tới Bình Tân tìm ngươi không? Ta tới Bình Tân rồi, nghe nói gia tộc các ngươi đã chuyển đi Hải Ngoại Tiên Giới. Ta đã tới Hải Ngoại Tiên Giới, nhưng không hỏi thăm được tin tức của ngươi. Những tin này, cái cũ nhất là cách mấy năm, cái mới nhất là cách mấy ngày, nhưng đều đã phát ra từ hơn 160 năm trước, cho tới hôm nay, lão giả mới nhận được. Nhìn thấy những tin tức này, đôi mắt lão giả nhòe đi, ứa nước mắt, hai bàn tay run càng thêm mạnh. 168 năm trước ông với người yêu đã định ở bên nhau bầu bạn suốt đời không ngờ vạn giới thông thức phù đột nhiên mất đi hiệu lực hai bên không còn liên lạc được nữa gia tộc của ông vì sợ việc la giáo sắp tới thống trị đã chọn di chuyển tới hải ngoại tiên giới ông đã để lại thư liên lạc sau khi tới hòn đảo này cũng đã định để lại địa chỉ liên lạc cho cô ấy tiếc thay thư từ như đá chìm đáy biển cô không nhận được cũng không liên lạc được với ông từ đó tin tức ngăn cách mỗi người một phương nghĩ tới hơn trăm năm trước trong hình mảnh mai kia đường xa lặng lội rời khỏi giang đông, vất vả đi tìm mình mà không được, lão giả vô cùng đau lòng thương tiếc, bất kể đang ở trước mặt đám đồ tử đồ tôn, vội đánh đi một cái tin, Dĩnh Trĩ, nàng đang ở đây." Câu trả lời tới muộn hơn 160 năm, avatar của đối phương đột nhiên sáng lên, khiến tim của lão giả đập vội thình thịch, đầy chờ mong. Một dòng tin tức truyền tới, "Là thôi gia gia phải không? Ta là đồ tôn của Lâm Vĩnh Trĩ sư tổ, 10 năm trước khi tọa hóa, Sư tổ đã giao vật này cho ta, bảo chúng ta đợi tới ngày vạn giới thông thức phù lại sử dụng được thì báo một tin cho người biết, tọa hóa. Trái tim lão giả chìm xuống, cả đất trời trở nên tối tăm, "Tin gì?" Đối diện lập tức trả lời, "Cả đời sư tổ không lập gia đình." Nước mắt lão giả chảy ròng ròng, không kìm được bi thương trong lòng, "Mình đã muộn 10 năm, không, đã muộn 168 năm." Thiên Nam Hải Bắc những người già còn sống sót được tới ngày hôm nay đều tiến vào thế giới vạn giới thông thức, nhìn những tin tức đã ngừng vận chuyển hơn 168 năm nay lại ào ào nhảy ra, những kẻ thù năm xưa, những tên chết tiệt hôm nào cũng spam như điên, nay đều đã thi nhau qua đời, có diễn đàn chỉ còn có một người còn sống, lẽ loi loanh quanh trong đó mà tưởng nhớ mọi người, nơi này đã mai tán thời thanh xuân của mình, cái thời mình mạnh mẽ hùng hồn bồng bột nhất. Tới nay đã cách 168 năm, tâm trạng chứa đầy cõi lòng giờ còn biết nói với ai thời gian vô tình tuế nguyệt thành hát trong một group tin tức đều được giữ lại đầy đủ một lão giả hai mắt đẫm lệ nhìn những dòng chữ thảo luận ngày xưa không ngừng thì thào tự nói tiểu lục không phải ngươi muốn đi tham gia đại hội võ đạo giả lập tranh thủ tiến vào nhân bản sao khổ nhi không phải hôm nào ngươi cũng la hét muốn tổ chức cuộc thi online luận võ xếp hạng sao sao các ngươi đều đi hết vậy chỉ để lại một mình ta đúng lúc này một avatar sáng lên, phát ra tin tức, còn có ai không, lão giả mắt trợn to, vội vàng đáp, tiểu lục, ngươi còn sống, không, chết từ sớm rồi. Đối phương phát emo cười hì hì, giờ đang trong tịnh thổ Phật quốc của huyền bi đại sư, cuối cùng cũng đợi được tới lúc vạn giới thông thức phù lại có thể dùng, vậy cũng được. Lão giả vô cùng sung sướng, bên trong tịnh thổ Phật quốc phủ đầy hoa bỉ ngạn, đầy cảm giác an bình thanh tịnh, khiến mọi chấp niệm oán hận từ từ tiêu tán. Huyền Bi ngồi xếp bằng trên đài sen vàng, vì đám quỷ vật bên cạnh mà niệm địa tạng độ hồn kinh, ánh mắt đảo qua, thấy có mấy người đang len lén chơi vạn giới thông thức phù, ông miễn cười, làm bộ như không biết, tiếp tục tụng niệm, đột nhiên, trời cao có kim quang lưu ly vô lượng rơi xuống. Một vùng tịnh thổ khổng lồ vượt xa Phật quốc của huyền bi từ đâu bay ra, bên trong vô cùng tĩnh mịch, đầy dấu vết tàn phá, tịnh thổ tàn lưu của địa tạng Bồ Tát, huyền bi giật mình, lưu ly quan chuyển tịnh thổ mênh mông, đưa mắt nhìn lại, hư không như bị những đóa bà la hoa phủ đầy, nhưng chúng đều điêu linh, màu vàng ảm đạm. Tuy nói huyền bi chứng được địa tạng Bồ Tát Kim Thân, hôm nay cũng đã có được quả vị Đại Bồ Tát, nhưng cảnh giới vẫn còn thua kém về mặt bản chất với một địa tạng Bồ Tát thật sự, nên khi nhìn thấy vật quốc kia bay tới, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra gợn sóng. Bởi vì âm tàu địa phủ đã bị chân không gia hương đồng hóa, La Phong hắc ngục lại không thể tiến vào, nên ông đã bị giữ chân ở cửa ải truyền thuyết suốt trăm năm ngày xưa địa tạng bồ tát chính là một trong tứ đại bồ tát cao nhất của phật môn ngang hàng với văn thù bồ tát quan âm bồ tát chỉ kém di lặc mà thôi cách truyền thuyết và tạo hóa hai đại cảnh giới huyền bi hiện ra kim thân bước lên sen vàng đi vào vùng tịnh thổ tỉnh bịch kia nghe nói địa tạng bồ tát từ sau linh sơn chi chiến đã mất tích không thấy có người nói bồ tát đã vẫn lạc trong vạn phật đại trận cũng có người nói người đã chạy thoát tị thế không ra, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy Phật quốc tịnh thổ của người. Huyền Bi đi trên vùng đất hoang vu, không còn sự sống, những ngôi chùa, hoa sen, thủy tinh, bà la, bồ đề thụ, công đức trì, ngày xưa, cái đã phong hóa, cái đã không còn, ở giữa tịnh thổ, không hề nhìn thấy tu di sơn, chỉ nhìn thấy một cái đài sen vàng 12 phẩm, cánh cánh rầm rộ, lưu chuyển vi quan, phản phất như đúc bằng lưu ly. Bên trên có một Bồ Tát Trang Nghiêm, từ bi ngồi đó, hai tay đều cầm liên hoa và bảo châu, xung quanh là rất nhiều Phật môn chi tướng khác nhau, đối ứng với độ hóa chư thiên vạn giới, luân hồi lục đạo, hợp xưng là địa tạng thập vương thân. Đáng tiếc là, Bồ Tát này sinh cơ đoạn tuyệt đã lâu, bên ngoài thân vẫn còn những tia tự ý và hắc khí ô uế, đầy cảm giác đọa lạc, nhìn thấy cảnh ấy. Cộng với tin tức về Linh Sơn được nghe Mạnh Kỳ kể lại, Huyền Bi đã phần nào đoán ra được sự tình địa tạng Bồ Tát quả thật đã vẫn lạc trong đại trận nghịch chuyển của ma Phật A Nan năm đó, nhưng vì người vẫn đại diện cho Phật môn chủ trì 18 tầng địa ngục và luân hồi lục đạo, về mặt này có tích lũy quá dày, nên sau khi các bỉ ngạn giao thủ, di thể kim thân đã được ai đó mang trở về tịnh thổ nơi người sáng lập trong hư không, huyền đi chấp tay, hành đại lễ, nam mô địa tạng vương Bồ Tát, tiểu tăng được người truyền thừa, sẽ kế tục di chí của người, nguyện này không thành, không thấy như lai, giọng nói trầm thấp, mà cuồn cuộn vang vọng, với cảnh giới hiện giờ của huyền bi, một nguyện vọng như vậy không thể coi là giả dối, đã có thể xúc động được đại đạo, được hưởng hồi báo, những đống sáng vàng rơi xuống, tầm tả như mưa, giúp ông chỉ trong phút chốc đã quán thông được tâm nguyện địa tạng Bồ Tát lưu lại ở vạn giới, nhìn thấy địa ngục chúng sinh đau khổ dãy dụa, cùng lúc đó, di thể kim thân của địa tạng Bồ Tát chảy xuống hai hàng huyết lệ, hai bàn tay đang cầm liên hoa và bảo châu kết thành một cái ấn ký cổ quái một đống sáng đen hiện ra, đầy tử ý, nhưng bên trong lại ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, khiến tỏa ra một chút ánh sáng trắng thuần như có như không. Sinh tử nguyên điểm, huyền bi chớp mắt, vội ngồi xếp bằng, vận chuyển sinh tử lưu chuyển chi ý của ma kha phục ma quyền, cảm ứng sự ảo diệu của nguyên điểm, không biết qua bao lâu, cái điểm đó rung mạnh. Bay ra một vật vừa đen thui vừa có tia sáng trắng, rơi vào lòng bàn tay huyền bi. Đó là một cái bảo luân đầy sương mù màu huyết hoàng nhàn nhạt, trong đen tàn trắng, trong tự ẩn sinh như biểu hiện bí mật của chư thiên cảm giác lạnh lẽo rét lạnh yên tĩnh thống khổ tự ý và sự sống mạnh mẽ sinh sôi cuồng nhiệt đối lập đều cùng ập tới huyền bi cầm chư thiên sinh tử luân nhìn địa tạng bồ tát kim thân tỏa ra lưu ly tịnh hỏa hỏa tán tự ý và ma khí di thể từ từ tan rã ánh lửa bốc tới tận trời không ngừng biến ảo cuối cùng để lại một hạt xá lợi trong vắt như lưu ly cất giấu sinh và tử đen và trắng, phản xạ ra rất nhiều hư ảnh, là những quyển kinh văn cổ xưa, Phật thuyết địa tạng Bồ Tát Kinh, địa tạng Bồ Tát Bản Nguyện Công Đức Kinh, huyền bi không hiểu, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, là bỉ ngạn giả nào ở phía sau màn đặt cờ, A-di-đà Phật, hay là bồ đề của Phật, ông khẽ vẫy tay, xá lợi của địa tạng Bồ Tát bay tới, rơi vào lòng bàn tay ông. Vừa chạm vào da, cả tịnh thổ đều bỗng nhiên rực sáng ánh sáng vàng. Những ngôi chùa được tẩy đi trần ai, công đức trì lại trào ra tịnh thủy, bồ đề thụ một lần nữa đâm chồi mọc lá, những đóa bà la hoa lại sáng lạng nở rộ, mọi thứ lại tỏa sáng sinh cơ. Tịnh thổ bay xuống, cùng Phật quốc của huyền bi dung hòa vào với nhau, chỉ trong chớp mắt đã hợp nhất, khiến nó trở nên vô biên, có thể dung nạp vô tận quan hồn ác quỷ. Huyền bi quay lại giữa tịnh thổ, nắm địa tạng xá lợi và chư thiên sinh tử luân, chìm vào trong cảm ngộ. Bất kể sau lưng chuyện này có mưu đồ gì, ít nhất cũng đã đáp ứng chuẩn xác tâm nguyện của ông kiếp này chỉ có một nguyện này trong ngọc hư cung mạnh kỳ thu hồi viên quan nhưng xung quanh vẫn như bị bóng tối bao trùm ngay cả dòng sông thời gian chảy qua nơi này cũng không ngoại lệ bị hỗn độn vô cực cuộn lại một chút biến số giấu đi một ít tương lai đây là dấu diếm thiên cơ và tương lai chi đạo chỉ vô cực ấn mới có kim hoàng chính là dựa vào thứ này mới giấu được những khả năng bản thân bị phản bội Mãi tới thời điểm cuối cùng mới mở ra những tương lai hoàn toàn mới. Những bỉ ngạn khác, đương nhiên cũng có pháp môn riêng. Mạnh kỳ mắt khép hờ, cố tiểu tang ở đâu không ai nhìn thấy. Mây đen buông xuống đỉnh, cuồng phong gào thét, sóng cao trăm trượng, những tia chớp ngoằn ngoèo khắp nơi, chiếu sáng bóng tối. Loại thời tiết cực đoan này, đừng nói hải thuyền không dám ra khơi di chuyển, ngay cả ngoại cảnh cường giả cũng chẳng muốn phi độn, lỡ không cẩn thận gặp phải xét đánh thì mệt. Ở một hoang đảo. Mấy võ giả trốn trong sơn động, nhìn mưa to ào ào rơi xuống, vẻ mặt chẳng hề kinh hoảng, ngược lại còn có mấy phần thản nhiên nhàn nhã. "Các ngươi nói lần này nhân hoàng ở Trường Môn đảo lại lập đại chu, có bỉ ngạn đại nhân vật nào hàng Lâm tới hay không?" Một nam tử lông mi khá thưa hỏi, một nam tử mặt mày khá đoan chính lắc đầu bật cười, "Bỉ ngạn đại nhân vật cao cao tại thượng, trở tay là hủy diệt cả chân thực giới, làm sao có khả năng vì một việc nhỏ như lại lập đại chu mà Hàn Lâm" trừ phi nhân hoàng lại vào trung thổ phá hủy chân không gia hương và phật quốc dưới đất nhất thống giới này khiến nhân đạo lại trở nên cường thịnh hắn dừng một chút nói tiếp nhưng bất kể như thế nào nhân hoàng lại lập đại chu trọng hưng nhân đạo tất sẽ có rất nhiều tiên nhân tới nương tựa chúng ta tới đó hẳn sẽ có cơ hội ngộ được tiên duyên đầu nhập vào làm môn hạ một vị tiên thần nào đó bọn họ đều võ giả đông hải đi du lịch mới quen biết nhau vẫn muốn tìm cơ hội bái vào môn phái của một tiên nhân nào đó, cầu đạo trường sinh. Tiếc là đã đi qua rất nhiều hòn đảo động phủ, đều bị cự tuyệt từ ngoài cửa, chưa gặp được tiên duyên, nay nghe cao lãm ở trường môn đảo lại lập đại chu, nên muốn đi qua thử vận khí. Một thiếu nữ mặc áo hồng nói với nam tử vừa mới lên tiếng, đàm đại ca, lúc ngươi sinh ra hồng quang đầy phòng, người mang dị trạng, chỉ là không vào được tiên gia, thiếu đi ma luyện nên mới bị phí hoài tới nay, lần này đi trường môn đảo, ngươi nhất định sẽ được đền bù như mong muốn đàm bình vừa chua xót vừa kiêu ngạo lơ đã nhìn ra ngoài cửa động xuyên qua màn mưa nhìn mặt biển sóng cuộn ầm ào đột nhiên ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn thấy một đạo nhân trẻ tuổi mặc thủy hợp phục đầu đội phiến vân quan ngồi xếp bằng ở trong cuộn sóng dù mặt biển có cuồn cuộn dữ dội như thế nào cũng không chút sức mẻ tiên nhân ở trong này gặp một vị tiên nhân tiên duyên của mình tới đàm bình nuốt nước bọt thân hóa độn quang trong mưa to phi độn qua hắn đi tới bờ biển, thấy vị đạo nhân kia còn ở đó, mắt sâu thẳm lặng lặng nhìn hắn, vãn bối đàm bình, bái kiến tiên trưởng. Hắn cung kính hành lễ, không biết đây là tiên trưởng của động nào đảo nào, hắn nghe thấy một giọng nói réo rắc trầm trầm, bần đạo có một cái gối đầu, có thể làm điên đảo thời gian, ảo diệu vô cùng, hôm nay ngươi và ta có duyên, ta muốn mượn ngươi dùng một chút, nhưng việc này có liên quan tới vận mệnh của ngươi, nên bần đạo không bắt buộc ngươi, tự ngươi ra quyết định đàm bình nghe mà sửng sốt không chút do do dự trảm đinh tiệt thiết nói phản bối nguyện ý vừa dứt lời hắn thấy một đạo quan mang màu đỏ vàng quảng tới rơi vào trong lòng là một cái gối đầu có màu huyền hoàng bên trên có hai chữ triện hoàng lương đàm bình ngẩng đầu phía trước sóng biển cuồn cuộn không còn nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi tiên thần của động phủ nào nhỉ lúc này đồng bạn của hắn đều chạy tới ồn ào hỏi han đàm bình giải thích xong người nào trong lòng cũng tò mò muốn quay lại sơn động định thử dùng, gối hoàng lương, đàm bình cũng ngứa ngáy khó nhịn, chạy về sơn động, nằm xuống, gối đầu lên gối hoàng lương, chìm vào ngủ say, ánh sáng lóe lên, đàm bình mạnh tỉnh lại, thấy gối hoàng lương vẫn ở sau đầu, nhưng xung quanh không còn là sơn động, mà là một gian phòng thanh nhã, bên ngoài có âm thanh ồn ào, hắn nghiêng tai nghe, có tiếng hô vọng, thánh hoàng tế thiên, chư tà lui tán, thánh hoàng, thánh hoàng khải giấc mộng hoàng lương của mình là trở về thời quá khứ. Đàm Bình há hốc mồm, mình lại về tới quá khứ, đây chính là kỳ ngộ mà tiền nhân cũng không có ghi chép á. Đàm Bình đẩy cửa sổ, nhìn thấy bầu trời trong xanh, mây trắng điểm xuyết, rộng rãi mênh mông, hoàn toàn khác xa với bầu trời của kỷ nguyên cuối cùng vì bị cửu u ăn mòn mà lúc nào cũng âm u tối tăm, vô cùng thần thanh khí sản. Chẳng lẽ thật sự là thời Trung Cổ, thời Thánh Hoàng Khải Trị thế? Mình thật đã về tới quá khứ gối hoàng lương, gối hoàng lương. Không phải chỉ là một giấc mộng giống y như thật đó chứ, đàm bình nhìn thấy những đốm sáng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tới gần, mới nhìn ra là thiên hoa loạn trụy, có dị tượng ngào ngạt, thánh hoàng tế thiên, chư tà lui tán, tiếng quát to lại vọng, chân trời vọc lên những làn sáng đủ màu, tụ lại thành một con đường đầy màu sắc, sau đó cùng phong gào thét, hạt mưa nhỏ giọt. Hai đại năng truyền thuyết phong hầu và vũ bá dẫn theo thần binh tiên tướng khai đạo mà qua, rầm rầm rộ rộ, uy thế kinh người, mỗi một cổ hơi thở đều khiến đàm bình tự xấu hổ. Sau phong hầu, vũ bá, những đạo thiểm điện cắt qua phía chân trời, chiếu sáng trời đất, lôi hầu và điện hậu bảo vệ một cổ đế xa từ từ chạy tới, những làn xét sáng ngời như ánh sáng cung nghen. Cổ đế xa này tạo hình cổ xưa, dính vết máu loan lỗ, sắc màu không giống nhau, nhưng cái màu cũng mang theo ý chí mạnh mẽ, như chủ nhân của nó chết không nhắm mắt, khí tức tan thương tràn ngập bầu trời kéo đế xa đi là chính con dao long có sừng, con nào cũng ngập tràn sức mạnh, chỉ nhìn chúng thôi, đàm bình cũng đã muốn quỳ xuống bái, xung quanh đế xa buông rèm, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người cao lớn, khí thế uy áp bát phương, chung quanh vương đạo khí tức ngưng tụ thành thực chất, có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần vòng quanh, chỉ nhìn một cái thôi, mà đôi mắt đàm bình đau đớn, không dám nhìn nữa, loại khí thế này, loại cảm giác này, So với những tiên thần mà mình từng tới cầu tiên vấn đạo thì đều đáng sợ hơn rất nhiều, mạnh hơn cả Phong Hầu Vũ Bá, Lôi Hầu Điện Hậu, e rằng chỉ có cái vị cho mình mượn gối Hoàng Lương là có thể so sánh được thôi. Đàm Bình cúi đầu, không dám nhìn nữa, trong lòng đã có hiểu ra, nếu đây là mộng, mình không thể nào cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tới như vậy của Thánh Hoàng Khải, cảnh vừa rồi vô cùng chân thật, không phải giống mơ. Mình thật đã về tới Trung cổ, về tới quá khứ, đây là đại cơ duyên a ở trong này, tuy rằng mình mới chỉ là ngoại cảnh, nhưng mình có một ưu thế mà các đại năng đại thần thông giả cũng khó mà với tới, đó chính là biết được hướng phát triển sau này của tương lai, thiên cơ đều trong lòng, chỉ cần có thứ này, là không sợ không thể xây dựng được sự nghiệp to lớn, thành tiên làm tổ. Tuy rằng mình xuất thân từ thất hải 28 giới, lịch sử quá khứ và trung thổ có ngăn cách, nhưng Đông Hải cũng đã tồn tại hai ba trăm năm, lúc trước còn có vạn giới thông thức cầu nối liền thiên Nam Hải Bắc, lưu lại rất nhiều điển tịch, biết được lịch sử và hướng đi đại thế của thời Trung Cổ không phải là việc khó khăn. Chỉ nghĩ thôi, cả người hắn đã run rung, cảnh tượng tương lai tốt đẹp như hiện ra ngay trước mắt, con đường đại đạo rực ánh kim quan trải ở dưới chân. Đây có phải là thứ mà trong những thoại bản tiểu thuyết từng gọi là đại ngộ của nhân vật chính, không nhỉ, đàm bình miên mang suy nghĩ, chừng một khắc sau, trời cao đã trở lại như cũ, đàm bình mới tỉnh táo lại, cố suy nghĩ xem lịch sử giai đoạn này có kỳ ngộ gì mình có thể túng lấy hay không. Thánh Hoàng Tế Thiên, tức là ở Giang Đông Long Đài, nơi này mặc dù không phải ở gần Đông Hải, nhưng nhất định cũng cách nhau không xa. Đông Hải Năm Thánh Hoàng Khải Trị Thế, Đàm Bình chợt nhớ tới một chuyện, trong mắt đầy mừng rỡ, Diệu Nghiêm Cung, Diệu Nghiêm Cung trong đoạn lịch sử này từng xuất hiện qua một lần, truyền lưu ra những tiên đạo bí tịch thái ất trường sinh kinh thái ất cứu khổ chân quyết thanh hoa linh văn và rất nhiều bảo vật diệu nghiêm cung còn được gọi là đông phương thanh hoa trường nhạc thế giới diệu nghiêm cung cũng chính là đàn tràng của thái ất cứu khổ thiên tôn sau khi thanh đế đăng lâm bỉ ngạn đã dung hợp vào với phù tang cổ thụ giới vực đàn tràng này vô cùng nổi tiếng thời thượng cổ không lâu sau đó ẩn độn vào trong cửu u tự ẩn tới thời trung cổ chỉ xuất hiện qua một lần chính là trong năm thánh hoàng khải trị thế Đàm Bình hưng phấn đi qua đi lại, thầm suy nghĩ, nghe nói bỉ ngạn đại nhân vật quá khứ hiện tại tương lai không đâu là không tới được, nhưng ta chỉ muốn hưởng ké một chút ưu việt mà thôi, chắc sẽ không ảnh hưởng tới cái gì đâu, nếu cái gì cũng không dám, chẳng phải sẽ lãng phí cơ hội này hay sao, do dự rất nhanh bị áp chế, Đàm Bình dựa theo điển tịch ghi lại, hóa động quan, thẳng đi Đông Hải Thanh Nham Sơn, ngọn núi này hoang vu, gần với Đông Hải. Đàm Bình mặc dù biết phạm vi đại khái, nhưng không biết vị trí cụ thể mất chừng nửa năm mới tìm được tới nơi nhìn cây cỏ khô vàng héo úa đất đai khô cằn nếu không phải đã biết đích xác là nơi này đàm bình thực không dám tin đây là nơi của đàn tràng thái ất cứu khổ thiên tôn hắn hạ xuống loanh quanh tìm dấu vết để lại sợ mình tới quá trễ đã bỏ lỡ mất đoạn lịch sử kia sau đó đàm bình kinh hỷ phát hiện ở một sơn cốc có điểm kỳ lạ đi vào trong có sương mù tràn ra quả nhiên là nơi này hắn cố nhịn kích động, vội vàng chạy sâu vào. Nhìn cái khe dài chỉ chừng trăm trượng thế mà phải đi tới ba ngày ba đêm, sương mù chợt tản dần, trước mắt đàm bình sáng lên, nhìn thấy thải vân trùng điệp, khí tím đầy trời, nơi nơi đều có kỳ hoa, đất tràn linh tuyền, cây cỏ tươi xanh mướt mát, sức sống dồi dào, liền hiểu mình đã đi vào một thế giới, phía xa những ngọn núi nguy nga, rừng cây xanh um, điện cắt tầng tầng, tỏa ánh sáng đủ màu. Đàm Bình hít một hơi thật sâu, Động quang bay lên, cẩn thận dè dặt tới gần tòa điện to lớn nhất, gần cánh cửa diệu nghiêm cung đang mở, thì nhìn thấy một cái ao có màu đỏ thẫm và đen đúa hòa trộn với nhau, giống như máu, đầy khí tức nghiệp lực và chết chóc. Trong ao có một đóa sen xanh, cánh to rõ ràng, mang theo sinh cơ nồng nàn. trên đóa sen có một đạo nhân cao gầy đầu đội trúc thăng quan, mặc áo bào màu xanh lam đang ngồi nhắm mắt, không còn khí tức, như đã tọa hóa từ lâu. Dược sư vương Phật thời kỳ này đã bắt đầu phát triển, nên thái ất cứu khổ thiên tôn mới ngủ say để tránh. Đàm bình hoảng sợ, toát mồ hôi lạnh, hắn không biết sự huyền diệu của bỉ ngạn, nên cung kính hành lễ với thái ất cứu khổ thiên tôn không biết là đã chết hay chưa, vãn bối vô tình mạo phạm thiên tôn, chỉ là vô tình mà tới, hữu duyên bước vào nơi đây, xin thiên tôn đừng trách, nếu may mắn có được chút thu hoạch, nhất định sẽ ngày đêm cung phụng thiên tôn, đại ân đại đức không dám quên, vừa dứt lời, hắn chợt có cảm ứng, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy thái ất cứu khổ thiên tôn mở mắt ra, còn sống, tỉnh, đàm bình kinh hải, cả người run bần bật, tầm mắt tối sầm. Ta hiểu rồi. hắn nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng, hiểu cái gì? đàm bình ngơ ngác, thấy hình ảnh xung quanh thay đổi, như vỡ ra, bị bóc ra thành từng mảnh nhỏ. a. À. hắn thét to, ngồi bật dậy, thấy mình vẫn đang ở trong sơn động, chung quanh là đám hảo hữu, chỉ là một giấc mơ ngay cả khí thế của thánh hoàng khải và thái ất cứu khổ thiên tôn mà giấc mơ cũng bắt chước ra được đàm bình giật mình phát hiện trong lòng mình có thêm một vật đó là một hạt châu tỏa ra ánh sáng mờ mờ bên trong như có rất nhiều chữ triện lơ lửng vô cùng thần bí đây là cái gì thiếu nữ áo hồng tò mò mình không nhớ là đàm đại ca có hạt châu đẹp thế này bao giờ đàm bình nhìn quanh nhất thời không biết mình đang trong mộng hay thật tới khi nghe thấy đám hảo hữu ồn ào thảo luận mới thở hắt ra nói đây hẳn là thu hoạch của giấc mộng hoàng lương trong mộng có phải đã thật quay trở về quá khứ không và gặp được thái ất cứu khổ thiên tôn thần kỳ thật nam tử lông mi thưa sợ hãi đàm bình nghĩ nghĩ nói các người có muốn thử không chúng ta có thể hả thiếu nữ áo hồng vừa mừng vừa sợ đàm bình mỉm cười người thấy đều có phần tiên duyên cùng hưởng đây mới là chí giao hảo hữu nha dù sao cũng không thể giấu đồ đi hay giết người diệt khẩu được mọi người nhanh chóng thảo luận, thiếu nữ áo hồng nằm xuống, gối đầu lên gối hoàng lương, chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, cô tỉnh lại, mờ mịt lắc đầu, chẳng mơ thấy cái gì cả. Đàm Bình nhìn cái gối đầu, thấy màu sắc nó ảm đạm, hoa văn tối đi như đã hao hết sức mạnh, song có những đống sáng đang không ngừng ngưng tụ, như đang không ngừng khôi phục, chắc phải đợi mấy ngày nữa mới dùng lại được. Đàm Bình đoán, nam tử Long mi thưa gật đầu, vậy chúng ta tới trường môn đảo rồi tính tiếp trường môn đảo. Đàm Bình theo bản năng nhìn ra ngoài sơn động, nhìn thấy mưa to đã ngừng, mây đen đã tán, trăng sáng sao thưa, khắp trời đất như vừa được giặt sạch, qua phi độn và truyền tống, đám Đàm Bình cuối cùng cũng tới được trường môn đảo đúng ngày nhân hoàng cao lãm lại lập đại chu. Đây là hòn đảo lớn nhất của Vân Hải vô gian giới, trên đảo có 28 ngọn núi không tú lệ thì hiểm trở đứng sừng sững, trên ứng tinh tú, dưới chạm la phong, số lượng người ngàn vạn, vô cùng phồn hoa đến nay vẫn thụy quan không tắt tường vân không ngã lúc nào cũng nhìn nhìn thấy tiên thần các nơi qua lại người kỵ thú kẻ giá hà quả thật siêu nhiên vượt khỏi hồng trần thế tục cả đời ta chưa bao giờ nhìn nhìn thấy nhiều tiên nhân như vậy thiếu nữ áo hồng hạ tú đứng bên bờ nhìn thịnh cảnh vạn tiên tới triều không nhịn được cảm khái đây đều những tiên nhân thật sự biết bao kẻ cầu gặp mà không được đàm bình mãn nguyện nói hy vọng có thể có duyên bái làm môn hạ một vị tiên nhân nào đó gối hoàng lương vẫn còn đang trong thời kỳ khôi phục, tạm thời không dùng được, nhưng hạt châu tỏa thanh mang, bên trong có phù triện thì hôm nào đàm binh cũng ngày đêm thử cảm ngộ, cuối cùng cũng đã biết được cách thức sử dụng nó. Nó không chỉ giúp nguyên thần sinh cơ, mà còn có thể dẫn đường cho nội khí lưu chuyển, ưu hóa công pháp, tới lúc cần còn có thể dùng làm pháp khí tế ra tấn công địch. Được Đàm Bình đặt tên là Trường Nhạc Châu, mấy người cảm thán một hồi, đi tới tòa thành gần đó, Hạ Tú chợt nghe thấy có người gọi mình, hạ cô nương đàm huynh đệ các ngươi cũng tới hả quay đầu nhìn lại họ nhìn thấy một nam tử áo trắng lưng đeo hộp kiếm là một người họ quen biết trên đường đi du lịch tên là vân lý kim cương lưu tổ bân đàm bình chấp tay tiên duyên khó cầu sao có thể bỏ qua cơ hội này lưu tổ bân cười ha hả tại hạ làm dẫn đường cho các vị các vị nếu may mắn được bái vào tiên môn sau này đừng quên tiểu đệ nhé dẫn đường cái gì hạ tú vừa mừng vừa sợ hỏi Lưu Tổ Bân chỉ chỉ một ngọn núi xinh đẹp xanh mướt ở bên ngoài thành, Minh Hà Tiên Tử, Phương Hoa Ngâm ở ngưng bích phong mời tiên nhân xung quanh tới dự tiệc, không cấm phàm tục, ai cũng vào được, dù không tìm được tiên duyên, cũng được hưởng ké mấy chén tiên tử, ăn mấy trái thần quả, cũng đã là rất tốt. Minh Hà Tiên Tử, Phương Hoa Ngâm, đàm bình lẩm bẩm, cười khổ nói, tại hạ thiển cận, không biết người là tiên nhân của đảo nào núi nào động phủ nào, đông hải quá mênh mông, dù những đảo chính của các đại hải vực đều có bố trí truyền tống trận nhưng cường giả ngoại cảnh cũng khó mà đi hết được một hai phần mười nên những tiên nhân ở hơi xa đương nhiên là không biết được lưu tổ bân ho khang nghiêm mặt động phủ của minh hà tiên tử ở tiểu nam hải vạn tượng đảo cách hải vực các ngươi thường đi du lịch không chỉ xa trăm triệu dặm chưa từng nghe tới là chuyện rất bình thường nhưng lai lịch của người không nhỏ đâu hiện nay ở trên trường môn đảo ngoài tái thế nhân hoàng có thể nói người chính là vi tôn lai lịch không nhỏ. Nghe Lưu Tổ Bân giới thiệu, đám người hạ tú đều kinh ngạc, rất hiếu kỳ. Lưu Tổ Bân gật đầu, đừng nhìn Minh Hà Tiên Tử mất tới 60 năm mới chứng được pháp thân, đứng hàng tiên bang, hiện giờ mới chỉ là cảnh giới địa tiên. Lão sư của người chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung trưởng giáo Nguyên Hoàng Tiên Tôn trước kia, cách đây không lâu đã tránh thoát khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn, trở thành tân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các người nói, lai lịch này có lớn hay không? Đàm Bình kinh ngạc vô cùng, bật thốt, côn luân sơn ngọc hư cung. Nguyên hoàng tiên tôn đăng lâm bỉ ngạn, vạn kiếp không diệt. Sao bọn ta lại không biết, mình hoàn toàn chưa hề nghe nói tới chuyện này, siêu thoát khổ hải đăng lâm bỉ ngạn không phải là phải xuất hiện dị tượng ở khắp vạn giới hay sao, ha ha. Lưu tổ bân lắc đầu bật cười, nguyên hoàng chứng đạo không giống với thanh đế năm xưa, các vị thiên tôn Phật tổ đều đã ra tay, khiến chân thật giới gần như bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ có một ít sinh linh là sống sót được. Nhìn thấy dị tượng tô thiên tôn đăng lâm bỉ ngạn, chúng ta lúc đó hẳn đều đã chết cả rồi. Song sau đó được tô thiên tôn hồi tưởng thời gian làm cho sống lại, nhưng cũng đã bỏ lỡ mất những cảnh tượng ấy. Tại hạ cũng là được nghe giới tiên nhân vân hải phi tưởng giới nói cho mới biết được chuyện này. Đám đàm bình kinh hải nhìn nhau, chúng ta đã từng chết qua một lần, sau đó lại sống lại một lần, hoàn toàn không có cảm giác a, à. giống như chẳng hề có cái gì xảy ra vậy thực là không tưởng tượng nổi, nghĩ lại hôm nay trường môn đảo tiên nhân tập hợp, Lưu Tổ Bân không thể nào lấy chuyện như thế này ra để nói dối, nên không thể không tin. Ai, bỉ ngạn thật là huyền diệu, vượt xa lẽ thường. Nghe nói ngày xưa Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung là tiên gia thánh địa hàng đầu, đáng tiếc bị vô sinh lão mẫu phá hủy, đàn tràng hủy diệt, môn hạ tứ tán, không ngờ còn có ngày lại hưng, hơn nữa không lên tiếng thì thôi, hóc lên một tiếng liền làm kinh nhân. Nay đã đứng ngang hàng với đâu xuất cung, yêu hoàng điện, cực lạc thế giới, bồ đề tịnh thổ, chân không gia hương và phù tan cổ thụ giới vực. Đàm bình thở dài, mắt nhìn ngưng bích phong, trong lòng suy nghĩ mông lung. Nếu được Minh Hà tiên tử nhìn trúng, thu làm môn đồ, vậy chính là một bước lên trời. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, ai nấy vội vàng đến ngưng bích phong. Trên đường đi, toàn người là người, cỏ cây xanh tốt, lúc nào cũng nhìn thấy dị quan thải vụ bay lên hướng đỉnh núi. Trên núi có một dòng sông quanh co, những ly tiên tử những bàn mỹ thực theo nước trôi tới, mặc cho người ta lấy ăn. Đám đàm bình, Lưu Tổ Bân không dám tới gần đỉnh núi, sợ làm mạo phạm tiên thần, nên tìm một chỗ vắng ngồi xuống, nghĩ xem nên làm gì để lôi kéo được sự chú ý. Nhìn lên đỉnh núi, trên ấy kỳ hoa thịnh phóng, quan hà đằng không, như nối thành một vùng đầy dị khí đủ màu bao trùm cả nơi này, mơ hồ có thể nhìn thấy người ở vị trí chủ tọa là một nữ tử đó là Minh Hà Tiên Tử, Phương Hoa Ngâm. Lưu Tổ Bân giới thiệu, đám đàm bình thi nhau gật cù, Phương Hoa Ngâm nhìn tiên nhân thần linh chung quanh, dơ ly ngọc lên, ly này kính nhân hoàng lại lập đại chu, trọng hưng nhân đạo, đám chu long chân nhân đều nâng chén, mỉm cười nhấp một ngụm, đang định nói chuyện, trời cao chợt có kim quang lóe sáng, lưu ly phủ đầy thương khung, một cổ Phật có 500 la hán, thiên long tu la, và lam Bồ Tát vòng quanh hàng lâm, chiếm lấy một đỉnh núi thế gian tự tại vương phật chu long chân nhân ngạc nhiên lão ta cũng tới chúc mừng sợ là lai giả bất thiện nhân hoàng lại lập đại chu chính là trở thành đối thủ với phật quốc dưới đất và chân không gia hương mà sau lưng phật quốc dưới đất là a di đà phật là tây phương cực lạc thế giới chi chủ thế gian tự tại vương phật là một phật đà cổ xưa rất được y nể trọng là một kẻ đại thần thông tạo hóa viên mãn cực mạnh thời gian thành đạo đã lâu phật pháp huyền diệu là một trong những nhân vật cực mạnh dưới bỉ nhạn. Người này tới e là khiến việc nhân hoàng lại lập đại chu gặp chuyện không may. Không khí đang vui vẻ trầm hẳn đi. Không biết bên phe nhân hoàng có kẻ đại thần thông mạnh tương đương nào tới chúc mừng hay không. Huyền vũ đạo nhân trầm ngâm, nhìn phương hoa ngâm nói, minh hà tiên tử, có biết còn có tạo hóa viên mãn kẻ đại thần thông nào tới nữa không? Quản thành thiên tôn, văn thù thiên tôn có đích thân tới chúc mừng không? Phương hoa ngâm cười khổ các sư bá sắp xếp thế nào làm sao ta biết được. Đúng lúc này, bầu trời đầy lưu ly chợt tối đi, bóng tối u ám bao phủ tất cả, mang tới cảm giác đầy tĩnh mịch. Những minh vương kim cương, kim đồng ngọc nữ, linh quan thiên sư tiên thần vây quanh một thần sứ gương mặt mơ hồ, tay cầm ngọc bản bay tới, trì hốt thần sứ. Chân không gia hương cũng tới một kẻ đại thần thông. Huyền vũ đạo nhân mặt đầy ngưng trọng, vị thần sứ này đứng thứ hai trong 12 thần sứ, gần với trấn nguyên tử, hơn nữa luôn luôn thần bí, lai lịch bất tường, hơn 30 năm trước đã thành công trở thành tạo hóa viên mãn, là cường giả la giáo ai nấy đều biết. Các tiên thần nhìn nhau, cảm nhận được mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, nguy hiểm như tên lên dây, nhân đạo chi sự quả nhiên không thiếu được đau khổ. Hy vọng thế lực đứng sau lưng nhân hoàng sẽ nhanh phái tới một kẻ đại thần thông, giữ lấy thế cục cho cân bằng, đừng để mọi người lo sợ nữa. Mối quan hệ của Phật quốc dưới đất, chân không gia hương và nhân đạo đại chu ai ai cũng biết, đám đàm bình, lưu tổ bân, hạ tú cũng thấp thỏm, sợ những kẻ đại thần thông chiến đấu, mình cũng sẽ bị dư ba làm cho không còn mảnh xương, lần này ai biết còn có được may mắn có bỉ ngạn đại nhân vật làm đảo ngược thời gian, cứu mình sống lại nữa hay không, đàm bình lo lắng, thò tay vào trong lòng sờ sờ trường nhạc châu gối hoàng lương, hy vọng hai món dị bảo này sẽ bảo vệ cho mình. Phương Hoa ngâm nhìn các tiên thần đang lo lắng, hít sâu bình tĩnh lại, khẽ cười, nhân hoàng quyết định hôm nay lại lập đại chu, tất nhiên đã có mấy phần nắm chắc, các vị không, cô lời còn chưa dứt, thì bỗng giật mình, đứng bật dậy, nét vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lão sư của ta sắp hàng lâm nơi đây, chúc mừng nhân hoàng, cái gì? Đám chu long chân nhân, huyền vũ đạo nhân đều lập tức đứng phát dậy, ngạc nhiên nhìn lên trời cao, nguyên thủy thiên tôn tô mạnh sắp hàng lâm, bỉ ngạn đại nhân vật sẽ đích thân tới chúc mừng nhân hoàng. Phương Hoa ngâm cố kềm kích động, trầm giọng nói thỉnh các vị theo ta cung nên lão sư đám tiên thần vừa hồi hộp vừa hốt hoảng các bỉ ngạn đại nhân vật cao cao tại thượng đâu phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy đám người mình tuy cũng coi như đứng hàng tiên bang vượt qua phàm tục nhưng trong mắt các bỉ ngạn giả thì cũng chẳng khác nào con kiến ai nấy lập tức vận chuyển đạo lực thi triển tiên pháp nghiêm túc hết mức không dám có lấy một chút bất kính chu long chân nhân thậm chí còn lấy ra một cái bình nhỏ do sang hô đỏ chế thành ném lên trời. Cái bình trào ra từng luồng thanh tuyền, đổ xuống như mưa, bao phủ cả tòa ngưng bích phong vào trong. Mưa phùng, mênh mông, tẩy sạch mọi dơ bẩn bụi bặm, làm sạch sẽ thể xác và tinh thần, đám đàm bình cảm thấy toàn thân thư thái, cả người thanh sản, chung quanh như đều được cột rửa sạch sẽ, thanh mát sảng khoái. Bọn họ ngạc nhiên nhìn lên đỉnh núi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giây lát sau, cỏ cây trên đỉnh núi trở nên cuồng nhiệt, sinh cơ tuôn trào, nước suối rầm rì, trong veo thấy đấy, ở vị trí trung ương nổi lên một cái đài, huyền đăng kết hoa, xuất trần thoát tục, mọi thứ vừa chuẩn bị xong, từ trời cao tiếng hạt kêu vọng xuống, trong vắt lãnh lót tới tận trời, vọng thắp phương, đám chu long chân nhân nhìn thấy mây khói cuồn cuộn không biết từ chỗ nào vọt tới, dị hương ngào ngạt, thanh quan mờ mịt, trải thành đường đi, chính con ngũ trảo chân long từ trên trời cao bay xuống, kéo một chiếc liễn trầm hương thần thánh, huyền hoàng chi quan từ trong tỏa ra khắp xung quanh, kết thành những làn hào mang vô lượng. Đám đàm bình tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy đám chân long vẫy lấp lánh kim quang kia chiếu vào đáy mắt, là cả đám đã như ngừng thở, cả người đều bị chấn nhiếp, không dám tạo ra một âm thanh nào. Bọn mình đã từng từ xa nhìn thấy Đông Hải Long Vương, nhưng không hề có uy thế bằng những con chân long này, chưa kể chân long này chỉ là để kéo xe mà thôi, có thể khiến chính con chân long kéo xe, trong trầm hương liễn là đấng nào ngồi vậy nhỉ, năm đó Thánh Hoàng Khải đi tuần cũng mới là chính con dao lông kéo xe trì hốt thần sứ và thế gian tự tại vương phật đứng dậy cùng bật thuốc nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn tô mạnh trầm hương liễn đã tới gần hào mang rực rỡ nhưng một tấm rèm che che khuất cảnh ở bên trong liễn chỉ mơ hồ nhìn thấy một phần viên quan trong vắt bên trong có bích thụ cắm rễ tỏa thanh quang. bên trên có hai quả cây nâng một ngọn cổ đăng chiếu khắp chư thiên vạn giới dưới viên quan là một thân ảnh mơ hồ trên đỉnh ngưng bích mặt đất nở ra những đóa sen vàng, hoa nở trào ra từng luồng thanh tuyền, đám chu long chân nhân cực kỳ trang nghiêm thành kính, cùng phương hoa ngâm hành đại lễ quỳ gối, nhất tề lên tiếng, cung nghênh lão sư, cung nghênh thiên tôn, tiếng chào khắp bát phương, đám đàm bình cũng nghe thấy. Cả đám rung lên, nguyên thủy thiên tôn, người tới không ngờ lại là lão sư nguyên thủy thiên tôn tô mạnh của Minh Hà Tiên Tử. Một trong những bỉ ngạn đại nhân vật cực kỳ hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay của cả chư thiên vạn giới, đấng chí tôn. Không ngờ mình may tới mức được nhìn thấy bỉ ngạn giả trong đời, vị chúa tể đứng ở tầng cao nhất của trời đất, cả đám cũng quỳ xuống theo, dù không bàn trước nhưng lại nhất trí với nhau một cách thần kỳ. Cung nghênh thiên tôn, cửu long trầm hương liễn dừng trước đài, hào quang và mây khói khắp xung quanh, thần thánh vô cùng, viên quan tiến vào trong đài, trầm hương liễn nhỏ dần lại. Cả trường môn đảo lặng ngắt như tờ, nhìn phương hoa ngâm tiến tới đài cao thỉnh an, Đám Chu Long chân nhân lại cúi đầu chào lần nữa, kính chào Thiên Tôn, một chốc sau, Phương Hoa ngâm đi ra trước đài, cao giọng nói: "Cung Luân Sơn Ngọc hư cung nguyên thủy Thiên Tôn tới đây xem lễ, Thiên Tôn có lời, mặt Kiếp hiểm ác, cửu u ăn mòn, nếu nhân đạo thiếu sót, tắc vạn kiếp bất phục, chỉ có tập hợp chúng sinh chi lực, đồng lòng cùng độ, mới có thể bắt lấy một đường sinh cơ." Đám Huyền Vũ đạo nhân lập tức trả lời: "Đa tạ Thiên Tôn chỉ điểm, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ nhân hoàng." vượt qua mạt kiếp đám đàm bình cũng vô thức trả lời theo không kèm được tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía đài cao trong ánh hào quang và mây khói mông lung thần thánh hắn nhìn thấy một thân ảnh mặc đạo bào ngồi đó trên đầu đội một cái miệng cổ gương mặt mơ hồ không rõ đầu đàm bình chợt cù lên tuy rằng ăn mặc có điểm khác biệt nhưng đây rõ ràng là đạo nhân đã đưa cho mình cái gối hoàng lương khiến mình mơ trở về hồi trung cổ thì ra gối hoàng lương là của bỉ ngạn đại nhân vật cho mượn là cung luân sơn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn tô mạnh cho mượn, tim đàm bình đập thình thịch, cả người lân lân. Tại sao ngài lại đưa gối hoàng lương cho mình mượn? Trên đời có mấy ai may mắn gặp được một bỉ ngạn giả như hắn chứ? Thế gian tự tại vương Phật chấp tay, hành lễ với mạnh kỳ, sau đó lại ngồi xuống xếp bằng, nét mặt đâm chiêu, không còn nét cười tự tại vạn năm của mình. Trì hốt thần sứ cũng không dám vô lễ, sợ bị mạnh kỳ tìm cớ xử đẹp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đời xưa vốn là người bao che khuyết điểm tới cực điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đời này e là cũng chẳng kém bao nhiêu, nhất định không thể lấy tính mạng của mình ra để thăm dò. Y thu liễm thần sắc, trang trọng hành lễ, sau đó thấp thỏm lui trở về. Chuyến đi hôm nay, một mặt là để thị uy, làm dao động những kẻ đang đi theo cao lãm, mặt còn lại là theo lời phân phó của đại hành thần sứ, đi thăm dò thái độ của các bỉ ngạn đại nhân vật đối với việc lại lập đại chu, trọng hưng nhân đạo. Điều này có thể dựa vào việc những đại năng đại thần thông giả nào họ phái tới đây xem là biết được. Ai ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh lại trực tiếp hàng lâm, tự mình xem lễ, hoàn toàn vượt khỏi sự đoán trước của đại hành thần sứ và mình. Sớm biết như thế, thì đã không tới. Đương, ngay lúc này, từ giữa trường môn đảo vọng lên một tiếng chuông, du dương vang vọng, đánh liền 12 tiếng, tạo nên không khí trang nghiêm. Cao lãm đầu đội bình thiên quang, mặt minh hoàng cũng bào, từ bên trong đại điện đi ra, từng bước đi lên một cái đài cao, khen, y rút nhân hoàng kiếm, nhật nguyệt tinh thần hàng lâm, núi non sông ngòi xuất hiện, suy diễn ra thịnh cảnh nhân đạo khi lan tới chư thiên vạn giới, y nhìn một vòng, trầm trầm lên tiếng, cố thổ chưa phục, dù lại lập đại chu, không dám nhận chúc mừng, lời nói vừa dứt, y dơ cao kiếm, trên đông hải, từ những hòn đảo vọt lên nhân đạo quan huy, màu sắc khác nhau, lần lượt tụ tới trước mặt y, tụ thành một cái ấn tỷ bốn màu xung quanh như vẽ ra hơn nửa bản đồ Đông Hải, khí vận gia thân, nhân đạo lại tụ, cao lãm nhìn trì hốt thần sứ, bốn mắt giao nhau, hoa lửa tung tóe, cố thổ ở đâu? Ở chân không gia hương và Phật quốc dưới đất, trì hốt thần sứ hơi ngã người tựa ra sau, ánh mắt trở nên âm lãnh, đúng lúc này, y nhìn thấy một đạo kim quang từ trong đài cao của ngưng bích phong bay ra, vô số phù ấn vòng quanh, thần thánh sáng lạn cao lãm đưa tay ra tiếp lấy đạo kim quang là một cây roi trúc, phù ấn thành văn, công đức đầy thân, đầy khí tức cướp đoạt thần đạo quyền lực, đã thần tiên. Mắt trì hốt thần sứ theo bản năng co lại, khí tức trở nên dao động, như gặp phải khắc tinh, khiến các tiên gia tới xem lễ quay qua nhìn nhau, trong đài, cao lãm uy nghiêm mở miệng, roi này trong tay, đánh được ác thần các phương, đám chu long chân nhân bừng hiểu. Đây hẳn là đã thần tiên trong truyền thuyết, phong thần bản đã bị vô sinh lão mẫu cướp đi cảnh giới và thực lực của trì hốt thần sứ hiện nay hơn phân nửa chính là nhờ có vật đó giúp đỡ. Hèn gì lại sợ hãi đã thần tiên, Đàm Bình đang nhìn mê mẩn, chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ tuệ căng sâu đậm, có duyên với Phật môn ta, có nguyện đi theo ta tu trì Phật Pháp hay không, Đàm Bình ngạc nhiên nhìn qua, nhìn thấy vị Phật đà kia nghiêng đầu mỉm cười với mình, thế gian tự tại vương Phật, ông ấy muốn thu mình làm đồ đệ, một cổ Phật không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên, một vị tạo hóa viên mãn kẻ đại thần thông muốn thu mình làm đồ đệ nếu là hồi trước đàm bình hẳn đã kích động tới mức không phân biệt được đông nam tây bắc chảy nước mắt mà sung sướng quỳ xuống dập đầu bái sư ngay tức khắc hắn chưa bao giờ dám mơ lại được một tạo hóa kẻ đại thần thông ưu ái càng khỏi nói tới một viên mãn giả lừng danh dưới bỉ ngạn như thế gian tự tại vương phật nhưng lúc này suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lại là ta đã có duyên với bỉ ngạn đại nhân vật được nguyên thủy thiên tôn cho mượn gối hoàng lương sau này không chừng còn được bái vào làm môn hạ ngọc hư cung trở thành nhân vật hiển hách không thua gì minh hà tiên tử phương hoa ngâm cần gì phải đi theo một tạo hóa kẻ đại thần thông làm đồ đệ có so sánh đối lập mới thấy chênh lệch kẻ tạo hóa viên mãn là tối cường dưới bỉ ngạn trường sinh vạn cổ có hy vọng kỷ nguyên mới một tồn tại có thể hủy diệt một phương vũ trụ nhưng cũng chỉ là dưới bỉ ngạn mà thôi khi đã được một bỉ ngạn thật sự như nguyên thủy thiên tôn tô mạnh ưu ái ai còn thèm để ý tới một thế gian tự tại vương Phật, nho nhỏ. Đây không phải là kinh bỉ, đây là sự thật. Đàm Bình không chút do dự, lắc đầu với thế gian tự tại vương Phật vẽ xin lỗi, ý như nói, vãn bối tâm hướng đạo môn, xin phụ hảo ý của cổ Phật. Thế gian tự tại vương Phật quay đầu, tiếp tục nhìn cao lãm làm nghi thức trọng lập đại chu, như không hề để ý tới việc tâm huyết dân trào của mình vừa bị từ chối. Chỉ sâu trong đáy mắt lão có sự khó hiểu không hiểu sao Đàm Bình lại có thể từ chối ý tốt của một tạo hóa viên mãn, hắn đã có chỗ dựa khác, đã được một đạo hữu nào đó thu vào môn hạ, thấy thế gian tự tại vương Phật không để ý, Đàm Bình thầm thở vào. Giờ hắn còn chưa được làm môn hạ người ta, nếu chọc giận cổ Phật, đương nhiên không phải là việc tốt, nguyên thủy thiên tôn tô mạnh tự mình hàng lâm, trì hốt thần sứ bị đã thần tiên áp chế, đám đàm bình đều cảm nhận được mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt đã ngưng bặt, lại trở về gió êm sóng lặng toàn bộ nghi thức thuận lợi kết thúc, đại chu lại đứng ở Đông Hải, thống ngự một nửa Đông Hải với cả vạn vạn hòn đảo, được rất nhiều tiên nhân thần linh đầu nhập vào. Trong đài, vần viên quang trong vắt không tì vết kia dâng lên, bay vào trong cửu long trầm hương liễn, hương vụ tràn ngập, mây khói lại tuôn trào, tiên nhạc vọng, cung tiễn thiên tôn. Tất cả tiên thần đều quỳ xuống trang trọng kính lễ. Ngay cả thế gian tự tại vương Phật và trì hốt thần sứ cũng đứng dậy hành lễ, chính con chân long bay lên, kéo trầm hương liễn tiếng vào chỗ cao vô cùng, trì hốt thần sứ mới nhẹ nhàng thở ra, cả người rã rời, may mình chỉ là sứ giả, không dám có chút chần chừ, trì hốt thần sứ mang theo người la giáo lập tức rời đi. Sau khi nghi thức cao lãm lại lập đại chu kết thúc, đám hạ tú, lưu tổ bân vẫn ở lại trường môn đảo, hy vọng gặp may gặp được tiên duyên, đàm bình thì sao cũng được, đã có duyên với bỉ ngạn đại nhân vật, đối với các vị tiên thần còn lại hắn đều chướng mắt, trời chập tối, cả đám đi phường thị, tìm hiểu xem có vị tiên gia nào muốn thu đồ đệ hay không, đột nhiên, trước mắt Đàm Bình nhoáng một cái, nhìn thấy một tăng nhân tuấn lãng làn da đạm kim, khí chất tiêu sái tự tại, như không có gì ràng buộc được, ngay cả thời gian đều không thể, mi tâm nổi lên những chữ vạn màu vàng, tụ thành chữ Phật, Thế gian tự tại vương Phật, Đàm Bình hoảng sợ, trái tim đập thình thịch, không ngờ vị Phật đà này đã đi còn quay lại, tới tìm mình, ông ấy muốn gì? Đám hạ tú lưu tổ bân cũng nhận ra thế gian tự tại vương phật vừa khiếp sợ vừa kích động mấp máy môi cả nửa ngày mới lắp bắp thành lời bái kiến vương phật ai cũng nghĩ chẳng lẽ mình có phật duyên cổ phật muốn độ mình vào tịnh thổ thế gian tự tại vương phật mỉm cười chắp tay hoàng lễ chẳng chút dáng vẻ cao cao tại thượng nào nhìn đàm bình hỏi đàm thí chủ thật không muốn cùng ta tu trì phật pháp quay đầu là bờ đám hạ tú lưu tổ bân thi nhau thất vọng thì ra thế gian tự tại vương Phật là vì đàm bình mà tới, mà cũng phải, tên này khi sinh ra cả phòng có dị tượng hồng quang mà, họ đều thấy ghen tị, nhưng cũng hiểu mình cần phải làm gì. Những lúc thế này, mình cần phải thật lòng chúc mừng, nhất định không được để mất giao tình, sau này người ta tu luyện có thành, mình coi như cũng có quan hệ với tiên gia Phật mạch, không chừng còn được người ta dẫn cho nhập môn ấy chứ, tài lữ pháp địa, quan hệ người người cũng thuộc trong chữ lữ có thêm một người bạn là có thêm một con đường. Bọn họ định chúc mừng Đàm Bình, không ngờ lại thấy mặt Đàm Bình trắng bệch. Sao thế? Hạ Tú ngạc nhiên, Đàm Bình cố gượng cười, phản bối tâm hướng đạo môn, cổ Phật chẳng lẽ muốn cường độ hữu duyên, thế gian tự tại vương Phật cười, duyên phận sao có thể cưỡng cầu, ta chỉ là muốn khiến thí chủ sáng tỏ duyên của mình là ở đâu, sau đó mới đưa ra quyết định, lão đưa tay, điểm vào mi tâm Đàm Bình một cái. Động tác nhìn rất thông thả, nhưng đám đàm bình hạ tú lại như bị định thân thời gian như dừng lại chẳng ai kịp phản ứng mi tâm như bị điện giật tê tê dại dại thẳng vào tâm hải trước mắt đàm bình lập tức hiện ảnh hình ảnh sống động những mảnh vỡ ký ức màu vàng từ sâu dưới biển tâm linh bay lên diễn hóa thành những cảnh tượng nước và biển vòng quanh thân một tinh cầu xanh thăm thẳm như hải dương một pho tượng chân đạp hắc long màu thẫm gần như đen quyền lực huyền vũ đầy sương đỏ thì ra mình là cổ thần thủy tổ chuyển thế, sau khi dung hợp với quyền lực chân võ để lại, để thoát khỏi hạn chế của thần linh chi khu nên mới bí mật chuyển thế. Đàm Bình cảm thấy mỗi giọt máu, mỗi một tí hơi nước trong người đều như đang hoang hô, tất cả ký ức và chuyện cũ xưa kia đều cùng cuộn sống lại, khiến mắt hắn chìm vào mê mang. Thí chủ hiểu chưa? Thế gian tự tại vương Phật lại chắp tay, đàm bình rùng mình, đôi mắt trở nên trong veo, như nhiều tầng thủy dịch ngưng tụ, hắn thở dài hôm nay mới biết ta là ai, nhưng vẫn đành phải cô phụ ý tốt của cổ Phật, bên kia là bỉ ngạn đại nhân vật đó, thế gian tự tại vương Phật khẽ niệm, thiện tai thiện tai, nói xong, lão quay đầu đi, dần tan thành không khí, biến mất, ngoài trường môn đảo, sóng biết mênh mông, cổ Phật này ngồi trên ngọn sóng, trong mắt đầy khó hiểu. Trên người hắn không chỉ có pháp châu của vị kia ở phù tang cổ thụ mà còn có một bảo vật có thể làm đảo ngược thời gian. Trước khi chân võ vẫn lạc, đã trao nguyên dương xích cho vị ở phù tang cổ thụ kia, vị kia dung hợp được quyền lực thủy tổ nên đền đáp lại là chuyện bình thường, nhưng cái món đồ làm đảo ngược thời gian kia lại là của ai tặng cho, chẳng lẽ cũng là của vị phù tang cổ thụ kia? Thế gian tự tại vương Phật không sao hiểu nổi, cách không tiếp tục chăm chú quan sát đám đàm bình. Sách trời dần tối, đám đàm bình vẫn còn bị dư âm gặp gỡ thế gian tự tại vương Phật mà im lặng, lặng lẽ chia tay với Lưu Tổ Bân, trở về khách sạn Đàm Bình tiện tay lôi gối Hoàng Lương ra, thấy nó đã lại sáng trở lại, lại dùng tiếp được rồi. Hắn lẩm bẩm, sau khi khôi phục ký ức thủy tổ, hắn bắt đầu cảm thấy việc này có điều kỳ quái, quay qua mỉm cười nói với Hạ Tú, "Tiểu Tú, ngươi tới thử xem." Hạ Tú chờ mong đã lâu, không buồn thách khí, đặt gối Hoàng Lương lên giường, gối đầu lên ngủ. Ánh sáng lóe lên, ngoài thế gian tự tại vương Phật vẫn luôn nhìn bọn họ, thì không ai nhận ra thật có thể đưa người ta trở về quá khứ trong thời gian ngắn thế gian tự tại vương phật khẽ gật gù chữ phật trên mi tâm chuyển động lưu quang khiến kim thân trở nên hư ảo giống như đang thao túng dòng sông thời gian lão vận chuyển thời gian chi đạo của mình lặng lẽ đi theo hạ tú ngược dòng thời gian muốn xem cô sẽ về đâu gặp những chuyện gì hình ảnh thay đổi hạ tú bừng tỉnh nhìn thấy phía trước là một con sông không ngừng chảy xiết bên cạnh có một tòa thành đầy dáng vẻ cổ xưa trên thành có một nam tử mặc áo trắng, đẹp như thiếu nữ, gương mặt trắng bệch vẻ bệnh tật. Sau lưng y là những ánh đèn nhập nhoạn, chiếu xuống mặt sông, lấp lánh mộng ảo. Đây là đâu? Hạ Tú ngơ ngác, trong lòng kích động, vì cô hiểu mình hẳn là đã trở về quá khứ. A, à, cô bỗng nghe thấy một tiếng thét to, ấy nấy, thống khổ, tuyệt vọng, phẫn hận vân vân, bao nhiêu là cảm xúc phức tạp ở trong đó, như tiếng sói tru trăng, như tiếng dạ quỷ khóc khiến cả người cô rợn da gà trong lòng nặng nề hạ tú nhìn qua thấy một nam tử mặc đồ đen đầu quấn thăng anh hùng oai hùng dương cương đang ngửa mặt bi khiếu trong lòng ôm một nữ tử mặc áo trắng cả người buông thỏng tứ chi vô lực đã không còn sự sống trên trời cao thế gian tự tại vương phật núp trong hư không cao mày khó hiểu là lúc ở ngoài thành quảng lăng cố tiểu tan chết trong lòng vị kia của ngọc hư cung sao lại quay về thời điểm này linh quan lão chợt lóe nghĩ tới một việc, sản phẩm làm giảm cầu không của Phật tổ là đường tam tạng, mà đường tam tạng sau khi kinh lăng vân độ, rút đi phàm thai, trở thành công đức Phật, phàm thai kia đã phản bản quy sơ, hóa thành kim thiền, vô thượng chân Phật nhờ đó mà thoát xác sinh ra. Nói cách khác, sản phẩm làm giảm cầu không của Phật tổ cuối cùng thành tới hai món, một là đường tam tạng bản tính linh quan sở thành kim thân Phật đà, một là nhục thể phàm thai dựng dục vô thượng chân Phật. Cố Tiểu Tang là sản phẩm làm giảm cầu không của vị kia ở chân không gia hương, đã nhờ tay của vị kia ở Ngọc hư cung vứt bỏ phàm thai, lấy hỗn độn thanh liên tử trùng tố pháp thân, vậy có phải là cái phàm thai đó cũng dựng dục ra cái gì hay không? Cho dù pháp môn làm giảm cầu không của vị chân không gia hương kia là sư thừa từ nguyên thủy, khác biệt với Phật tổ, nhưng bộ di thể phàm thai này e là cũng có mấy phần huyền diệu, nghĩ tới đây, Thế Gian Tự tại Vương Phật sợ hãi cả kinh năm đó vị ngọc hư cung kia ôm thi thể cố tiểu tan rời đi về tới cung luân sơn cô lĩnh ở đó chỉ có ao sen mà thôi hắn đã chôn thi thể đó ở đâu đã bị kẻ nào đó hủy đi hay đã bị tráo đổi treo đầu dê bán thịt chó thế gian tự tại vương phật nhìn bóng người đang ngửa mặt lên trời mà bi ai đã hơi hiểu vì sao lại quay về đoạn lịch sử này cái vị bỉ ngạn nào đưa ra cái gối hoàng lương này muốn làm gì đây thế gian tự tại vương phật nhìn người đang đau thương kia tự nhiên lại có cảm giác có điều không đúng bất kể vị bỉ ngạn đưa ra gối hoàng lương kia muốn mưu đồ cái gì nhưng chỉ cần có liên quan tới thi thể của cố tiểu tang tất sẽ tác động tới cái vị ngọc hư cung kia hắn đang lâm bỉ ngạn hồi tưởng thời gian thống nhất quá khứ cuồng đao đang bi phẫn tới tận trời kia lúc này chẳng khác nào bản tôn cũng chính là một bỉ ngạn hàng thật giá thật không còn là kẻ nhỏ yếu dám đánh chủ ý vào thi thể cố tiểu tang trong lòng hắn làm sao có khả năng không làm kinh động hắn ngay cả mình đang nhìn trộm e là cũng bị người ta nhận ra rồi nghĩ tới đây thế gian tự tại vương phật sinh ý lùi bước không dám ở lại xem lén nữa sợ bị mạnh kỳ nổi giận lão đang định rời đi thì hình ảnh oai hùng dương cương kia ôm lấy thi thể cố tiểu tang bắt đầu đi ra ngoài biển như muốn đi xuống dưới nước đột nhiên từ trong thi thể của cố tiểu tang bắn ra vô minh nghiệp hỏa chúng lặng lẽ cháy nước chạm vào cũng không tắt vừa giống nguyền rủa vừa giống phản vệ khiến thân hình mặc áo trắng kia trở nên mông lung, mộng ảo, nếu không phải kẻ đại thần thông, căn bản không nhận ra được cô đang thông thả tan biến, thế gian tự tại vương Phật chợt hiểu ra tung tích của thi thể cố tiểu tan là ở đâu, bản thân cô thuộc về luân hồi giả, bị lục đạo nắm giữ, tuy rằng lục đạo có quan hệ hợp tác với ma Phật, lại được vô sinh lão mẫu quán thâu ký ức bỉ ngạn, khi còn sống bị khống chế và ước thúc, nhưng sau khi qua đời, lục đạo luân hồi chi chủ muốn hủy diệt thi thể của cô là chuyện rất dễ dàng, và người lúc đó ra tay chỉ có thể là ma Phật, có lẽ không biết cố tiểu tang là sản phẩm làm giảm cầu không của vô sinh lão mẫu, ma Phật vì để càng thêm kích thích tô mạnh, nên mới chó ngáp phải rùi ra tay, diệt trừ trúng cái tai họa ngầm này, thế gian tự tại vương Phật không biết pháp môn làm giảm cầu không của Kim Hoàng, cũng không biết thi thể cố tiểu tang để lại có gì huyền diệu hay không. Nên không đoán ra được mục đích mưu đồ của ma Phật, Kim Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh và cái vị đưa ra gối hoàng lương. Cho nên, lão do dự, còn chưa biết có nên rời khỏi đoạn lịch sử này hay không, thì đã nhìn thấy sự biến đổi, vô minh nghiệp hỏa từ thi thể cố tiểu tan từ từ tắt ngấm. Ma Phật biết rất rõ chuyện của vô thượng chân Phật, y thà ôm nhầm chứ không bỏ sót, muốn giữ lại cái thi thể này, để sau này chứng thực sự ảnh hưởng của nó với Kim Hoàng. Đây là một lợi thế rất quan trọng, thế gian tự tại vương Phật thầm nghĩ. Sau khi vô minh nghiệp hỏa tắt lửa, Khoảng không giữa hai cánh tay Tô Mạnh đột nhiên trở nên u ám, những tầng hư không và thời gian đều sụp xuống, cuộn lại, muốn cùng đưa thi thể Cố Tiểu Tang theo chúng quy về ban sơ vô. Vị Ngọc hư cung muốn hủy thi thể, để khỏi làm ảnh hưởng tới Cố Tiểu Tang hiện giờ, dù sau này là cái thi thể này thật sự có thể ảnh hưởng tới Kim Hoàng, thì hắn là người tiêu diệt, hắn muốn phục nguyên, lại cũng dễ dàng rất nhiều. Thế gian tự tại vương Phật thở vào, nghĩ mình đã nắm được suy nghĩ của bỉ ngạn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sự thay đổi trạng thái thi thể cố tiểu tan nhất định không qua mắt được vị chân không gia hương kia, thế gian tự tại vương Phật gật cù, chợt lão sởn tóc gáy, cảm thấy hình như trên trời cao có một đôi mắt đang lặng yên nhìn chăm chú vào một màn này, nó tà ác, yêu dị, hắc ám, đọa lạc, thâm trầm, là ánh mắt của ma Phật, vần trăng ẩn hiện nơi chân trời hình như cũng hơi gợn sóng, nhưng không hề bị sức mẻ chút nào, vẫn viên mãn vô ngừng. Thế gian tự tại vương Phật Kinh Hải, cảm thấy mình đã bị người ta nhìn thấy hết rồi, nhưng cô gái dùng gối hoàng lương để tới đây thì lại như được một sức mạnh vi diệu che giấu, không ai nhìn thấy, thời gian sôi trào, dòng nước phi nhanh, thế gian tự tại vương Phật không do dự nữa, kim thân tỏa ra lưu ly tịnh quan lượng lờ, trở nên giống như ảo mộng, quyết định chạy về, cảnh cuối cùng lão nhìn thấy là vô minh nghiệp hỏa lại phun trào, ngăn cản hư không và thời gian sụp đổ cuộn lại, không cho nó cuốn thi thể đi đất trời tối tăm mù mịt, mặc dù ánh trăng treo cao, ầm, lão nghe thấy một tiếng nổ mạnh, sóng nước bên cạnh như cuồn cuộn như tận thế. Thi thể cố tiểu tăng bị ba phương lôi kéo, tan thành tro bụi, dư ba của giao thủ làm ảnh hưởng tới khả năng thao túng thời gian của lão, khiến lão phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng không bị loạn lưu nuốt chửng. Trong một đoạn lịch sử khác, Đại Tấn Thần Đô, phủ của tiền thái tử từng hiển hách một thời, Triệu Kim ở trong tỉnh thất, đang ngồi xếp bằng, dưới thân là một cái bồ đoàn, xung quanh bỗng nở ra những đóa sen, thanh tịnh siêu phàm, xa xăm không linh, một đạo Phật ý từ trên trời cao hàng xuống, ở mi tâm hắn ngưng tụ thành một chữ vạn màu lưu ly. Ngoài cửa sổ, một thiếu nữ áo trắng lặng lẽ đứng nhìn, tinh xảo tuyệt mỹ, không u linh động, khóe môi khẽ cong lên, má lúng ẩn hiện, như cười như không. Phốt, thế gian tự tại vương Phật vất vả mới quay về thực tại, phun ra một ngụm Phật huyết màu vàng, suýt nữa bị dính nước sông thời gian chuyện này không phải là nhỏ phải báo ngay cho a di đà phật lão mặc kệ bị thương nhảy ra khỏi chân thật giới đi tới lưu ly tịnh thổ tây phương cực lạc thế giới vào tới nơi trung ương gặp được một kim thân cao một trượng nét mặt từ bi và thương hại kim thân khẽ gật đầu nói ta đã biết không cần thế gian tự tại vương phật phải nói thêm này thế gian tự tại vương phật tự nhiên có cảm giác chuyện hôm nay mình làm mình thấy hình như cũng đã bị một đại nhân vật bỉ nạn nào đó sắp xếp sẵn. Vậy cái cảm giác đoán được thiên ý ban nảy của mình có phải cũng là người ta muốn mình đoán ra như vậy hay không? Trong khách sạn, gối hoàng lương dần dần ảm đạm, hạ tú tỉnh dậy, ngươi về giai đoạn lịch sử nào? Có thu hoạch gì không? Đám đàm bình hỏi ngay, hạ tú mờ mịt lắc đầu, không biết là giai đoạn nào nữa, cũng chẳng có thu hoạch gì, cô còn chưa nói xong, trong lòng bàn tay bay ra một đống sáng xanh, mở ra từng cánh hoa, hóa thành một đóa sen trắng to chừng bàn tay, tươi mát thoát tục, xa rời thế giới, sen trắng nháy mắt đã tàn, để lại một hạt sen trông rất bình thường. Đây là bảo vật gì? Đám hạ tú chăm chú nhìn hạt sen, hạ tú nhắm mắt, truyền tinh thần vào cảm nhận, một lát sau lắc đầu mở mắt ra, nhíu mày, cảm giác chính là một hạt sen rất bình thường, không có gì đặc dị, nhưng cảnh tượng nó khi xuất hiện cho thấy nó không phải tầm thường mà đàm bình đã khôi phục ký ức và kiến thức của thủy tổ hơi trầm ngâm nói có lẽ phải tìm linh tuyền tưới nuôi nó đợi nó đâm chồi mọc lá nở hoa kết quả mới biết hạt sen này có thần kỳ gì hay không đàm đại ca nói có lý hạ tú gật đầu rất cảm kích đàm bình hắn chẳng chút giấu giếm keo kịp sẵn sàng chia sẻ món đồ quý báu như gối hoàng lương cho mọi người cô bèn kể lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy trong mộng cho mọi người nghe Ai nấy đều cảm thấy thật là kỳ lạ, nhưng không ai hiểu nổi ý nghĩa của giấc mộng, cô bèn chuyển đề tài, "Chúng ta ở trường môn đảo vừa tìm một chỗ linh tuyền nuôi nó, chờ hoa nở, vừa tiếp tục tìm kiếm tiên duyên." Những người còn lại đều gật đầu khen phải. Ai cũng mong chờ tới lượt mình được dùng gối hoàng lương, chỉ có Đàm Bình là đâm chiêu. Đám hạ tú không hiểu đoạn lịch sử kia ý nghĩa là gì, nhưng hắn đã khôi phục ký ức của thủy tổ làm sao mà không biết trong cảnh tượng nhìn Vân Đạm Phong Kinh đó nhất định có ít nhất ba bỉ ngạn đại nhân vật ngấm ngầm đấu sức với nhau, gối hoàng lương này xem ra không phải là tiên duyên bình thường, mà là một cái lốc xoáy lớn. Lần trước mình đi vào Đông Phương Thanh Hoa trường nhạc thế giới diệu nghiêm cung, nhìn thấy thái ức cứu khổ thiên tôn, chắc chắn trong đó cũng có một mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đàm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV miễn cười, bất động thanh sắc nói, làm theo lời tiểu tú nói đi. Có điều ta còn có một kiện tâm nguyện chưa xong, phải tự đi làm, nên sẽ tạm thời phải rời khỏi trường môn đảo, mọi người cứ theo thứ tự sử dụng gối hoàng lương, đừng tranh giành với nhau. Nếu đã cầu thoát khỏi hạn chế của tiên thiên thần khu nên chuyển thế, thủy tổ làm sao không chuẩn bị sẵn cho mình trưởng thành, để lại bảo tàng gì đó cho cái thân chuyển thế này. Dựa theo ký ức, Đàm Bình biết vừa lúc có một chỗ di lưu thích hợp cho giai đoạn ngoại cảnh, phải nhanh chóng tới đó mở ra, lấy đồ bên trong không nên để cho đêm khuya mộng dài, giống như chân võ trở thành tiện nghi cho người khác, nhất là hắn đang sợ mình bị cuốn vào trận chiến bỉ ngạn, muốn nhân cơ hội này mà chạy ra xa, ngồi yên xem biến, thấy đàm bình không định mang gối hoàng lương theo, đám hạ tú không chút nghi ngờ, mà càng thêm cảm kích, đưa tiễn hắn tới tận điện truyền tống của trường môn đảo, đứng trong truyền tống trong điện, nhìn quan mang vọc lên, đàm bình chợt nhớ lại một việc. Khi nhờ quyền lực chân võ để lại mà lấy lại được bản thân, hắn còn nhờ đó lấy được một tin tức hắc đế để lại, chính là ở một nơi bí ẩn nào đó trong hỗn độn có đàn tràng sau khi đạo tôn siêu thoát để lại, là đồng tử của đạo tôn, chân võ đại đế là người duy nhất biết được vị trí của đàn tràng này, định sau khi đăng lâm bỉ ngạn sẽ tới đó, giúp mình thành tựu đạo quả sơ hình, tiếc là vẫn không bước qua được khổ hải, cuối cùng lại thành tiện nghi cho mình. Di phủ của đạo tôn. Đàm bình thầm ghi nhớ mấy chữ này, thân ảnh biến mất trong truyền tống trận cực bắc chi địa, vạn cổ đóng băng, bảo tác hoành hành thấp không trung, mơ hồ nhìn thấy được trong bảo tuyết dày đặc có một tòa cung điện bằng băng, là nơi năm xưa ma quân mai táng, thất khiếu băng phát tâm của mình, nhờ nhiều tầng cấm chế, cung điện vẫn còn hoàn hảo, không hề bị hư hại chút nào, im ắng tĩnh mịch, đây là đồ từ thời trung cổ chư thánh, một đống sáng đen vạn vẹn như rắn, phật phù như không thực, cực nhanh xuyên qua những tầng cấm chế tới nơi trung tâm của băng tuyết tiên cung, tới trước cái quan tài thanh đồng loan lỗ. Dưới ánh sáng của đống sáng đen, quan tài thanh đồng dần trở nên trong suốt, nhìn thấy rõ bên trong có một trái tim thất khiếu màu đen. Mãi tới lúc này, ma tâm yêu dị tà ác mới như bừng tỉnh, đống sáng đen xuyên vào bên trong, chui vào một khiếu huyệt của trái tim. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh như cũ, cổ quan thanh đồng lại trở về như cũ. Trong cửu u, ma quân đang thổ nạp trọc khí trời đất mới sinh, đột nhiên cả người chấn động, trong tâm hải xuất hiện thêm nhiều ký ức mới nếu không phải lão sớm đã tạo hóa có thành, hôm nay đã thành ngụy bỉ ngạn, thì không thể nào nhận ra những ký ức mới tự nhiên sinh ra, này, trong biển ký ức, một đống sáng đen biến thành một thân hình đen thui khổng lồ choáng hết cả thế giới tâm linh, có chín đầu 26 mặt, mang theo những cảm xúc đầy tiêu cực như phẫn nộ, ghen tị, thị huyết vân vân, dưới chân đạp hoa sen đen, có 24 tay, nắm những bảo vật ma đạo như bạch quốc niệm châu, mỏ da người vân vân, tỷ lệ chỉnh thể vô cùng không cân đối hỗn loạn mà dữ tợn, đại khủng bố, đại hủy diệt, đại trầm luân, đại điên cuồng, chính là ma Phật chân thân. Trên trán của nó, chữ vạn ngược màu đỏ đen từ từ chuyển động, giọng nói như có khả năng kích thích tâm huyền của bất cứ sinh linh nào, ngươi đã mất đi ma hoàng trảo, lại không có viện thủ nào mạnh mẽ, phải lưu lại trong lịch sử quá khứ của dòng sông thời gian, đây chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Nếu không phải các bỉ ngạn tạm thời không rảnh để ý ngươi, ngươi đã sớm hôi phi yên diệt, vào mạc kiếp, kỷ nguyên sắp kết thúc, chính là thời điểm tà ma ác thần chúng ta có sức mạnh lớn nhất, vì tô mạnh, ta bị suy giảm ít nhiều, nhưng cũng vẫn gần như tiếp cận đỉnh phong, ngươi còn muốn trốn ở cửu u kéo dài hơi tàn, chờ đợi kết cục, không định đánh cược một lần hay sao, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào ta, làm việc cho ta, ta sẽ bảo vệ quá khứ cho ngươi, giúp ngươi đoạt lại ma hoàng trảo, cùng tạo nên tận thế chi kiếp, đã qua vạn năm, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Đôi mắt ma quân lập lòe đốm lửa, nét mặt bắt đầu có phần vặn vẹo, ngày hôm nay đã không còn giống thời cuối thượng của năm đó, khi đó nhân hoàng và yêu thánh tranh phong, mình có ma hoàng trảo trong tay, đủ sức luồn lách tìm được đường sống và phát triển, tìm kiếm cơ hội chứng vô thượng ma đạo. Nhưng hôm nay, các bỉ nhạn đã quay về, cao cao tại thượng, sau lưng lại không có chỗ dựa, chỉ dựa vào cửu u, căn bản không có hy vọng tránh thoát khổ hải. Lão hít một hơi thật sâu, mái tóc trắng và bộ râu dài cùng bay lên, như đang biểu hiện khuất phục với một tồn tại nào đó. Trên chỗ cao vô cùng, một viên định hải châu hóa thành cung luân giới, quần sơn triều bái, mây khói khắp nơi, ở giữa là ngọc hư cung xung quanh có 36 cái giếng cổ, hà mộ đang tại ở trong tỉnh thất tu luyện, chợt nghe thấy giọng nói của mạnh kỳ, y đứng dậy, cung kính, cẩn tuân pháp chỉ của sư phụ, nói xong, y xúc địa thành thốn, đi tới trước cung luân cổ chung, cầm chung chù y, gõ mạnh vào chuông. Đương, tiếng chuông vang vọng chư thiên, truyền khắp vạn giới, vọng vào trong lòng mỗi môn hạ Ngọc hư. Phong thần thế giới, Tề Hoàng công tiểu Bạch sửng sốt, sau đó vô cùng kích động, không ngờ lại có một ngày mình được nghe thấy tiếng chuông của Ngọc hư. Khác với khi gõ chuông triệu tập đại năng đại thần thông giả, lần này tất cả môn hạ Ngọc hư đều được nghe thấy tiếng chuông, mang theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Sau hàng vạn năm, Ngọc hư cung một lần nữa khai giảng, Tề Hoàng công chỉnh trang lại trang phục thả người nhảy một cái, động ra khỏi thế giới, đi tới cung luân giới, tới ngọc hư cung, đương, tây du thế giới, trong thiên trụ sơn, bất tử yêu thần khẽ nghiêng đầu, như lắng nghe, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng đứng lên, phun ra một hơi trọc khí thật dài, đương, tiếng chuông vọng tới cửu hoa sơn, thất hải 28 giới, tinh không tiên vực, tất cả những nơi nào có môn hạ ngọc hư đều nghe thấy, ngoài ngọc hư cung, 36 cái giếng cổ đều tỏa dị quan, đại môn rộng mở nối thẳng tới Ngọc Thanh Điện, Hà Mộ là đệ tử bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ, đứng sẵn ở cửa nghênh đón các vị đồng môn, giới thượng tiên quản thành Thiên Tôn, văn thù quản pháp Thiên Tôn, xích tinh tử, đạo hành Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân là tới sớm nhất, tự tìm bồ đoàn ngồi xuống, những người mới thành truyền thuyết tới tiếp sau, một lát sau, Hà Mộ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, mỉm cười nghênh đón, vu sư đệ, tề sư muội, vợ chồng các ngươi thật tiêu giao, ngao du tinh hải thăm dò vạn giới, thật làm người ta hâm mộ nha. Vu Bán Sơn và Tề Cẩm Tú khi sư phụ ở trong cửu U vẫn khổ tu không ngừng nghỉ, Vu Bán Sơn đã chứng được phát thân trước phương hoa ngâm mấy năm, Tề Cẩm Tú sau khi mạnh kỳ đăng lâm bỉ ngạn không lâu được đứng lên hàng tiên bang, hiện giờ vô cùng nhàn tản, phu thê ân ái, dắt tay nhau đi du lịch tinh không. Lão sư thành tựu bỉ ngạn, tâm nguyện của đệ đã được đạt thành, đương nhiên phải thả lỏng một chút, sau khi du lịch lần này kết thúc, sẽ suy nghĩ tới việc lưu lại hậu duệ, Vu Bán Sơn đã thức tỉnh ký ức của những kiếp trước, muốn bù lại khuyết điểm này. Tề Cẩm Tú tinh mắt nhận ra trong mắt Hà Mộ lóe qua sự cô đơn, liền khéo léo kéo tay áo Vu Bán Sơn, chuyển đề tài nói, bọn muội từng gặp được sư đệ, hắn tung hoành khắp hải ngoại tiên giới, thanh danh vô cùng hiển hách, thực lực và cảnh giới đều đã đuổi theo kịp sư muội ta. Ba đồng môn đứng tán chuyện một hồi, đến khi Phương Hoa Ngâm và Tôn Võ cũng tới, mới cùng tiến vào Ngọc Thanh Điện tìm chỗ ngồi xuống, chỉ để lại Hà Mộ tiếp tục đón khách. Ngọc Thanh Điện nhìn không lớn, nhưng đệ tử các nhà các mạch tề tụ lại lại chẳng có vẻ chật chội tí nào. Qua một khắc, Hà Mộ ngoài thanh nguyên diệu đạo chân quân tạm thời không thể rời khỏi cửu U, thì đã gặp được tất cả mọi người, đang định hồi điện chờ lão sư khai giảng, thì nhìn thấy một đạo hắc quan động tới, là một đạo nhân mặc bộ trường bào rộng dài một màu đen kịch, dám hỏi các hạ là. Hà Mộ nghi hoặc, đạo nhân bào đen trầm ngâm một hồi mới đáp, thiên trụ sơn bất tử yêu thần, cũng là môn hạ ngọc hư. Hà mộ bối rối, nhưng sư phụ không truyền âm gì, hẳn là đã biết, nên cũng biết thời biết thế thỉnh bất tử yêu thần vào trong, mọi người đều quay qua nhìn yêu thần. Ngay lúc này, phía trước ngọc thanh điện, huyền hoàng chi quan sáng lên, mạnh kỳ mặt đạo bào màu thâm, đầu đội đạo quan cổ xuất hiện trên đài sen, sau đầu là một viên quan trong vắt tròn trịa, ẩn chứa mọi đạo lý mọi khả năng, chiếu sáng chư thiên, các môn hạ ngọc hư dù tu luyện các loại ấn pháp khác nhau thì cũng đều có thể từ đây mà có điều cảm ngộ. Mạnh kỳ tay trái nâng tam bảo như ý, nhìn các vị đạo giả phía dưới, mỉm cười nói, việc tu hành, chính là đi ngược dòng nước, không tiếng ắt lùi, thời trị chung mạc, càng cần dụng tâm, để cầu một đường sinh cơ. Ngọc Hư cung hôm nay trọng khai, mùng 1 15 giảng đạo, nghe vậy, các môn hạ Ngọc Hư trong cung đều chấp tay hành lễ, đa tại trưởng giáo thiên tôn trong ngọc thanh điện, Mạnh Kỳ cầm trong tay tam bảo như ý, bắt đầu giảng về sự huyền diệu của hỗn độn vô cực, giảng thể hóa kết cấu của thời không. Đây đều là thành tựu thể ngộ hắn khổ tu nhiều năm, ngưng tụ thành hư ảo đạo quả, từng chữ như châu như ngọc, ngôn xuất pháp tùy, chỉ trong thời gian ngắn, xung quanh trở nên tối tăm, những ngọn kim đăng từ trong trống rỗng hiện ra, như thiên hoa bay loạn, khiến cảnh tượng đẹp như ảo mộng. Các môn hạ ngọc hư tới nghe giảng đều có được cảm ngộ riêng, ai nấy nghe như si như say, đâm chiêu chìm đắm, cảnh giới càng cao, thì càng trầm mê. Na Tra nhờ hỗn độn thanh liên tử dựng dục pháp thể và thiên phú bản thân mới thành được tạo hóa, cực giỏi về thần thông và chiến đấu, nhưng đối với lĩnh ngộ bản nguyên lại có thiếu khuyết, quay qua nhìn quảng thành sư bá, xích tinh tử sư bá, thấy họ người mặt lộ mỉm cười, người vẽ mặt kích động, thì cảm thấy khó hiểu, tuy là mình cũng có được thu hoạch từ những lời giảng của trưởng giáo sư Thúc, vô cùng muốn đi thử nghiệm nhưng đâu có tới mức thất thố như thế, đúng lúc này, một ngọn kim đăng vừa vạn hạ xuống trước mặt Na Tra. Ánh đèn đung đưa, một đống đèn yếu ớt nhưng phản phất lại như ẩn chứa chí huyền chí diệu, ngưng thần nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy trong đó có nhân và quả, thiện và ác, trước và sau, quá khứ và tương lai, như tất cả mọi đạo lý của trời đất đều được tụ vào trong ngọn đèn này, càng muốn nhìn cho rõ ràng, thì càng cảm thấy sao mà quá nhiều, nhiều không kể xiết, tới cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện ảo giác một đống sáng hóa thành vô số đống sáng nối thành một sợi dây rồi nhiều sợi dây nối thành một mặt phẳng các mặt phẳng xếp thành thế giới sau đó xuyên qua thời gian vừa diễn biến ngược về quá khứ vừa tiến tới về hướng tương lai song càng về sau thì diễn biến càng phức tạp không thể miêu tả nổi bằng ngôn từ cuối cùng lại tụ vào thành một điểm một đống đèn giống như nãy giờ chưa từng thay đổi na tra nhìn một hồi thì hoàn toàn chìm sâu vào nó cảm thấy mọi cảnh giới truyền thuyết tạo hóa, bỉ ngạn gì gì cũng đều nằm ở trong đó hết, nhìn chăm chú tới mức không hề chớp mắt lấy một cái, vì sợ bị bỏ lỡ một chi tiết nào đó, suy nghĩ trong đầu tự động vận chuyển, muốn phục hồi lại các diễn hóa, đột nhiên, kim đăng rơi xuống đất, lụi tắt tiêu tán, mọi huyền ảo mọi vi diệu ngưng bạc, na tra không nhịn được thò tay xuống định vớt lên, nhưng chỉ vớt được trống không, trong lòng nhất thời mất mát, y rùng mình, từ trong trạng thái mê muội hồi thần ngạc nhiên vì bản thân mình vừa rồi thất thố, chẳng lẽ ta cũng vừa trở nên đắm đuối giống mấy người quản thành sư bá. Lúc này, Mạnh Kỳ đã ngừng giảng đạo, khẽ gật đầu nói, tham nhiều không tốt, hôm nay giảng tới đây thôi, không đợi mấy người quản thành tử, văn thù quản pháp thiên tôn kịp buông lời tiếc rẻ, hắn tiếp tục gọi, từ hàng sư tỷ, từ hàng. Quan âm Đám quản thành tử giật mình, quay phát qua nhìn bất tử yêu thần, bất tử yêu thần đứng dậy, chắp tay hành lễ, chưởng giáo thiên tôn có gì phân phó, nó đã thừa nhận mình chính là từ hàng đạo nhân trước thời phong thần, là quan âm Bồ Tát lừng danh sau thời phong thần. Tề Hoàng Công Kinh Hải, sau khi thoát khỏi Linh Sơn, vì sao không quay lại Tây Phương cực lạc thế giới, mà lại trốn tránh ở Thiên Trụ Sơn, Mạnh Kỳ ấm áp hỏi, kỷ nguyên sắp kết thúc, tận thế tiến tới, chúng sinh có khổ, như rơi vào cửu U, từ hàng sư tỷ có còn nhớ lời nguyện cứu khổ cứu nạn ngày xưa chăng, bất tử yêu thần trầm mặt một chút, trang trọng nói, tâm nguyện này, lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng, mạnh kỳ gật đầu, vậy thì hạ giới cứu khổ cứu nạn đi, hắn chỉ tay một cái, trên thân bất tử yêu thần hắc vụ bay ra, tự ý dày đặc, ma khí cuồn cuộn, chúng mạnh mẽ đối kháng, gần như tụ ra những đạo văn thành hình, nhưng rồi cũng phải tan rã, trở về với ban sơ vô, hắc vụ vừa mất, thân thể bất tử yêu thần tỏa ra kim quang rực rỡ, xung quanh vang lên tiếng tụng kinh, tiếng cầu nguyện, tiếng tán tụng, khiến cả Ngọc Thanh Điện chìm trong bầu không khí thanh tịnh từ bi, Kim Quang thu lại, Bất Tử yêu thần đã lại trở về hình dạng Bạch Y Đại Sĩ, cảm kích cung kính hành lễ, lĩnh pháp chỉ của trưởng giáo Thiên Tôn, bà gật đầu chào các sư huynh đệ Quản Thành Tử, rồi xoay người đi ra Ngọc Thanh Điện, rời khỏi Ngọc Hư Cung, hóa thành một đạo thanh quang, bay thẳng xuống hạ giới. Quản Thành Tử nhìn theo bóng quang âm, khe khẽ thở dài, nhiều năm nay, mùi ấy thực không dễ dàng a, à. lĩnh pháp chỉ rời khỏi cung luân giới, từ hàng đạo nhân nhìn xuống đại thiên khí tượng, hơi trầm ngâm rồi hàng lâm xuống thủy nguyệt am đàn tràng bên trong Phật quốc dưới đất. Sau khi đại chu hủy diệt, là cực lạc tịnh thổ đại Bồ Tát truyền thừa, thủy nguyệt am đương nhiên bị dung nhập vào Phật quốc dưới đất. Trong thủy nguyệt am, am chủ từ chân ngồi đối mặt với bức thần tượng đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát màu vàng, nhắm mắt gõ mỏ, bà theo tâm nguyện của các đời am chủ. Cuối cùng mấy năm trước cũng đã chứng đạo pháp thân, đốc đốc đốc, bên tai từ chân bỗng nghe thấy tiếng niệm kinh thiện sướng, mũi ngửi thấy mùi hương tươi mát thanh thần, lập tức mở mắt nhìn qua, thấy Dương Chi Ngọc tịnh bình đặt ở trước tượng Bồ Tát tỏa ra hào quang nhu hòa, từ trong bình mọc ra một cành dương liễu xanh mướt, siêu nhiên, những đống sáng vàng lưu ly từ trên không trung rơi xuống, bức tượng đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát không còn nét khô khan và tĩnh mịch mà tỏa sáng sinh cơ, sắc màu trở nên sáng sủa, pho tượng mở mắt, thương hại mà từ bi. Am chủ từ chân đương nhiên hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, lập tức chấp tay, niệm, nam mô đại từ đại bi quan tự tại Bồ Tát, đệ tử cung nghênh tổ sư hàng lâm, từ hàng đạo nhân trang nghiêm mở miệng, mạc kiếp thế gian, phàm những người mang tâm từ bi, đều phải hành tẩu thế gian, từ hàng vừa sai từ chân triệu tập đệ tử Thủy Nguyệt Am, vừa dùng thân pháp hiển hóa ở vùng ranh giới Phật quốc dưới đất và chân không gia hương, để thể nghiệm và quan sát chúng sinh khổ, chứng thực đạo của bản thân, ranh giới Phật quốc dưới đất khắp nơi đều thấy chùa Phật, những ruộng hoa màu tự hành sinh trưởng, mùa nào cũng có thu hoạch, bách tính an cư lạc nghiệp, ai cũng đầy ý cười, mỗi người đều đọc kinh Phật, người người hoài từ bi, lúc nào cũng cần cù tu luyện, quả thực là một cảnh tượng tịnh thổ nhân gian, làm gì có nét cực khổ nào đâu. Từ hàng đạo nhân ứng tụng niệm quan âm Bồ Tát hiển hóa thành bỉ khâu ni thanh tú mặt bào đen, tay nâng bình bát, gõ cửa một căn nhà, cửa nhà mở ra, chủ nhân là một nam tử trung niên chừng 40 tuổi, nét mặt đầy hiền hòa vui vẻ hỏi sư thái là tới hóa duyên làm phiền cư sĩ quan âm biến thành mỹ khâu ni cảm kích nam tử nhận bình bác xoay người vào trong lấy đầy chén cơm chay suốt đường đi không ngừng niệm phật không hề có chút vẻ nào là làm cho có quan âm nhận bình bác mỉm cười mở miệng cư sĩ niệm phật thật là thành kính quá khen quá khen nam tử trung niên cười khiêm tốn nếu ta được giống như lời sư thái thì đã sớm nhìn thấy di lặc phật tổ đạt được quả vị, hưởng thụ cực lạc, không cần phải lo lắng sinh lão bệnh tử nữa, thành kính niệm Phật mà cũng được hưởng cực lạc, thành tựu quả vị sao, quan âm biến thành bỉ khâu ni khẽ nhíu mày, vậy làm sao ngươi nhìn thấy như lai trong lòng mình, cầu được bản tính tự tại, hay là ở đây lấy di lạc Phật tổ thay cho như lai của mình, nam tử trung niên ngơ ngác lắc đầu, ta không hiểu, như lai trong lòng là cái gì, chỉ biết thành kính niệm Phật mà thôi. Quan âm chăm chú nhìn ông ta, sau đó xoay người rời đi bà lại chuyển sang một thân phận khác, cũng là một người dân thường, đi tới chân không gia hương, xem sự giống và khác của nơi này so với vật quốc dưới đất. Dân chúng nơi này cũng không lo ăn mặc, người người đều an nhạc yên tĩnh, chỉ là phân chia cấp bậc rất rõ ràng, và chỉ thành kính thờ phụng vô sinh lão mẫu. Quan âm lại hóa thành một thương nhân, đi vào khách sạn, tìm cớ tán chuyện với trưởng quầy. Trưởng quầy là một nam tử mặt mũi hiền lành, đầy vẻ nhân ái và khiêm tốn, chừng hơn 30 tuổi, người trắng trắng mập mạp, nói năng lịch sự tao nhã, hiểu biết rất phong phú, nhưng nói tới bất cứ đề tài nào cũng đều liên kết tới việc khen vô thượng lão mẫu cứu thế. Lão mẫu thương hại chúng sinh, không muốn chúng ta trong tận thế vạn kiếp bất phục, nên mới cố ý hàng lâm, cứu độ thế nhân, hóa phàm trần thành chân không gia hương, sau này dù cho trời đất có sụp, thì cũng có thể ở trong gia hương trường tồn bất diệt, trưởng quầy thao thao bất tuyệt nói. Quan âm trầm ngâm một hồi rồi hỏi, cũng cứu độ cả những người ở phía bắc luôn không? Đôi mắt trưởng quầy lập tức chuyển sang hung ác, gằn giọng căm hận, vì bọn chúng thờ phụng tà ma ác thần, tội nghiệp chất chồng, trời đất mới xuất hiện tận thế, bọn chúng phải lấy cái chết để bồi thường, sự hiền lành, nhân ái khiêm tốn chỉ trong nháy mắt đã hóa thành dữ tợn, hung ác, quan âm im lặng nghe, thầm thở dài. Bản tôn của quan âm đang ngồi trong đại điện của Thủy Nguyệt Am đột nhiên cảm nhận được khí cơ đất trời thay đổi, nhìn thấy mấy người đại thế chí Bồ Tát vị lai tinh túc Phật thi nhau hàng lâm xuống vùng ranh giới Phật quốc dưới đất và chân không gia hương. Phật quốc dưới đất và chân không gia hương hơn trăm năm chung sống an bình đã đi tới chỗ cuối rồi sao? Từ hàng đạo nhân khẽ than, sau khi Kim Mẫu quay lưng với Minh Hữu, trưởng giáo thiên tôn đăng lâm bỉ ngạn, sự bình thản sống chung này đã trở nên mỏng manh còn hơn tờ giấy mỏng, bất cứ khi nào chấm dứt cũng là chuyện không có gì để ngạc nhiên. Ở một nơi nào đó của chân không gia hương, một Phật đà màu trắng thuần lạnh lùng nhìn một màn này, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ khắp nơi hàng lâm xuống nơi biên giới của Phật quốc dưới đất và chân không gia hương, ai nấy mang theo bát bộ thiên long, la hán kim cương, minh vương bồ tát của mình, trùng trùng điệp điệp, khí thế quyết liệt, chỉ đại thần thông giả cũng đã có tới bảy tám vị, đại thế chí, vị lai tinh túc, tổ bồ đề, vô lượng tuệ Phật, từ hàng đạo nhân điểm danh từng người, có người ngày xưa từng ngang hàng với bà, có người sau này thành Phật kể cả hai phái tây phương cực lạc thế giới và bồ đề trí tuệ tịnh thổ nói cách khác bồ đề cổ phật không biết vì sao lại tạm thời bỏ qua hiềm khích toàn lực giúp đỡ a di đà phật lúc này ngoài hai tạo hóa viên mãn thế gian tự tại vương phật và phật tổ tương lai di lặc các thế lực cao tầng của phật môn đều dốc ra hết lực lượng định lấy khí thế sư tử vồ thỏ nhổ chân không gia hương dù có linh sơn chi kiếp phật môn vẫn có nội tình thâm hậu chỉ riêng cấp độ tạo hóa kẻ đại thần thông đã có số lượng gấp mấy lần la giáo cho dù năm đó vô sinh lão mẫu lấy được phong thần bản chuyển đi phong thiên đài nhờ đó mà chỉnh thể thực lực của thần sứ la giáo tăng vọt nhưng dù có như vậy tính cả trấn nguyên tử cũng mới chỉ có ba tạo hóa đối mặt với phật môn toàn lực ứng phó e chỉ có nước kim hoàng tự mình ra sân từ hàng đạo nhân ngẫm nghĩ bà ta có di thể của đường tam tạng có thể dùng nó để thúc giục vô thượng chân phật hai bên đều có chung mục tiêu đối kháng phật môn nên hẳn sẽ hợp tác với nhau nhưng nếu như a di đà phật và bồ đề cổ phật vẫn tiếp tục hợp tác thế này thì cơ bản là kim hoàng không có cơ hội giành phần thắng a di đà phật là một trong những bỉ ngạn mạnh nhất còn khống chế được phục hoàng bồ đề cổ phật chém ra chuẩn đề đạo nhân cũng có tiêu chuẩn gần bỉ ngạn hai người liên thủ kim hoàng dù có mạnh tới mức nào có đạt tới đạo quả sơ hình lại có vô thượng chân phật giúp đỡ thì cũng vẫn kém hơn một khúc đừng thấy xưa kia khi bị ngạn, A-di-đà Phật không có vẻ gì là ghê gớm, thì chỉ mỗi một chiêu khống chế Phục Hoàng cũng đã đủ làm người ta kinh hãi. Khi ấy đối thủ của lão lại là nhất khí hóa tam thanh đạo đức thiên tôn, cho dù bởi vì mạc kiếp đã bị yếu đi nhiều, nên hai bên mới đánh nhau ngang tay, nhưng như thế cũng đủ nhìn thấy được người này không phải dễ chơi. Bây giờ, Kim Hoàng muốn bảo tồn chân không gia hương, chỉ có thể hy vọng có người ngoài giúp đỡ, trưởng giáo thiên tôn không cần phải nói, ma Phật, đạo đức sư thúc và thanh đế đều không có ai muốn thấy Phật môn quá mạnh, vượt qua tầm khống chế, từ hàng đạo nhân thầm thở dài, kết quả chuyện này ra sao, không tới phiên mình định được. Đúng lúc này, bà bỗng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía chân không gia hương, nhìn thấy thần quan bao phủ khắp trời đất của nơi ấy nhanh chóng co lại, các thần linh được la giáo sát phong và các sứ giả truyền giáo cũng bị cuốn đi theo, sau đó các tầng cấm chế hiện lên, bảo vệ chuyển dịch tất cả vào trong hỗn độn. La giáo cứ thế bỏ đi, gia hương ở trong chân thật giới. Từ hàng đạo nhân nhíu mày kinh ngạc, chưa giao thủ lấy một chiêu, la giáo đã sạch sẽ lưu loát nhận thua, rút khỏi chân thật giới, chỉ lưu lại âm tàu địa phủ đã dung nhập nguyên bản chân không gia hương. Quyết định này quả thực đã vượt qua suy đoán của từ hàng, cũng như các đại thần thông Phật môn đại thế chí, vị lai tinh túc Phật, khiến họ đều ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng. Ở giữa Phật quốc dưới đất, Di Lặc ngồi ngay ngắn trên đài sen, lẩm bẩm, đây chính là sự quyết đoán của bỉ ngạn giả, thấy tình hình không ổn, tương lai này khó sửa nên quyết định nhanh chóng, không chút lằn nhằn buông tay luôn. Tới ngày hôm nay, âm tàu địa phủ đã độc lập thành một giới, sau khi dung nhập chân không gia hương, xem như đã thành một phần đàn tràng của vô sinh lão mẫu, không phải những kẻ đại thần thông có thể lay động được. Một cuộc chiến đã tới nơi lại hóa thành không, các sinh linh trong chân thật giới không ai hay vừa rồi mình đã tránh được một kiếp, nhưng mà với sự cực đoan của tính chúng la giáo, nếu không ép buộc làm phật quan độ hóa, e là sẽ có nghiệp lớn đại giết chóc. từ hàng đạo nhân phục hồi tinh thần, bỗng nhiên tỉnh ngộ. đây chính là ý khi bảo ta xuống hạ giới cứu khổ cứu nạn của trưởng giáo thiên tôn. trong chân không gia hương, phật đà trắng thuần đột nhiên tỏa ra ánh sáng bên mông, thuần khiết không lẫn chút tạp chất nào, sáng tới mức tạo hóa kẻ đại thần thông đều không dám nhìn thẳng vào. nó lên tiếng, vì sao không để ta ra tay? vì sao lại khuất phục đám ngụy phật đó? sâu trong chân không gia hương một phần trăng tròn trịa không ngừng tỏa ra ánh sáng thánh khiết, một giọng nói vọng ra, đạm mạc băng lãnh, chưa tới lúc, vô thượng chân Phật không phải là kẻ điên rồ như thiên đạo quái vật, nghe một cái là hiểu ngay ý của Kim Hoàng. Lúc này nếu khai chiến với Phật môn, đám đạo đức thiên tôn, thanh đế, ma Phật sẽ không ra tay, mà ngồi đó nhìn hai bên đánh nhau, để cho Phật môn đánh la giáo tới tàn phế, sau đó mới ra tay áp chế Phật môn, nếu la giáo chủ động buông tay. Phật quốc dưới đất đã nhất thống địa bàn Đại Chu. Hiện đã đạt tới trạng thái cường thịnh, sau mấy năm nữa tiêu hóa, đại nguyện của Di Lạc cũng sẽ hoàn thành được hơn một nửa, có đủ động lực để trùng kích Bỉ Ngạn. Tới lúc đó, để thế của Phật môn không trở nên quá mạnh, nhìn A Di Đà Phật càng gần đạo quả, đám Bỉ Ngạn đạo đức thiên tôn, Ma Phật nhất định sẽ tới cầu Kim Hoàng ra tay, đảo ngược lại tình hình ngày hôm nay. Vậy chúng ta kiên nhẫn đợi. Vô thượng Chân Phật nghĩ không bao lâu nữa sẽ được tha hồ tăng đám Ngụy Phật kia trong lòng vô cùng kích động, từ trong vần trăng sáng, giọng nói lại vọng ra, nếu chỉ đợi không, thì không đủ, từ trong chân không gia hương bỗng tỏa ra tịnh quan huyền hoàng, tiếng Phật sướng vang vọng, một kim thân Phật đà mơ hồ hiện ra, thấy vậy, quan mang trắng thuần của vô thượng chân Phật không ngừng chấn động, khiến cả chân không gia hương chớp lóe không chừng, nó kích động, ngươi định làm gì, đó là di thể của chiên đàn công đức Phật, đó là đường tam tạng kim thân. Vần trăng kia bỗng nhiên trở nên rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy được thân ảnh của Kim Hoàng, thản nhiên nói, các bỉ ngạn đều biết ta có được di thể của đường Tam Tạng, giờ ta sẽ dùng nó để dụ ngươi, nay ta đưa nó cho ngươi, để ngươi thôn vệ nó, xem xem sau khi ngươi thành viên mãn sẽ xảy ra cái gì, hai sản phẩm đạo quả để lại hợp nhất với nhau có thể vượt qua biến số bỉ ngạn dự kiến hay không, ta thực mỏi mắt mong chờ, Kim Thân bay ra, bay thẳng về phía vô thượng chân Phật. Quang mang trắng thuần nhất thời đại thịnh, sung sướng tới cùng cực chính giữa tây phương cực lạc tịnh thổ, A Di Đà Phật ngồi trên đài sen, kim thân một màu xanh ngắt, Phật quan trọn vẹn. Bên dưới đài sen, đối diện với A Di Đà Phật là một thiếu nữ mặc áo trắng thuần khiết, xinh đẹp, khí chất thần thánh, khóe miệng lúc nào cũng như đang cười. Cô miễn cười chắp tay, tướng công nhà ta bảo ta tới đây nghe Phật pháp. A Di Đà Phật khép hờ mắt, không trả lời. Ngoài thanh minh, hàng quảng hóa thành một đạo động quang, lướt đi trong hư không u ám, thông qua lục áp y và ma Phật đã trở thành đồng minh, lại nảy sinh ra hy vọng. Lần này là y đang đi tìm thế giới 40 năm nhất mộng ngày xưa, mảnh vỡ trụ quan do quan âm đao bổ ra, không biết phi độn bao lâu, trước mắt hàng quảng đột nhiên sáng lên, nhìn thấy một vùng thế giới nằm trong ánh sáng mông lung, vô cùng rộng lớn, mang tới một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, chính là nó. Hàng quảng rung động, cười tự đắc, sau nhất mộng 40 năm, y đã không còn khả năng cảm ứng được vị trí tồn tại của mảnh vỡ trụ quan này nữa, ngay cả khi câu thông với ta khác ở vạn giới thì cũng không tìm ra, cứ như chỉ là một giấc mộng thật, y hạ xuống, lặng lẽ độn vào Ngọc Hoàng Sơn, xuyên qua các tầng cấm chế như không, hư hòa đã bị lôi kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. May vừa đúng lúc mình rời khỏi mộng cảnh, trở về hiện thực. Xem ra là có một vị nào đó muốn xóa đi dấu vết tồn tại của cái thế giới này, trong phụng kinh các, hàng quản cầm điển tịch huyền thiên tông, thản nhiên lật xem, chung quanh người tới người đi, ai nhìn thấy hắn cũng đều có cảm giác đây là chuyện đương nhiên, bình thường, ồ, không ngờ thủ tỉnh đạo nhân, sau này còn chứng được pháp thân, đến cuối năm ngoái mới mất vì hết tuổi thọ, được chôn trong sơn lĩnh. Có điểm cổ quái, hàng quản trả điển tịch lại chỗ cũ, chấp hai tay sau lưng, thản nhiên cất bước rời đi. Trong phút chốc đã hiện ra ở ngoài lăng mộ của thủ tỉnh đạo nhân, lăng tẩm không lớn, đá màu xám trắng trước mộ phần dựng một tấm bia đá trên viết tục danh tốt xấu cũng đã từng là sư phụ của bổn tọa hàng quản như than thở như tự dẻo theo lễ tiết của huyền thiên tông hành một lễ sau đó mới đi qua các tầng cấm chế bước vào trong lăng nhìn thấy ở giữa lăng có một cái quan tài bằng gỗ đen không hiểu tại sao thần thức của y lại không thể nào nhìn xuyên qua lớp gỗ đen trông rất bình thường đó quả nhiên có cổ quái hàng quản cười khẽ đưa tay ra khẽ đẩy một cái tiếng ma sát vang lên, nắp quan tài từ từ bị đẩy ra, bên trong quan tài không có cái gì cả, thủ tỉnh đạo nhân chết vì hết thọ lại không hề có ở đây, trong lòng hàng quảng lạnh toát, cảm thấy mình vừa rơi vào một cái bẫy, một kẻ cường địch mà bao năm nay chưa bao giờ đánh thắng được, trước mắt hắn chợt lóe, một thanh đao từ trong hư không hiện ra, quan âm đao, nó đã bỏ chạy khi nguyên thủy thiên tôn tô mạnh chứng đạo, không ngờ lại tàn tới nơi này hàng quản thoáng một cái đã hiểu ra sự ám chỉ trong lời nói của ma Phật, mỉm cười với quan âm đao, làm phiền tiền bối truyền bốn chữ cho thiên đế, đây là lời nhắn của ma Phật, hắn dừng một chút, thấy quan âm đao không có phản ứng gì, mới nói tiếp, thân thể phục hoàng, ba quan đung đưa, không ngừng chấp lóe, quan âm đao đung đưa từng trận gợn sóng, sau đó biến mất, hàng quản khó hiểu, nếu chỉ là truyền lời cho thiên đế, thì đâu cần gì phải phiền toái đến thế trong lòng tự nhắc tới tên của ông ta chẳng phải là cũng được rồi sao, chẳng lẽ làm như vậy sẽ không qua mắt được các bỉ ngạn khác, hay là nhất định phải mặt đối mặt truyền lời mới đạt được một mục đích nào đó, hàng quảng mơ hồ cảm thấy mình lại tìm thấy một bí mật nào đó. Trong Phật quốc dưới đất, từ hàng đạo nhân ngồi ngay ngắn trên đài sen, dùng vẻ ngoài bạch y đại sĩ để xuất hiện trước mặt thế nhân, tay nâng ngọc tịnh bình, bên trong là một cành dương liễu giọng nói ra nghiêm hiền hòa giảng cho tính chúng la giáo đông đúc xung quanh nghe về sự từ bi của Phật Pháp. Nhưng sau khi cảm nhận được những linh hồn đầy thù hận vô cùng kiên cố của họ, trong lòng bà lại cảm thấy vô lực. Lấy Phật quan ép buộc độ hóa họ cho rồi, cần gì phải tra tấn bản thân mình thế này, bà khẽ hít sâu, không giảng Phật Pháp nữa, hỏi, các ngươi đã ở Phật quốc dưới đất nhiều ngày, có ai tìm ra được điểm chung nào giữa nơi này với chân không gia hương hay không, đám tính chúng la giáo biến sắc, vì họ đều cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khi ở trong Phật quốc dưới đất, từ hàng đạo nhân lại nói, đều là tận thế quy túc, đều là độ thế bảo phiệt, đều là bạch liên vi tướng, đều là hàng lâm cứu độ, đều là từ bi cực lạc, cứ nói ra một ý, đám tính chúng la giáo nhìn nhau lại càng thêm mờ mịt, không biết phải giải thích ra sao, tới cuối cùng, giọng bà trở nên to hẳn lên, như tiếng chuông cảnh báo, còn chưa hiểu sao. Hai giáo vốn dĩ từ một dòng, đều là thờ hoa sen trắng làm tượng trưng cho cứu thế độ nhân chi chủ, chẳng qua các thần sứ dưới cứu thế chỉ đều tự làm theo điều mình cho là đúng, để muốn mình có được công đức lớn nhất, nên mới miêu tả người khác thành những kẻ tội ác tày trời, lừa các người để các người thù hận nhau, hôm nay còn không thành kính sám hối, trọng dương từ bi còn đợi tới khi nào, từ hàng đạo nhân đã đạt quả vị đại bồ tát, không đi nói dối bao giờ. Lời vừa rồi tuy không rõ ràng, nhưng cũng không phải là lời nói dối giáo lý của vô sinh lão mẫu chính là diễn hóa từ di lạc bạch liên giáo mà ra. Bà muốn dùng điều này để phá vỡ sự sùng tính của đám cuồng tính la giáo, để tiếp theo sau này sẽ tiếp tục chỉ dẫn họ cách tự nhận thức bản thân, và cách tự tìm kiếm như lai trong lòng. Độ nhân cũng chính là độ tâm, đây mới là cứu khổ cứu nạn, mới là hàm ý thật sự mà pháp chỉ của trưởng giáo thiên tôn muốn nói. Giữa Phật quốc dưới đất, Di Lạc nằm nghiêng trên đài sen vì mối quan hệ với nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ nên mọi hành động của quan âm đều coi như không biết, cũng không cản. Dù sao cũng đều là Phật môn nhất mạch, chạy thế nào cũng không thoát ra được phạm vi của Phật quốc dưới đất. Lão khép hờ mắt, phun ra nuốt vào đại nguyện chi báo, tu luyện pháp báo song thân, tích lũy chờ tới thời cơ để tránh thoát khổ hải. Sâu trong cửu u, ma quân xỏa tóc trắng, mặc trang phục của thời cuối thượng cổ, rời khỏi nơi bế quan, tới tầng chót của cửu u, vòng qua thất sát đạo nhân, chui vào nơi trung tâm của Minh Hải Di Tích, cũng chính là nơi tới gần bản nguyên cửu U nhất, lão khoanh chân ngồi xuống, như muốn ở lại nơi này tu hành, đám cửu loạn thiên tôn, thất sát đạo nhân đều nhìn thấy hành động này của ma quân, nhưng không ai phản ứng gì, vì chuyện này quá bình thường, không có một ngụy bỉ ngạn nào mà không muốn trở thành bỉ ngạn. Mười năm trôi qua, Phật quốc dưới đất rộng lớn mênh mông, bắt giáp cực địa, nam tới đại hoang, tây tới biên hải, mỗi người đều niệm Phật, khắp nơi đều thấy lưu ly, hào quang sáng vàng không ngừng hội tụ vào trường nhạc thành. Trong thành, đâu đâu cũng thấy sen trắng, mùi hoa thơm ngào ngạt, thanh tịnh tự sinh, Di Lặc đang nằm nghiêng tu hành chợt giật mình, ngồi bật dậy, giọng vang vọng, khi tương lai tinh tú kiếp, có Phật từ trong diệt độ về, dẫn đường chúng sinh, nguyện mỗi người đều có từ bi chi ý, được chứng tương lai chi Phật, kinh văn vang, vang vọng, mặt đất hoa bà la tràn lên, trời hàng xuống Phật quang, bao phủ Di Lặc, hiện ra một Phật tổ kim thân 20 đầu 16 tay, xung quanh nguyện ngôn lấp lóe. nếu ta được chứng bồ đề, thì khi mạc pháp, mỗi người đều thành Phật, nếu ta được chứng bồ đề, không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai, trải qua thất bại thời thượng cổ, tử kiếp thời trung cổ, đau khổ thời cận cổ, được dự báo là Phật tổ tương lai, di lạc cuối cùng cũng tìm được thời cơ, muốn bước ra một bước kia đăng lâm bỉ ngạn, Tây phương cực lạc thế giới kim thân Phật đà màu xanh ánh mắt đầy từ bi nhìn một cảnh này, cung luân giới ngọc hư cung, nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ mở mắt, nhìn về phía Phật quốc dưới đất, yêu hoàng điện, đâu xuất cung, chân không gia hương, bồ đề tịnh thổ, phù tan cổ thụ giới vực, những đôi mắt đều mở ra, nhìn tới, nếu ta được chứng bồ đề, thì khi mạc pháp, mỗi người đều thành Phật, nếu ta được chứng bồ đề, không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai. Âm thanh to lớn ra nghiêm vọng trong trời đất, đỉnh đầu vị lai phật tổ kim thân của di lặc tỏa ra những đợt sóng trắng bên trong có hai viên xá lợi quay tròn tượng trưng cho quá khứ và hiện tại còn tương lai vẫn là một màu ảm đạm chỉ có những đống sáng phật quan thưa thất lấp lóe chúng sinh bên trong phật quốc dưới đất như có cảm ngộ đều ngồi xuống thành kính lễ phật cùng niệm danh hào của di lặc nam mô đương lai hạ sinh di lặc phật vô số tiếng niệm hội tụ vào nhau chấn động chư thiên vang vọng vạn giới hóa thành những đóa sen trắng đầy thanh tịnh giải thoát, bay tới đỉnh đầu di lạc, tụ thành một giải tinh hà rạng rỡ, cùng điểm sáng tương lai, dòng sông thời gian và vận mệnh hư ảo theo đó hiện ra, như thật như ảo, trải rộng tới mỗi một góc của chân thật giới, quá khứ xa xăm, tương lai không định, bên trong tây phương cực lạc thế giới, kim thân Phật đà ngồi trên đài sen chìa tay trái ra, bắt thí vô ý ấn, đầy từ bi và thương hại nói, thiện tai, thiện tai, lời còn chưa dứt, toàn thân y tỏa ra quan mang vô biên, chiếu sáng cả Tây Phương cực lạc thế giới, chiếu sáng mọi hỗn độn u ám, chiếu sáng chư thiên vạn giới, chiếu sáng Phật quốc dưới đất, khiến từng đóa hoa sen bừng nở, khiến từng luồng suối mát dân trào. Nam Mô A Di Đà Phật Tức vạn năm qua, trong rất nhiều kỷ nguyên, những tiếng niệm Phật xuyên qua sự trói buộc của dòng sông thời gian cùng vọng tới, đáp lại lời tụng niệm của chúng sinh ở Phật quốc dưới đất, hiển hóa ra thành những kim thân Phật đà, số lượng không ngừng tăng lên như muốn biến chân thật giới thành một biển Phật Đà. Những Phật Đà này tuy tướng mạo khác nhau, nhưng đều có khí tức của A-di-đà Phật, là các ứng thân khác nhau của y ứng duyên ứng nhân hiển hóa ở thế gian trong từng kỷ nguyên cho tới nay. Cùng lúc đó, đài sen 12 phẩm màu xanh dưới thân kim thân Phật Đà mở rộng ra, hòa thành một thể với cực lạc thế giới hạo hãn vô ngần, hóa thành một cự Phật vàng nhạc viên mãn, đầy cứu chuột chi ý, sau đầu là tầng tầng Phật quan, chừng 48 vần, truyền tới âm thanh nguyện lực vang vọng trang nghiêm. Nếu ta được chứng bồ đề, thế gian có địa ngục, cơ quỷ, súc sinh giả, bất thành vô thượng chính đẳng chính giác. Trong năm thái cổ, 48 đại nguyện mở con đường báo thân thành đạo lại tái hiện thế gian. Kim thân màu xanh kia, vẻ mặt từ bi, đôi mắt thương nhân, hai tay kết ra ấn ký, được quan mang vô biên vô hạn bao phủ, như một phần mặt trời chiếu khắp chư thiên huyền bí, hòa vào hư không. Quan mang tràn ngập trời đất, bao phủ luôn cả biển Phật Đà và cự Phật màu vàng, khiến tất cả trở nên mù mịt, giống như ảo mộng. A Di Đà Phật sau khi lấy báo thân chứng đạo, lại cũng dần đưa những pháp thân, ứng thân của mình tu trì tới bỉ ngạn, pháp báo ứng tam thân viên mãn, như thế mới là một trong những cổ xưa giả mạnh nhất. A tiếng phạn nghĩa là vô, Di Đà nghĩa là lượng, A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công, vô lượng đức, vô lượng từ bi, vô lượng thần thông. Y đã ra tay toàn lực, Hàng Lâm xuống chân thật giới trước tiên, nhét chân thật giới vào bên trong phạm vi khống chế của mình, để bảo vệ Di Lạc tránh thoát khổ hải. Ngay lúc này, ngoài tam thập tam thiên, một cái cầu vàng chớp mắt bay tới, bắt ngang trên khổ hải, sau đó kéo dài tới biển Phật Đà. Âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật và 48 đại nguyện đầy khoảng không ngưng bạc, như bị cây cầu vàng bỉ ngạn kia trấn áp. Từ một đầu cầu, đạo đức thiên tôn tóc trắng râu bạc cưỡi thanh ngưu, đi vào biển Phật Quang vô lượng do A-di-đà Phật Pháp báo ứng tam thân biến thành, ông khẽ đẩy đạo quang, một luồng khí xanh bay ra, hóa thành ba đạo nhân có khí tức ngụy bỉ ngạn, một tuổi trẻ mạnh mẽ dân trào, đầy sinh cơ nguồn cội ban đầu, một trung niên thành thục uy nghiêm, hoành áp thế gian, duy trì vận chuyển, một lão giả tan thương một nát, là kết cục mà vạn sự vạn vật đều không thể trốn thoát, nhất khí hóa tam thanh, hai đại bỉ ngạn mạnh nhất giao đấu vô lượng quan vô lượng thọ và cực lạc vô biên tịnh thổ diệt lại sinh, sinh rồi lại diệt, hai người dằn co với nhau, không phải bỉ ngạn giả, không thể nhìn ra được cụ thể họ đang làm gì. Từ trong yêu hoàng điện vọng ra một tiếng thở dài, sơn hà xả tắc đồ bay ra, cuộn tranh mở ra chư thiên vạn giới, cửu u hoàng tuyền, nhật nguyệt tinh thần, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống muốn hoàn toàn bao phủ cả toàn bộ Phật quốc dưới đất vào bên trong. Cuộn tranh phân hóa thành hai, tràn ra nhân đạo chi lực và khí tức mênh mang của chúng sinh yêu tộc hai loại quy nhất dưới thánh đức như nước mang tới cảm giác đặc thù của bỉ ngạn lay động quá khứ tương lai đông hải trường môn đảo cao lãm chỉ tay một cái nhân hoàng kiếm bay ra ánh vàng rực rỡ thánh đức giàu dạc trong yêu hoàng điện hồ ly thanh khâu cũng tế yêu thánh thương ra ngũ đức vây quanh ám hỏa phù sinh hai thanh tuyệt thế thần binh bay vào hai bên sơn hà xã tắc đồ như trở thành vũ khí cho hai cánh tay bỉ ngạn nữ hoa là yêu hoàng, cũng là nhân tổ, hơn nữa hiện giờ không thể so với ngày xưa. Tranh giành đạo quả, nếu không phải bồ đề cổ Phật phái ra chuẩn đề, tỏ rõ thái độ của mình, nữ hoa làm sao cam chịu kết cục, dù sao cũng phải dùng hết toàn lực bồ đề tịnh thổ, Phật đà đã, đã im lặng bao lâu nay cũng thở dài. Trong chân thật giới đột nhiên xuất hiện một Phật trưởng khổng lồ bao trùm chư thiên từ trên ấn xuống, màu xanh đậm, lấp lóe trí tuệ, cùng lúc đó, chuẩn đề đạo nhân sách thất bảo diệu thụ, Quả ra dị thải vi quan, cùng với Phật trưởng ngăn cản sự kết hợp của nhân hoàng kiếm, yêu thánh thương và sơn hà xã tắc đồ. Quan mang bay ra, rơi xuống như mưa, từ hàng đạo nhân bảo vệ chúng sinh bên trong Phật quốc dưới đất, nhìn về phía trường nhạc thành bị dòng sông thời gian vĩnh viễn không dừng lại đang che khuất, rồi nhìn về phía di lạc còn đang tụ tập lực lượng, khiến xá lợi đang dần thành hình theo hướng hư ảo đạo quả. A-di-đà Phật và Bồ-đề Cổ Phật đều ra tay, tuy rằng cũng cản được đạo đức thiên tôn và yêu hoàng nhưng còn có thanh đế, ma Phật, kim hoàng tam đại bỉ ngạn, và vô thượng chân Phật, thiên đạo quái vật. Chưởng giáo thiên tôn mặc dù có tâm giúp di lạc, kết xuống thiện duyên với A-di-đà Phật, chuẩn bị cho trưởng giáo phu nhân trùng kích bỉ ngạn, e là cũng có tâm vô lực, cho dù có thêm A-di-đà Phật khống chế phục hoàng, thực lực của song phương cũng không thể nào ngang bằng với nhau. Di lạc xem ra sẽ phải mất mạng, không còn hy vọng trở thành Phật tổ, từ hàng còn đang suy nghĩ, thì trước mắt chợt trắng lóa, làm bà không còn nhìn thấy gì nhưng bà cảm nhận được từ nơi nào đó một đạo uy nghiêm và khắc chế lan tới như gặp phải thiên địch của mình vô thượng chân phật ra tay bà thở dài như ba a di đà phật đạo đức thiên tôn bồ đề cổ phật và yêu hoàng giao thủ đã biến thành một vùng biển ánh sáng cực kỳ thuần túy bên trong mơ hồ có một phật đà màu trắng tinh thuần trắng tới mức không thể nào nhìn thẳng vô thượng chân phật vừa hiện lập tức phật đà bồ tát và la hán Kim thân bay ra đầy trời, lưu ly biến không, hoặc một tay chỉ trời, một tay chạm đất, hoặc ngón cái ngón giữa chạm nhau, bắt ấn Niêm hoa, cùng nhau thi triển một thức Như Lai thần trưởng của mình, thần trưởng quy nhất sáng thế kỷ. Cung Luân giới Ngọc hư cung, Mạnh Kỳ ngồi im nhìn Vô thượng Chân Phật đánh ra tuyệt chiêu, sáng thế kỷ, cảm nhận được sự ác ý và nhìn trộm tới từ bốn phương tám hướng, cả quá khứ lẫn tương lai, đó là ánh mắt không chút che giấu của Ma Phật, y đang chờ hắn ra tay khi đó, y sẽ túng ngay lấy cơ hội đó, tạo ra cục diện cùng thiên đạo quái vật vây công hắn, để đạt thành viên mãn. Mạnh kỳ thò tay ra, ném tam bảo như ý vào trong chân thật giới, những đóa hoa vàng dính huyền hoàng, khí tím dày đặc, tỏa ra hào quang rực rỡ, thánh đức trung động. Đều vây quanh cây tam bảo như ý này, với tư thái không chỗ không ở đập về phía đỉnh đầu vô thượng chân Phật, xé rách Phật quan, xuyên qua cấm chế, hầu như không có gì cản được nhưng một phần trăng tròn vành vạnh đã chiếu sáng bầu trời, một ngón tay trắng nõn không tì vết thò ra điểm vào tam bảo như ý, u ám và hỗn độn hòa quyện, nghịch chuyển tất cả, đồng hóa tất cả công đức, phúc đức và thánh đức. Bốn làng kiếm quang đỏ xanh đen trắng từ bên trong vần trăng bay ra, cắm ở bốn góc ngọc hư cung, quang mang giao hội, kiếm khí dây dưa, cùng với trận đồ sau đó bay ra, tạo thành tru tiên kiếm trận hoàn chỉnh, thái cổ đệ nhất sát trận, kim hoàng còn muốn mạnh kỳ bảo vệ cố tiểu tan thành đạo, nên mới lấy kiếm trận vây lấy hắn, để cho hắn khỏi bị ma Phật có cơ hội thừa dịp, vù vù, kiếm quan tung hoành, diệt sát tất cả mọi vật có sinh cơ, bao phủ ngọc hư cung vào bên trong, ngăn cách hai bên, bàn tay trắng muốt kia vẫn còn có dư lực, nắm lấy thiên tru phủ, chính cái đạo văn hiện lên rõ ràng, với tư thế phạt diệt chém vào đạo quả hư ảo vừa mới thành hình, còn chưa hồi tưởng quá khứ của di lạc. Đây chính là chênh lệch giữa cổ xưa giả đạo quả sơ hình và những bỉ ngạn còn lại đây là chưa so sánh tới trình độ cổ xưa khi hồi tưởng quá khứ. Đương nhiên, bởi vì có sự xuất hiện của kỷ nguyên chung kết, chỉ cần không phải hồi tưởng tới thuở ban sơ, khiến trời đất không thể sáng lập, vậy hủy đi kỷ nguyên trước cũng không ảnh hưởng gì tới kỷ nguyên này. Tiếng đàn u u, sinh tử luân chuyển, vô số đốm sáng đen trắng xuất hiện, hóa thành những tầng mê cục, bao vây thiên tru phủ vào bên trong, nhìn như hư ảo, nhưng lại có thể khiến cho thanh đồng cự phủ vô lực. A-di-đà Phật khống chế phục hoàng ra tay, chặn kim hoàng ở ngoài phật quốc dưới đất đây chính là cơ hội của vô thượng chân phật trước mắt hiện giờ chỉ còn lại phật quốc dưới đất và thanh niên bảo sắc kỳ chỉ cần bỏ ra chút sức là đã đủ để phá hư di lặc chứng đạo thông vệ lão ta từng phát như lai thần trưởng đánh ra tụ thành sáng thế kỷ chi quan muốn bao phủ phật quốc dưới đất hóa di lặc thành một bộ phận của chân phật thanh niên bảo sắc kỳ tung bay xá lợi lơ lửng bạch khí như sóng kim mang vạn đạo dưới ánh sáng thuần túy vô tận mà trở nên lão đảo lung lay, không chống đỡ được bao lâu. Mà lúc này, thanh đế, ma Phật, thiên đạo quái vật, và thiên đế, những kẻ còn lại cầm bỉ ngạn thần binh đều còn chưa ra tay. Kẻ tới gần đạo quả, chính là bị trời ghét, chúng sinh đều phải ngăn trở. Đỉnh phù tan cổ thụ, diệu nghiêm cung diễn hóa ra đông phương thanh hoa trường nhạc thế giới, thanh đế khoanh tay đứng đó nhìn các bỉ ngạn giả giao thủ. Đột nhiên, trong phù tang cổ thủ giới vực bay ra một cây thước tím, chí dương chí chính, vạn tà không xâm, xua tan mọi âm trầm trong trời đất. Nguyên dương xích, thanh đế cuối cùng cũng ra tay, nguyên dương xích chợt lóe, tử khí nhiều tầng, lực cái thương thiên, trùng trùng điệp điệp đánh xuống, nhưng người nó đánh không phải là di lạc, mà là vô thượng chân Phật. Ba, trong ánh sáng trắng thuần, vô thượng chân Phật bị đánh mà lão đảo một cái, quanh thân phun ra từng luồng ánh lửa sáng lạng thanh đế không ngờ lại chọn đứng bên phe a di đà phật lựa chọn giúp đỡ di lặc thái hạo trong chân thật giới vọng ra tiếng gầm khẽ của ma phật đất trời chuyển màu đỏ thẫm một cái lốc xoáy hỗn loạn hiện ra một cánh tay khổng lồ đầy bạo ngược thò ra chộp vào nguyên dương xích mặc dù có chút ra ngoài dự đoán nhưng thế cục vẫn còn nằm trong vòng khống chế cũng chính vì như thế nên vầng trăng sáng người viên mãn kia mới chẳng dao động chút nào các bỉ ngạn giả cảm giác được thanh đế bước ra khỏi phù tang cổ thụ giới vực, đi vào dòng sông thời gian. Trong quá khứ, dược sư vương Phật mặc áo màu xanh lam, thái ức cứu khổ thiên tôn đầu đội trúc thăng quan, đạo đức môn hạ thuần dương tử, thánh hoàng tòa đông dương thần quân đều hiện ra. Thanh đế chỉ tay một cái, các dược sư vương Phật lạc ấn trong dòng sông thời gian bay ra, ngưng tụ thành một Phật đà màu xanh lam vượt qua thời gian, mặt hiện vẻ thống khổ, trên đầu thanh đế hiện ra cây thanh một khổng lồ kết hư ảo đạo quả nó lắc mạnh khiến dược sư vương phật vừa mới ngưng tụ ra bay về phía ngọc hư cung ở trên chỗ cao vô cùng hai tay kết ấn chụp vào tru tiên kiếm trận như sớm đã có ăn ý trong kiếm trận tung hoành một sợi dây màu tím đột nhiên xuất hiện hợp lực chém một nhát lại mở trời đất hai người hợp lực tạo ra một khe hở trên tru tiên kiếm trận sợi dây tím bay ra đoá thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân cũng bay ra nhưng không có phản kích kim hoàng, mà bay về phía dược sư vương Phật kia. Thanh lam trong vắt, Phật quan thăng lên, đều bị vô cực nuốt hết, bị hỗn độn đồng hóa. Cùng lúc đó, lưu ly cổ đăng cũng theo nó bay ra, chiếu ra thế giới đầy những sợi tinh tuyến nhân quả dày đặc. Ánh sáng đen trắng lưu chuyển, đốt đứt các sợi dây liên hệ giữa dược sư vương Phật và thanh đế, khiến đoạn lịch sử kia trở nên trống rỗng, khiến thanh đế có xu thế một lần nữa rơi vào khổ hải. Nhưng mà, trong đoạn lịch sử kia, Thái ức cứu khổ thiên tôn đã thức tỉnh, nối kết với tương lai, giúp thanh đế ổn định thân hình, thay mận đổi đào. Ma Phật trống lên giận dữ, ánh sáng của vần trăng tròn cũng hơi gợn sóng, thế nào là thay mận đổi đào, chính là mạnh kỳ dùng vô cực ấn nuốt dược sư vương Phật vào trong, dùng chư quả chi nhân nhận hết mọi nhân quả, gồm cả hạn chế của đại nguyện để đổi lại sự giải thoát cho thanh đế. Tuy rằng thanh đế trong một thời gian ngắn sẽ suy yếu, nhưng sự thăng tiến trong tương lai sẽ không còn trở ngại gì nữa đây chính là cái giá để thanh đế ra tay đây chính là dụng ý chân chính của mạnh kỳ khi đưa ra gối hoàng lương khiến thủy tổ chuyển thế thân đàm bình trở lại thời đại thánh hoàng khải là mục đích mà việc tranh giành thi thể của cố tiểu tang che giấu mạnh kỳ ngồi xếp bằng trong ngọc thanh điện thái thượng nguyên thủy khánh vân bay trở về chui vào trong nê hoàng cung một luồng thanh khí từ giữa bay ra biến thành hình chư bàn hắn nhìn thẳng vào mắt ma phật Miễn cười nói, dù sao bần đạo cũng không sợ có thêm thù hận, lời còn chưa dứt, hắn chỉ tay một cái, đạo thanh khí kia phân hóa thành ba, trong đó hai đạo nhỏ yếu, một đạo mạnh mẽ, kẻ mạnh mẽ bay ra, hóa thành một vị sa di môi hồng răng trắng, hiện ra Phật thân thanh lam trong vắt bảo quan nhiều tầng, tràn ngập khí tức bỉ ngạn, sau khi mạnh kỳ thôn vệ dược sư vương Phật, kết hợp nhất khí hóa tam thanh, chém ra chân định như lai cấp độ ngụy bỉ ngạn dùng cái này để chống lại kim hoàng đạo quả sơ hình nhưng vì vô cực hỗn độn chi đạo bao dung toàn bộ hóa thân cũng khó có thể kéo dài mỗi lần chỉ duy trì được một đoạn thời gian vẫn chưa đạt được tới trạng thái của nguyên thủy thiên tôn thánh phật ngày xưa thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chân định như lai một tay chỉ trời một tay chạm đất hỏi thẳng vào tâm linh tà ác đọa lạc kia của ma phật đi theo mà tới còn có một ánh đao màu tím có thể chém đứt vạn vật bá đạo cực kỳ không gì cản được, mạnh kỳ mạnh lên chút nào, thì ma Phật đương nhiên sẽ yếu đi chút đó. Cuối cùng, ngày hôm nay, hắn cũng đã xoay chuyển được tình trạng mấy trăm năm bị bóng ma của ma Phật bao phủ, thoáng chiếm được thượng phong, nên dành trước ra tay, đối mặt với chân định như lai hỏi thẳng vào tâm linh và khai thiên tịch địa tuyệt đao, hắc hỏa trong mắt ma Phật sôi trào, hiện ra nghịch Phật ma thân, cùng lúc suy diễn chính thức như lai nghịch trưởng. Tái hiện cảnh tượng diệt thế vạn Phật đồng trụy đồng thời triệu hồi thiên đạo quái vật, lấy lốc xoáy hỗn loạn điên cuồng để đón đỡ ánh đao, đối kháng tô mạnh. Quân cờ ngày xưa, con dê béo ngày xưa, nay đã trưởng thành tới mức mạnh hơn cả chủ nhân, đã gần như trở thành nguyên thủy thiên tôn thật sự. Lần này, ai là quân cờ, ai là sơn dương, hắc trưởng chụp xuống, ma khí tràn ngập, tử điện như đao, tâm linh hóa thân. Ngọc Hư Cung ở chỗ cao vô cùng cũng bị cuộc chiến giữa Mạnh Kỳ và Ma Phật đánh tới, không còn bị thiên đạo quái vật dây dưa, thanh đế lại cầm nguyên dương xích ngăn cản vô thượng chân Phật, ở bên kia, A-di-đà Phật thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ, không để ý tới Phục Hoàng nữa, để cho nó với tư thế liều chết chặn lại Kim Hoàng, đánh với một bỉ ngạn giả theo kiểu liều chết, dù mạnh như Kim Hoàng, trong tay còn có tru tiên kiếm trận và thiên tru phủ, tố sắc vân giới kỳ, thì cũng khó mà nhanh chóng bước ra được, hư ảo đạo quả của Di Lặc lúc này đã thành hình một nửa, bắt đầu hồi tưởng quá khứ, thắp sáng tương lai nhưng một tiếng gầm giận dữ đã vang lên, khiến cả người di lạc cứng lại, lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Quanh thân vô thượng chân Phật dâng lên từng đạo quan mang thuần túy tới cực điểm, khí tức lại ổn định kéo lên, một bên chống đỡ nguyên dương xích của thanh đế, một bên nghiêm trang lên tiếng, thanh tịnh pháp thân duy nhất trên đời, chư Phật chư Bồ Tát chư La Hán đều là pháp thân này biến thành, đó là bị lô già na Phật, cũng chính là vô thượng chân Phật ta, chư thiên đung đưa, các tịnh thổ tối tâm hẳn đi, ngay cả A Di Đà Phật và Bồ Đề cổ Phật cũng có cảm giác pháp thân bị xâm nhiễm, nó đã dung hợp chiên đàn công đức Phật. Các Phật Đà kinh hải nhận ra, ai nấy đều tuyệt vọng, phục hoàng bị A Di Đà Phật khống chế, Phật ấn trong cơ thể cũng chịu áp chế, thân hình khựng lại, ngay ra nhìn bàn tay trắng muốt cầm thiên tru phủ của Kim Hoàng chém vào đầu Di Lặc, tức vạn tái tu hành, cứu độ tận thế đại nguyện, sắp hóa thành một tràng hảo huyền. A Di Đà Phật thở dài, đại tấn thần đô trong quá khứ Cố Tiểu Tang đứng ở ngoài cửa, lặng lặng nhìn ý chí của Di Lạc Hàn Lâm vào trong cơ thể tiền thái tử Triệu Kim, sau đó bên tai nghe thấy tiếng thở dài của A Di Đà Phật, cô miễn cười thò tay, chọc vào hư không một cái. Đóa sen trắng mà Hạ Tú gieo trồng ở trước mắt cuối cùng cũng nở, bay ngược vào trong lịch sử, rơi vào lòng bàn tay Cố Tiểu Tang. Cô khẽ cười, chỉ tay một cái vào chính giữa trán tiền thái tử Triệu Kim, vào chữ vạn lưu ly ngưng tụ kia. Không triệu kim hét lên thảm thiết thân hình hóa thành những đống sáng chảy vào trong ngón tay cố tiểu tang chảy vào trong cơ thể cô vẻ mặt cố tiểu tang trở nên bảo tướng trang nghiêm tay chỉ một cái lấy đóa bạch liên kia làm chỗ dựa chém ra một thần linh thanh tịnh siêu nhiên có diện mạo khí tức giống cô như đúc thần linh này ngồi xuống chung quanh từng đóa sen trắng đua nở tươi mát ướt át tiếp điểm hiện tại thân hình di lặc dưới thiên tru phủ trở nên hư ảo biến hóa thành bộ dáng cố tiểu tang nhưng trang nghiêm hơn thánh khiết hơn, mà còn có hương vị của chân không gia hương. Tín đồ la giáo được từ hàng đạo nhân cứu độ đều cảm ứng được sự biến hóa vi diệu ở trong Phật quốc dưới đất, vị lai Phật tổ kia hình như là do lão mẫu biến thành. Những đống sáng nguyện lực lập tức tụ về, khiến Phật quốc dưới đất tỏa sáng ra mấy phần cảm giác chân không gia hương. Thiên tru phủ ngừng lại giữa không trung, không thể chém xuống được nữa. Cố tiểu tan như cười như không nhìn vần trăng sáng tỏ treo cao nơi chân trời, vuốt nhẹ mái tóc dài đa tạ lão mẫu thương xót, kim hoàng làm sao chém xuống được nữa, chém nữa là chém luôn hy vọng siêu thoát kỷ nguyên của mình đó, vần trăng sáng gợn sóng, sau đó trở lại bình thường. Đối với kim hoàng, biến hóa như vậy là có lợi, không cần ngăn cản, cố tiểu tang đưa tay lên che miệng ngáp một cái, thu hồi xá lợi trên đầu, như cười như không nói, ta tích lũy chưa đủ, lần sau lại trùng kích bỉ ngạn, cáo lui trước, nói xong, cô không quay đầu lại để kệ thiên chu phủ lơ lửng ở trên đầu, bước vào trong đài sen màu trắng. Sen trắng bay bay như mưa rơi đầy trời, bàn tay cầm thiên chu phủ rút về. Đối với Kim Hoàng, lần này không có thành công, nhưng cũng không có thất bại, chỉ là kết cục ra ngoài dự liệu của bà ta mà thôi. Cần phải nhận thức lại sự huyền diệu của chư quả chi nhân viên mãn một lần nữa, tìm hiểu thật kỹ sự khủng bố của nó khi nó được kết hợp với vô cực ấn. Bà ta không giận, hay suy sụp gì, mọi thứ dù sao vẫn nằm trong tầm khống chế của mình. Cố tiểu tan càng mạnh, mình càng gần đạo quả, cái trò nhỏ nhặt này chẳng có gì đáng kể, chỉ là con bướm rơi vào trong mạng nhện, cố gắng dãy dụa mà thôi, mà không biết rằng, nó càng dãy dụa, sẽ bị trói buộc càng chặt. Vùng đất Phật khắp trời đất và cầu vàng bỉ ngạn vẫn chưa rút đi, xung quanh ngọc hư cung là bóng đen dày đặc, song không ngừng bị ánh sáng của khai thiên tịch địa rạch ra, để lộ màu đỏ thẩm hỗn loạn và lưu ly Phật Quang ở bên trong vô thượng chân Phật bị quan mang bao phủ, nó vô cùng phẫn hận, lại đi làm không công nữa rồi. Không chỉ Di Lạc bị cố tiểu tan từ quá khứ, hấp thu, ngay cả Dược Sư Vương Phật cũng trở thành chân định như lai do Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh chém ra, trong khi mình ngay cả một Phật Đà cũng không thu hồi được, nếu không phải Kim Hoàng Phúc Hậu, tặng di thể kim thân của đường Tam Tạng cho mình, giúp mình viên mãn tự thành cảnh giới bỉ ngạn, thì mình đã chẳng khác gì một con khỉ con nhảy nhót, ngoài Phật quốc dưới đất trên thanh liên bảo sắc kỳ, lạc ấn A-di-đà Phật trong cơ thể phục hoàng bị vô thượng chân Phật lay động giờ chỉ còn giật cục, như con rối bị đứt sợi dây điều khiển, đang cố gắng khôi phục lại ý chí của mình. Đúng lúc này, sau lưng nó, một ánh đao sáng lên, như nước tựa gió, mênh mang cao thâm như dòng sông thời gian, khó mà nắm bắt, ánh đao chợt lóe trước khi các bỉ ngạn kịp phản ứng, đã xuyên qua những tầng trở ngại, chui vào trong cơ thể phục hoàng, quanh ánh sáng từ trong phục hoàng đạo thể cuồn cuộn không ngừng trào ra, những chữ vạn màu vàng mộng ảo bên trong chúng vỡ tan, lưu ly ảm đạm, rồi dần tan biến. Chỉ trong tích tắc, lạc ấn A-di-đà Phật trong cơ thể phục hoàng đã bị ép cho tan biến, thần thông như thế, có thể nói là vô lượng, dù không bằng A-di-đà Phật và đạo đức thiên tôn, nhưng cũng không thua gì bồ đề cổ Phật hiện giờ tam thi bị thiếu. Thiên đế, vần trăng viên mãn lại rực sáng, trải ánh sáng mạnh mẽ xuống đất, thiên chu phủ vừa thu về lại chém ra kẻ vừa đột kích phục hoàng chính là thiên đế kẻ vẫn ẩn nấp bao lâu nay kẻ quét ngang thập phương thời thượng cổ dùng cách này để tuyên cáo sự trở về phần vệ hủy phạt tru tịch không đống diệt chính đạo văn quay tròn thiên chu phủ một đường chém thẳng xuống đầu phục hoàng mặc kệ chính đạo văn cản lại đoạn thời gian này đang rút lui phương hư không này đang tái diễn mặc kệ phục hoàng có né đi đâu, thiên chu phủ vẫn chầm chầm tập trung vào nó. Đột nhiên, hai mắt phục hoàng lóe sáng, trong mắt như có một dòng sông hư ảo bao quát cả chư thiên vạn giới, một luồng khí tức cực mạnh, chí cao chí đại, mạnh mẽ khủng bố từ cơ thể phục hoàng sông thẳng lên trời, nối liền trời đất, khiến chính tầng cửu trọng thiên lại hiện lên. Thiên chu phủ hạ xuống, bổ trúng vào người phục hoàng, nhưng mọi thứ đều hóa thành đống sáng, tụ thành một dòng sông tràn vào hư vô, rồi biến mất bị biến hóa này ảnh hưởng, cùng với vô thượng chân Phật vận toàn lực bùng nổ áp chế chân định như lai, ma Phật đã thoát được ra, mang theo thiên đạo quái vật độn vào hỗn độn, y quay lại liếc phục hoàng lần cuối, trong mắt ám hỏa sôi trào, vốn dự tính ban đầu theo mưu của hàng quản, thiên đế sẽ bập mồi, lên sân trước, khiến tất cả mưu kế của tô mạnh trở thành công cốc, bị ba bỉ ngạn vây quanh, không ngờ thiên đế lại ẩn nhẫn được tới phút cuối cùng. Không tuyệt đối nắm chắc thì không ra tay. Xem ra những chuyện trải qua trong năm thượng cổ đã mang lại một bài học rất lớn cho ông ta. Thiên đế cũng đã thay đổi, trở nên khó đối phó hơn. Tầng cuối cửu U, trong minh hải di tích, ma quân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, khi giao phong của bỉ ngạn ở bên ngoài kia tiến vào gây cấn, lão mở mắt, ý chí chìm vào một vật nào đó, nhưng trong tầm mắt lại xuất hiện một thân ảnh, đầu đội phiến vân quang, mặt thủy hợp phục, chân đi giày cỏ, eo buộc giải tua rua, tuấn tú tiêu sái toàn thân phủ một tầng huyết quang, cùng với một con chó đen, tay cầm trung ương mậu kỹ hạnh hoàng kỳ, khóe miệng công công như cười, chính là thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn. Dương Tiễn cười tủng tiễn nói, ma quân thật có nhã hứng, ngươi cũng không kém. Ma quân lại nhắm mắt vào, giống như vừa rồi thức tỉnh chỉ là vì bị bỉ ngạn giao thủ làm kinh động mà thôi. Từ bi từ bi, có được tất có mất, tiếng A-di-đà Phật trầm trầm vang vọng trong trời đất, mọi dị tượng mọi dao động đều biến mất không còn lịch sử sau khi bị bóp méo chân thật giới không còn nơi nào bị hủy diệt tàn phá không một sinh linh nào bị ảnh hưởng chỉ có ở phật quốc dưới đất sen trắng nở khắp nơi tăng thêm hương vị chân không gia hương quy túc cuối cùng khiến các tín đồ la giáo lại càng thêm tin rằng hai giáo nguyên bản là một nhà còn trong thành trường nhạc hòa thượng béo ở trên đài sen hai ba trăm năm trước nay đã biến thành cố tiểu tang bảo tướng trang nghiêm váy trắng thanh thuần thần quan lượng lờ tây phương cực lạc thế giới bác bảo công đức trì sôi sùng sục ngưng tụ ra một kim thân bồ tát tai to mặt lớn eo treo túi chính là trọng kết pháp thân di lặc nhưng xá lợi quá khứ hiện tại của y đại nguyện tương lai của y cảnh giới tạo hóa viên mãn của y đều đã mất sạch không còn a di đà phật thành đạo rất sớm nhưng làm giảm cầu không lại muộn giống như nguyên thủy thiên tôn thông qua kinh nghiệm được đạo và phật tổ giáo huấn lần mò ra pháp môn thích hợp với mình hơn và cũng trọn vẹn hơn không cần phải chém ra di lặc mà là thông qua việc tới đỡ di lạc, để nó kế thừa tam xá lợi quá khứ, tương lai, hiện tại và đại nguyện cứu độ chúng sinh Phật quốc dưới đất, theo một bí pháp nào đó, giúp di lạc trở thành sản phẩm làm giảm cầu không của chính mình. Nói cách khác, sau khi cố tiểu tan hấp thu hàng lâm di lạc, cho dù di lạc có dùng một điểm bản tính linh quan nhờ bác bảo công đức trì tái sinh, cũng không ảnh hưởng thế cục, điểm này cũng giống với mạnh kỳ. Trước khi hắn đăng lâm bỉ ngạn, nếu có ai hồi tưởng lịch sử, dành được đạo nhất ấn trước hắn, vậy thì hắn sẽ không còn là sản phẩm làm giảm cầu không của Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Dù hắn sinh hay tử, chuyển thế hay sống lại, đều sẽ không ảnh hưởng gì tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng một khi tránh thoát khổ hải, quá khứ tương lai hiện tại như nhất, khi đó mỗi thời khắc đều chính là bản thân mình, đều là sản phẩm làm giảm cầu không của Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù có thôn phệ hay cướp đoạt cũng không thể thay đổi được. Di Lặc đi ra khỏi Bát Bảo Công Đức Trì, khoanh chân ngồi xuống, nét mặt thoải mái cũng có phần hơi ảm đạm a di đà phật đồng ý vụ trao đổi này nhưng cũng đã nhìn thấy sự vô vọng thành công của lão bao nhiêu năm cố gắng đều trở thành vô ích không có khả năng trở thành bỉ ngạn dù là bất kỳ ai cũng không thể nào bình tĩnh nổi côn luân giới ngọc hư cung cố tiểu tan tay chống cằm nhìn tam bảo như ý bay trở về tay mạnh kỳ mỉm cười nói đáng tiếc tướng công thiếu chút nữa là có thêm một tức phụ vợ nữa rồi Bạch Liên Thánh Mẫu, cô chém ra kia là kết hợp của Phật Môn và Thần Đạo, là lấy hấp thu xá lợi quá khứ hiện tại và đại nguyện tương lai của Di Lặc. ký thác thêm một chút khí tức của thi thể trước kia của mình dựng dục Bạch Liên mà thành, nó không phải Phật Môn Chi Thân, cũng không phải Thần Đạo Chi Thân, nó không có ý thức của bản thân cô, cho nên mới nói Mạnh Kỳ thiếu chút nữa là có thêm một tức phụ. Mạnh Kỳ điềm tĩnh ngồi yên, da mặt đã rất dày, yên tâm, vi phu có thể nhất khí hóa tam thanh nhưng chỉ có thể duy trì được trong thời gian ngắn thôi. Cố Tiểu Tăng cười khẽ, một hồi lâu sau, Cố Tiểu Tăng biến nhắc nói, tướng công tiếp theo định tới đâu xuất cung à, lúc trước gạt đạo đức sư thúc, nay xong việc dù sao cũng phải đi gặp một lần, mạnh kỳ gật đầu, hơn nữa kỷ nguyên chung kết càng ngày càng gần, ma Phật tuy rằng tạm thời bị ta vượt qua, nhưng đến khi tận thế sẽ lại mạnh lên, trong khi ta lại bị cái gông xiền dược sư vương Phật làm hạn chế, sợ là không tăng theo kịp y cho nên dương tiễn mới ở lại cửu U, để phòng bị ma Phật lặng yên luyện hóa cửu U, trở thành diệt thế chi ma thật sự, tượng trưng cho kỷ nguyên chung kết. Cố tiểu tan miễn cười, Mạnh Kỳ nhìn về phía hạ giới, nhìn cửu U nói, nếu ma Phật thật sự trở thành tượng trưng của kỷ nguyên chung kết, cho dù không viên mãn, cũng có thực lực tương đương với A-di-đà Phật, khủng bố không thể không phòng, nhưng thực lực dạng này không thuộc về bản thân, nếu có kỷ nguyên tiếp ma Phật lại sẽ rơi trở xuống tới đúng cấp độ của mình. Mặt khác, trạng thái của thiên đế có vẻ kỳ dị, không ngờ lại chọn chiếm lấy thân thể Phục Hoàng. Ta định quay trở lại lúc thiên đình rơi xuống, xem lại cảnh lúc ông ta thân hóa quan âm đao, Mạnh Kỳ vừa nói, vừa đứng dậy, nhoáng cái đã đi tới ngoài 33 trọng thiên. Đâu xuất cung, kim giác đồng tử và ngân giác đồng tử đã chờ sẵn ngoài cửa, nhìn thấy Mạnh Kỳ Hàn lâm tới thì kinh ngạc, hắn là bỉ ngạn đại nhân vật, cho dù có thể không chỗ không ở, cũng nên giữ cái dáng vẻ cao cao tại thượng, ngồi cửu long trầm hương liễn tới mới đúng chứ, sao lại đi chân tới giống ngày xưa thế này, cả hai không dám chậm trễ, vội hành lễ, đại lão gia thỉnh thiên tôn vào trong, không lâu trước vẫn còn là sư huynh đệ ngang hàng, hôm nay đối phương đã là thiên tôn, dù không cần thách khí, cũng không thể kinh thường, mạnh kỳ khẽ gật đầu, làm phiền hai vị sư huynh, vâng, thiên tôn kim giác đồng tử và ngân giác đồng tử xoay người dẫn mạnh kỳ vào trong đi vào tỉnh thất luyện đan lão giả ngồi xếp bằng trước lò luyện mắt khép hờ đầu thi thoảng lại gật gù như đang ngủ gật vừa thấy đạo đức thiên tôn mạnh kỳ đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu so với lần gặp mặt trước cảm giác tồn tại của ông hình như yếu hơn vừa là vì kỷ nguyên sắp kết thúc ảnh hưởng cũng là vì đã tiếp cận thêm tới cái gì đó đạo đức thiên từ từ mở miệng cái gì là vô vi vô vi không phải là bất vi mà là thuận thiên ứng thời, học tự nhiên, theo đạo, là vô vi, vô vi giả, có đạo gia thân, đại thế tướng hợp, giành được thắng lợi, kim giác đồng tử và ngân giác đồng tử đứng ngay cửa nghe mà không hiểu ra sao, không hiểu tại sao đại lão gia lại hỏi tới cái đề tài vô vi này, cái này với mục đích tới đây của Ngọc Hư cung trưởng giáo thiên tô mạnh thì có liên quan gì với nhau, không phải là nên thảo luận về bỉ ngạn chi tranh sao, mạnh kỳ vỗ tay cười, có lời này của sư thúc, vãn bối an tâm. Hắn chắp tay, xoay người rời khỏi phòng luyện đan, để lại Kim Giác và Ngân Giác mắt to nhìn mắt nhỏ. Ngoài đâu suốt cung, mây trắng bồng bềnh, linh tuyền lấp lánh, tâm tình mạnh kỳ vui vẻ, thưởng thức kia từng gốc kỳ hoa dị thảo mà chỉ thời thượng cổ, thái cổ mới có thể nhìn thấy. Hồi trước vì chuyện tiểu tang, mới liên hợp với A Di Đà Phật, Ám Thông Thanh Đế, giúp đỡ Di Lạc, vì đạo đức sư thúc xem ra không quan trọng, cho nên cũng không làm bố trí gì, đặt quân cờ gì chỉ là kết cục cuối cùng với a di đà phật hơi khác thường nhưng sau khi mình nuốt mất dược sư vương phật cũng mượn dùng nhất khí hóa tam thanh môn đại thần thông chém ra chân định như lai thì cũng tương đương thừa đạo đức sư thúc biến thành một trong tam thanh quả giúp ông hoàn thành một lần làm giảm cầu không rất quan trọng đến khi tô mạnh thiên tôn thanh nguyên chân quân được chém ra trở thành tiếp cận bỉ ngạn thì mình cũng vừa là nguyên thủy thiên tôn vừa là đạo đức thiên tôn nói cách khác Cả quá trình này đạo đức sư thúc chẳng hề làm cái gì cả, ngay cả chút ám chỉ cũng không có, chỉ võn vẹn tới phút cuối cùng cản lại A-di-đà-phật, nhưng kết quả lại lấy được chỗ tốt nhiều nhất, vượt qua A-di-đà-phật một bước. Trong quá trình này, tất cả bỉ ngạn đều bị dính vào việc di lập chứng đạo, nhưng lại chẳng có ai ngăn trở ông, nên ông mới nói vô vi không phải là bất vi, mà là thuận thiên ứng thời, học theo tự nhiên, theo đạo, là vô vi, vô vi giả, có đạo gia thân đại thế tướng hợp, giành được thắng lợi, so sánh với ông, Kim Hoàng lập ra bố cục tới mức khiến người tuyệt vọng, khiến người ta lạnh cả lòng, thì có vẻ thua kém hơn rất nhiều, không hổ là bị ngạn giả cổ xưa nhất hiện giờ. Mạnh kỳ không nhịn được thầm cảm khái, Nguyên Thủy và Linh Bảo không ra, A-di-đà Phật bị ném lại phía sau, đạo đức thiên tôn quả thực là bị ngạn giả cổ xưa nhất, hắn đi vào trong hỗn độn, nhìn xuống hạ giới. Trong mắt hiện ra dòng sông thời gian hư ảo nhìn về lúc khi thiên đình rơi xuống. Trong đoạn lịch sử đó, đương nhiên có thân ảnh của hắn. 23 vạn 4766 năm trước, ngày 2 tháng 2, buổi trưa 2 khắc rưỡi, đỉnh Ngọc Hoàng Sơn, mạnh kỳ mặt đạo bào, đội Ngọc Hư cổ quan, đứng chấp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn lên chỗ cao vô cùng chư thiên tan vỡ, sao rơi như mưa, một quả cầu lửa cháy rừng rực ầm ầm rơi xuống, mọi tan biến mọi dư ba tới bên cạnh hắn đều tự nhiên tiêu thất quả cầu lửa đó là một tòa cung điện nguy nga nằm giữa những lớp lửa, bên trong có một thân ảnh đế giả mơ hồ đang ngẩng đầu đứng thẳng, thấy quả cầu lửa sắp rơi xuống tới Ngọc Hoàng Sơn, tiêu hủy cả vùng đất, thân ảnh đế giả khẽ đưa lên một cái ấn tỷ cổ xưa, như phiên bản thu nhỏ của cửu trọng thiên, mà cũng giống như là thể hiện của đạo, căn nguyên của trật tự, ba quan tỏa ra, bao phủ lấy thân ảnh của đế giả, ấn tỷ lẫn cung điện vào trong. Bên trong đó cũng có cả một chút hỏa diễm, như đang đốt cháy cái gì, luyện hóa cái gì đó, quả cầu lửa chạm vào đất, rồi tiếp tục chui sâu vào xuống dưới Ngọc Hoàng Sơn, không tạo ra hủy diệt, phá hoại gì, nhưng làm thay đổi một phần địa hình. Mạnh kỳ từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấu hết tất cả, nhìn thấy trong cung điện đó xuất hiện quan âm chi đao, cảm giác được những luồng ý chí cực mạnh đảo qua rồi thu về. Đây là dấu vết các bỉ ngạn giả lưu lại trước khi hủy diệt thiên đình. Họ đều phát hiện ra thiên đế lấy pháp thân đạo quả của mình, kết hợp với thiên đình hạch tâm thiên đạo ấn luyện chế ra quan âm đao là có vấn đề cũng chính vì như thế họ mới không cho phép đối phương lấy đi quan âm đao mà đều nhìn chằm chằm vào nó suốt bao nhiêu năm vẫn không ngừng nhìn chăm chú để tránh sinh biến chờ đợi thiên đế trở về quan âm đao vừa luyện thành chính là có sẵn thực lực bỉ ngạn tất cả quá khứ đều thành lạc ấn đột nhiên quan âm đao ở trong cung điện phát sinh biến hóa phù quan sôi trào kéo ra co lại hiện ra bộ dáng phục hoàng sau đó nhanh chóng thay đổi hóa thành vị đế giả ban đầu gương mặt mơ hồ nhưng uy nghiêm rõ ràng thiên đế trở về hiện thân ở nơi này không ngờ đạo hữu ngươi dám trực tiếp xuất hiện mạnh kỳ không chút kinh ngạc thông dong mỉm cười thiên đế bình tĩnh đáp trả bây giờ đã khác ngày xưa không có mối dụ lợi đạo quả những kẻ cổ xưa đó làm gì còn có khả năng lại đồng tâm hiệp lực ra tay nếu đã như thế ngô còn gì mà e ngại không thắng được cũng có thể giữ mạng bỏ chạy, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, đạo hữu không thẹn là trí tôn hoành áp một đời. Mạnh kỳ mỉm cười gật đầu, đạo hữu dùng cách này tới gặp ta, là có chuyện gì, chỉ là muốn nhắc ngươi, lôi thần trước kia, ma Phật hiện giờ tuyệt không đơn giản, ngay cả ngô cũng không nhìn thấy rõ được y, tuy hôm nay ngươi vượt qua y, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nên kinh địch, thiên đế từ từ nói, thấy ông ta với ma Phật kiên kỵ quá sâu, mạnh kỳ gật đầu, cái họa tâm phúc sao có thể chủ quan. Chuyện thiên đình rơi xuống, không biết đạo hữu còn có cái gì muốn nói hay không, cái gì cần biết, hẳn ngươi đều biết cả rồi. Kiến một sắp kết quả, sẽ giúp hỗ trợ siêu thoát, ngô giấu đi việc này, là muốn dùng nó để tăng lên, nhưng lại bị lôi thần biết được, khiến đưa tới những kẻ cổ xưa liên thủ. Thiên đế đột nhiên cười, mấy phần châm chọc mấy phần thê lương, nhưng bọn họ sau khi giết ngô, nhìn thấy kiến một chi quả, lại nói không mượn ngoại vật xoay người rời đi, giống như bị người ta xông vào nhà tấn công, liều chết phản kháng, sau đó đau đớn bị họ giết, xong trước khi chết nhìn thấy người ta lục tung đồ lên tìm kiếm, sau đó âm u nói, giết nhầm người, quá là nghẹn khuất quá là châm chọc, đạo hữu có thể tránh thoát bọn chúng nhìn chăm chú, lặng lẽ sống được tới ngày hôm nay, hẳn là nhờ linh cảm luân hồi ấn. Mạnh kỳ không trả lời câu chuyện của thiên đế, đổi đề tài, đúng, sau khi hậu thổ hóa sinh luân hồi ấn, nó rơi vào trong tay ngô, giúp ngô phát giác ra được linh tính của nó với linh tính của các thần binh bỉ ngạn có điều khác biệt, nó có đặc điểm của bản thân hậu thổ, nếu đã thành công trở về, thiên đế không chút giấu giếm, mượn thứ này giúp đỡ, qua một thời gian dài mày mò, cuối cùng ngô đã sáng tạo ra một pháp môn, có thể đem bản tính linh quan của mình, hư ảo đạo quả và linh tính thần binh dung hợp vào làm một, sau đó có một lần cơ hội lại tách chúng ra, nói cách khác, cho tới nay. Quan Âm Đao chính là Thiên Đế, Thiên Đế chính là Quan Âm Đao. Hèn gì lại qua mắt được các bỉ ngạn, hèn gì lại cần tới thân thể của Phục Hoàng. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, loại dung hợp này tuyệt không phải tác phẩm viết vội mà ra được. Xem ra đạo hữu sớm đã dung hợp linh tính của Thiên Đạo ấn với bản thân, tới lúc mấu chốt mới thông qua luyện chế để hoàn toàn hoàn thành. Nếu không có Phục Hoàng thân thể, ema sư tai và khó tránh. Song như vậy đem Thiên Đế trở về có thời gian rất dài suy yếu chung quy hàng quản chỉ được tạo hóa những chuyện vụn vặt đó không đáng kể còn những chuẩn bị khác đều đã được ngô bố nghi trận thiên đế lạnh nhạt nói đạo quả chi tranh vô cùng tàn khốc ngươi đừng tưởng tự cắt đứt đường đi là né tránh nó được tao ngộ ngô gặp phải khi xưa đã chứng minh điều đó nói xong thân ảnh ông ta hóa thành ánh sáng biến mất mạnh kỳ đứng bên ngọc hoàng sơn khe khẽ thở dài có mấy tu sĩ vì thấy cầu lửa rơi xuống đây nên tới xem thấy thân ảnh hắn hư ảo như từ một thế giới khác chiếu tới, kèm theo một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, là một đại nhân vật ở sau màn. Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ quyết định lưu lại tất cả những gì mình nhìn thấy ghi vào trong điển tịch, truyền cho đời sau. Trước đó một chút, khi trời còn chưa sụp, cửu trọng thiên chìm trong biển lửa, lôi đình, khe hở và hỗn động, nhất là tầng trên cùng gần như đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn sót lại mấy chỗ ít ỏi mà thôi. Mạnh Kỳ xuất hiện, trên đầu là thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân buông xuống u quan bảo vệ hắn một bước bước ra đã tới bên cây kiến một khổng lồ tuy rằng lúc ấy nguyên thủy thiên tôn lưu lại câu rằng đạo quả không mượn ngoại vật nhưng tới đời sau khi tiến vào nơi này lại chưa từng phát hiện quả cây kiến một tồn tại lần này tiến tới là muốn nhìn xem vị bỉ ngạn nào đã lấy nó đi khiến tương lai vì thế mà sinh ra biến hóa kiến một chống trời xuyên vào hỗn độn xuyên tới vô cùng không thể nhìn thấy được đầu cành, lúc này lại có thể nhìn thấy ở nơi ấy rải xuống thanh quang mông lung, một quả thực như bao hàm mọi sắc thái, mọi quy củ, mọi đạo lý, mọi khả năng, mọi đạo văn, tất cả những khái niệm và miêu tả trái ngược nhau đều nằm chung vô cùng hoàn mỹ. Kẻ đang nâng quả là một bàn tay màu trắng vàng, lần ngược theo tay, mạnh kỳ nhìn thấy một tăng nhân cao sáu trượng, xanh sao vàng vọt, mắt đầy từ bi, phật tổ, xa bà thế giới giáo chủ, một trong hai siêu thoát giả duy nhất, thì ra là ông ta lúc này, ý chí mạnh mẽ của Bồ Đề Cổ Phật, A-di Đà Phật, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nhanh chóng rút đi, không có ai tranh giành quả cây với Linh Sơn Phật Tổ. Thấy vậy, Mạnh Kỳ đột nhiên hiểu ra, vì sao Thiên Đình rơi xuống không bao lâu, Phật Tổ ở Linh Sơn nhập diệt, thân thành đạo quả. Pháp môn Phật Tổ siêu thoát tuy có chỗ cải thiện, nhưng trên cơ bản vẫn là theo con đường đạo ngày xưa, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không mượn ngoại vật, buông tay không tranh nhưng ông ta lại tới lấy quả cây kiến một, vật này đối thành tựu đạo quả quả thực có tác dụng nhất định nào đó, nếu không làm sao lại có thể khiến thiên đế động tâm, ý đồ giấu giếm, tay nâng quả cây kiến một, vật tổ đột nhiên quay qua nhìn về phía mạnh kỳ, hai mắt chứa chư thiên vạn giới, cửu u địa ngục và những nơi gần đạo, bị ông ta nhìn chăm chú, mạnh kỳ khẽ cười, không chút do dự đối mắt với ông ta, không chút nao núng, ba, ở một bên, quan mang bùng nổ, thuần túy tới vô cùng nhưng ở bên kia, hư không u ám tới cực điểm, hiện ra hỗn độn, bao hàm cả quá khứ tương lai, đồng hóa vạn sự vạn vật, nơi hai người giao mắt với nhau, nửa là quang minh nửa là hắc ám, tranh giành, triệt tiêu lẫn nhau, mọi thứ như đều không còn tồn tại, Phật tổ đã thành đạo quả, thân ảnh ông ta lưu lại còn có thể là ai? Vô thượng chân Phật, ngay khi vô thượng chân Phật lộ ra 40 cái răng Phật, trên người mạnh kỳ chợt có một vật trung động, tỏa ra một khí tức khiến vô thượng chân Phật sợ hãi đó là di thể sau khi kim thiền thoát xác, đó là vật có thể khắc chế mình, vô thượng chân Phật không dám ở lại, lập tức tay kết ấn pháp, thi triển thần trưởng, tan đi địa hỏa phong thủy, tứ đại giai không của mình, ẩn trốn chạy đi, mạnh kỳ không định đuổi theo, hắn lấy kim thiền chi xác, thông thả vuốt ve, vật này vốn chả có tác dụng gì, không ngờ lại có thể áp chế và làm suy yếu vô thượng chân Phật, nếu dùng tốt, có thể thay thế thần binh cấp bỉ ngạn. Đã biết được tung tích quả cây kiến một Thân ảnh Mạnh Kỳ cũng biến mất, chỉ để lại dấu vết, quay trở về cung luân giới Ngọc Hư cung. Trường Môn đảo, một nơi linh tuyền chi địa, Hạ Tú theo thường lệ tới xem hạt sen mình trồng có nở hoa chưa. Mấy năm nay, hình như nó đã bị chết héo, mãi mà chẳng có nửa điểm động tĩnh, nhưng càng như vậy, càng khiến cô cảm giác hạt sen không phải là phàm vật. Cô còn chưa đi tới gần, thì sắc mặt thay đổi, nhận ra ao nước mình trồng hạt sen và linh tuyền gần đó đều đang sôi trào. Hạ Tú vội chạy tới xem, nhìn thấy nước trong ao cứng lại như đá, hạt sen đã không còn, chỉ để lại ba cánh hoa tươi mát ướt át, hạt sen nở hoa, rồi tự bay đi. Hạ Tú lập tức hút lấy ba cánh sen trắng kia lên, chúng nó vừa vào tay, nhất thời hóa thành khí tức, chui vào trong người Hạ Tú, làm tăng tư chất cô lên, chỉ sau mấy hơi, Hạ Tú đã được thoát thai hoán cốt, thân nhẹ như yến, còn hơn cả 10 năm khổ tu, cô lấy lại bình tĩnh, lấy vạn giới thông thức phù ra, liên lạc với đàm bình kể lại chi tiết chuyện vừa rồi cho hắn nghe muốn nghe ý kiến của một người càng ngày kiến thức càng rộng rãi như hắn đàm bình đã lấy được bảo tàng đầu tiên thủy tổ bố trí về tới trường môn đảo hiện đã thành tựu đại tông sư cách pháp thân chỉ có một bước xa sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này con đường tiến lên truyền thuyết sẽ trở thành bằng phẳng việc này có khi nào liên quan tới chuyện bạch liên thánh mẫu ý đồ chứng đạo ở trung thổ hay không đàm bình tất nhiên biết hạ tú thấy đoạn lịch sử kia là mang ý nghĩa gì biết bộ thi thể kia là nhục thân khi xưa của bạch liên thánh mẫu hiện giờ hạ tú nửa tin nửa ngờ thôi dù sao chuyện cũng đã chấm dứt ta cũng đã được hưởng chỗ tốt thoát thai hoán cốt không sai loại chuyện này nhất định không nên đi tìm tòi tới cuối cùng đàm bình nói nhưng trong lòng hắn luôn có cảm giác có cái gì đó không đúng giống như lịch sử ban đầu không nên là như thế này dù thủy tổ có chuyển thế nhưng không thành truyền thuyết, không chứng tạo hóa, thì cũng không thể nhận ra được lịch sử quá khứ đã bị sửa đổi. Trải qua hơn 10 năm khôi phục, thế giới vạn giới thông thức đã lại có khí tượng phùng thịnh như hơn trăm năm trước, ở trong thế giới ảo luận võ với nhau, lại mở vạn giới lôi đài tái, các nhóm trao đổi võ đạo, trang web dạy học, video trực tiếp, diễn đàn tranh đoạt vân vân. Trong giang hồ trà quán, một người trưng ra một bức tranh màu vàng nâu, vẽ một đạo nhân trẻ tuổi đứng trên đỉnh núi, mặt đạo bào màu sẫm, đội mũ kiểu cổ, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất sâu thẳm, đang ngẩng đầu nhìn cửu trọng thiên sụp đổ, hỏa cầu rơi xuống. Kẻ mở tô biết nói, đây là một bức tranh mới khai quật được từ một di phủ thời thượng cổ, ghi chú là cảnh tượng khi thiên đình rơi xuống, các ngươi xem xem người này giống ai, rất nhanh, đám người thiên thủy chi hồ lập tức trả lời, hoặc nhìn rất giống vị kia của Ngọc Hư cung lúc trước khi thành đạo, chẳng lẽ ngài ấy không phải là cường giả mạc kiếp mới sinh ra mà là thượng cổ luyện khí sĩ lịch kiếp chuyển thế. Hèn gì tốc độ tăng tiến nhanh như vậy, đúng, những chuyện và tranh tương tự thời thượng cổ, trung cổ thậm chí mấy ngàn năm trước cũng đều có xuất hiện, cãi nhau một hồi lâu, người phát tranh nói, không phải như vậy, các ngươi không nghe nói các bỉ ngạn đại nhân vật có thể quay ngược thời gian, trở lại quá khứ sao, ai càng mạnh, càng có thể xuất hiện ở thời kỳ càng cổ xưa, tranh luận ngưng bạc, thật lâu sau, thiên thủy chi hồ mới nói, vẫn có nghe nói, nhưng không làm sao liên hệ nó được với thực tế. Nếu, nếu, vị kia của Ngọc Hư cung quay về tới thuở ban sơ, vậy có khi nào sẽ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự, không có Nguyên Thủy Thiên Tôn khác hay không? Trên lý luận đúng là như vậy, người phát tranh cũng không dám chắc chắn. Hà mộ đang tỉnh tu, đột nhiên bị Đại Thanh Căng đánh thức, trưởng giáo lão gia cho gọi. Đại Thanh Căng nét mặt tỏa sáng, tinh thần hưng phấn, hao thiên khuyển tạm thời không trở về Ngọc Hư Cung, cho nên đại thanh căng vô cùng thoải mái cuối cùng đã thực hiện được ước mơ tha thiết là trở thành người gác cổng cho ngọc hư cung thật sự đây là lý tưởng từ khi còn nhỏ của nó hà mộ đi tới ngọc thanh điện hành lễ với mạnh kỳ lão sư triệu kiến có gì phân phó mạnh kỳ chỉ một cái bay ra một tấm thư giãn ngươi đưa vật này tới yêu tộc tinh vực yêu hoàng điện yêu tộc tinh vực hà mộ giật mình tự nhiên có cảm giác không biết hôm nay là hôm nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha